Nói thật nhẹ nhàng, người bình thường đã chết cả rồi, căn bản không phải đối thủ của Phong Phi Vân, chỉ có nhân vật nửa bước cự phách mới có thể bức bách Phong Phi Vân sử dụng ấn ký thần vương, ta mang sát thủ nửa bước cự phách của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung đã chết cả rồi, không có khả năng lại cho đi chịu chết. Lão giả áo đen giọng lạnh lùng, căn bản không nghĩ tới một Phong Phi Vân lại làm hắn tổn thất thảm trọng như vậy, chết một cự phách, năm nửa bước cự phách, hắn không biết nên trở về gặp cung chủ thế nào. Không thể lại chết thêm. Long thần nhai hiểu rõ nội tình phủ thần vương hơn bất cứ kẻ nào, một khi nội tình phát hiện phủ thần vương sinh ra biến cố, chắc chắn sẽ chạy tới cứu viện, như vậy có thể dễ dàng thất bại trong gang tấc. Điều động hỏa thần doanh, cần phải trong một phút đồng hồ bao quanh phủ thần vương, luyện hóa mọi thứ thành dòng sông nham thạch nóng chảy. Long thần nhai đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Lão giả áo đen này hai mắt tỏa sáng, đã sớm nghe nói Bắc Minh Việt năm đại thần doanh, cường đại nhất chính là hỏa thần doanh. Năm đại thần doanh của Bắc Minh Việt thần bí nhất, cũng là lực lượng cường đại nhất, từ khi Bắc Minh Việt ra đời, năm đại thần doanh đã tồn tại. Năm đại thần doanh này cũng gắn liền với lịch sử Bắc Minh Việt, một ít thế lực tu tiên cường đại đều có ghi trong sách cổ, nhưng chỉ là vụn vặt, rất nhiều người cho rằng đây chỉ là đồn đãi. Nghe đồn trong năm đại thần doanh tụ tập cường giả tu tiên cường đại mà Bắc Minh Việt tìm kiếm ở các nơi, chỉ có đạt tới nửa bước cự phách mới có thể tiến vào năm đại thần doanh. Mỗi thống lĩnh một doanh đều là cự phách siêu cấp cường giả, chiến lực xưng vương, mà nhân số mỗi doanh không vượt qua 100 người, là cường giả chân chính. Lực lượng cường đại nhất Bắc Minh Việt, năm ngọn núi lớn thủ hộ Bắc Minh Việt, tự nhiên vô cùng khủng bố. Hỏa thần doanh xuất thế, có thể luyện hóa thiên địa. Phong Phi Vân đang đứng trong phế tích, toàn thân đều là máu tươi, áo bào đã sớm nhuộm đỏ, gương mặt đầy huyết châu, nhưng mà không sợ hãi, chiến khí tung hoành. Xa xa có bóng đen ẻo lả giống như quỷ hồn tung bay. Đây đương nhiên không phải là quỷ hồn, là sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung và tử sĩ Bắc Minh Việt. Bọn họ cũng không dám tiến lên, người chết trong tay Phong Phi Vân thật sự quá nhiều, nếu không phải thi thể đám người kia chết đi bị kịch độc hòa tan, chỉ sợ thi thể đã đủ xếp thành núi nhỏ. Tu vị thấp sợ hãi thiên tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân. Tu vị cao sợ Phong Phi Vân dẫn động ấn ký thần vương. Đây là một người trẻ tuổi, nói cho đúng là sát thủ trẻ tuổi, ăn mặc chán nản, trong tay cầm thanh đao rỉ sét. Đỗ Thủ Cao. Đây là sát thủ mạnh nhất thế hệ trẻ, xếp thứ 5 hạ sử thi thiên tài bảng, Đỗ Thủ Cao. Hắn bình thản tự nhiên, trên người không có một tia sát khí, nhưng mà hắn đi tới lại cho người ta cảm giác băng hàn thấu xương, sát khí đã luyện hóa vào trong người của hắn. Nếu tìm đao giết người, liền tìm Đỗ Thủ Cao. Phong Phi Vân nói ra. Phong Phi Vân xem ra, Đỗ Thủ Cao căn bản không giống sát thủ, bởi vì không có sát thủ nào ra tay giết người chính diện, cũng không có sát thủ nào dám không cố kỵ lộ mặt ra ngoài, càng không có sát thủ nào xuất ra một đao giết người. Nếu một đao mà đối phương chưa chết, hắn sẽ không xuất đao thứ hai. Cho dù hắn là sát thủ cũng là sát thủ có nguyên tắc, sát thủ quang minh lỗi lạc. Chuyện này chính là hắn rất tự tin vào mình, nhưng mà người như thế căn bản không thích hợp làm sát thủ như vậy tuyệt đối sống không lâu. Đỗ Thủ Cao đứng đối diện Phong Phi Vân, cách hơn 10 trượng, hắn đứng lại, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân không nháy mắt, khí tức toàn thân thu liễm lại, hắn giống như một người bình thường, nói. Đây là lần thứ 3 giết người. Hắn vẫn chất phác tự nhiên, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn cảm nhận trong thân thể hắn ẩn chứa sức bật không gì ánh kịp. Một khi ra tay không ai có thể đoán trước được, thể hiện uy năng cực kỳ đáng sợ. Ngươi không giết ta nổi. Phong Phi Vân vẫn tự tin vào chính mình. Thử qua mới biết được. Đỗ Thủ Cao trở nên có linh tính, tỏa ra hào quang, chẳng biết lúc nào trên kiếm của hắn bao phủ một tầng hàn băng mỏng. Người khác cũng không hề có chán nản, không có bình thản, giống như thần kiếm xuất khiếu, có thể đồ diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Lỗ chân lông toàn thân Phong Phi Vân mở ra. Thiên tủy binh đảm trong tay ngưng tụ thành trường thương, cũng là hào quang vạn trượng, thân thể không nhúc nhích. Tất chữ xôi tớt và Long Thương Nguyệt đứng cách đó không xa, đều cảm nhận được hào khí vô cùng khẩn trương, dường như không khí đang cứng lại. Sát khí quá thuần túy, Đỗ Thủ Cao không hổ là đệ nhất sát thủ thế hệ trẻ. Toàn thân tất chữ xuất nổi da gà, tuy hắn chạy trốn chết là nhất lưu, nhưng mà đối mặt với Đỗ Thủ Cao, hắn chắc chắn sẽ bị giết ngay một chiêu. Đáng tiếc hắn gặp Phong Phi Vân. Long Thương Nguyệt nói ra. Tất chữ xuất nói.
có lẽ tu vị Phong Phi Vân cao hơn Đỗ Thủ Cao một chút, nhưng mà bàn về giết người, Phong Phi Vân tuyệt đối không thể vượt qua Đỗ Thủ Cao. Ngươi quá xem thường Phong Phi Vân, nếu hắn dễ dàng bị người ta giết như thế, hắn đã sớm chết trong tay của ta trăm ngàn lần. Long Thương Nguyệt cảm giác, cảm thấy mình không cách nào nhìn thấu Phong Phi Vân, cảm thấy trên người Phong Phi Vân mang theo đại bí mật. Nghe nói như thế, Tất Chữ Xuất cảm thấy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Long Thương Nguyệt, không biết nàng có ân oán trực tiếp với Phong Phi Vân, nói thầm. Khốn kiếp, vì sao mỗi hôn thê đều hận muốn giết hôn phu của mình cho thống khoái thế? Đúng lúc này hai người đối nghịch nhau lại ra tay. Giống như hai tia chớp bay ngang qua bầu trời, chỉ trong tích tắc tia chớp biến mất. Hai đạo thân ảnh vẫn đứng nguyên vị trí, đối mặt lẫn nhau. 3. Kiếm trong tay Đỗ Thủ Cao đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Một chiêu định thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đầu của hắn bị Thiên Tủy binh đảm chặt dứt, chỉ bởi vì Thiên Tủy binh đảm quá sắc bén, đầu của hắn vẫn nằm trên cổ, vết máu không chảy ra một tia. Nhưng mà hắn đã triệt để mất đi sinh khí. Một cơn gió lạnh thê lương thổi qua, xoáy lên vô số bông tuyết, đông cứng thi thể của hắn, kết thành một tầng hàn băng dày đặc, ánh sáng lóng lánh, giống như một tấm bia to vĩnh viễn không ngã xuống. Một đời sát thủ trẻ tuổi cũng chết trong tay Phong Phi Vân. Ánh mắt Tất Chữ Xuất mở to ra. Trên cổ Phong Phi Vân cũng có một vết máu, nhưng nó rất cạn, chỉ mới cắt vỡ làn da. Tốc độ của ta nhanh hơn hắn, nhưng mà tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh hơn, sát thủ không hổ là sát thủ, nếu không có Thiên Tủy binh đảm kiên cố và sắc bén chặt đứt kiếm trong tay của hắn, người chết nhất định là ta. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào băng điêu Đỗ Thủ Cao, trong mắt mang theo thần thái khâm phục, tên của hắn xem như ghi nhớ trong lòng hắn, sát thủ dám chém giết chính diện không nhiều lắm. Một thiên tài cấp sử thi kết thúc, chế đứng, băng điêu chôn cất, kết cục còn tốt hơn các tu tiên giả quá nhiều. Trên đường tu tiên nhất định phải hiểu khúc ca bi tráng, cho dù thiên tư tuyệt diễm, truyền kỳ cả đời, cũng có thể chết trong nơi hoang dã, chó hoang gặm thi, cho dù khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp nổi danh đương thời, cũng có thể phương hoa phai tàn, trải qua dòng sông thời gian trôi biến thành một bà lão xấu xí. Nhân sinh vô thương, sao mà bi thương? Tiên lộ mờ ảo, mấy người có thể đắc đạo thành tiên? Cho nên trong lòng Phong Phi Vân không có nửa phần chấn động, tu tiên chính là tàn khốc như thế, có lẽ ngày mai hắn sẽ chết, cho nên hắn truy cầu tiên lộ không bằng hưởng lạc hiện tại. Người có thể làm thiếu niên tu tiên tận hoan, không còn di hận lúc sắp chết. Không khí trở nên cực nóng, trên mặt đất bùn đất dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khô nứt ra, hơi nước bị nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành xương trắng. Những tử sĩ và sát thủ trong phủ thần vương rút ra khỏi đống thê lương đổ nát này, thế giới chung quanh dần dần trở nên yên lặng tới mức khiến người ta sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, hẳn là dung nham dưới lòng đất sắp phun trào sao? Tất Chữ Xuất nhìn thấy giày bị bốc cháy, nhanh chóng cởi giày ra. Nhưng mà quần của hắn cũng bắt đầu bốc cháy, chân trần dẫm lên mặt đất còn phát ra âm thanh xoẹt xoẹt xoẹt. Hai mắt Long Thương Nguyệt giống như băng tinh, nhìn chằm chằm vào trời cao, chỉ thấy bầu trời khôn cùng có từng đoàn u hỏa đang thiêu đốt, màu đỏ sậm như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn giống như tận thế đang hàng lâm. Nhiệt độ càng ngày càng cao, vô cùng áp lực, có cảm giác như trời đất sụp đổ. Thời khắc này cả thần đô cảm nhận khí tức vô cùng khổng lồ. Liệt hỏa liễu nguyên, lửa mạnh thiêu cháy thảo nguyên, thần hỏa từ trên trời giáng xuống giống như muốn luyện hóa cả thế giới này. Rất nhiều tu sĩ cường đại đưa mắt nhìn lên, cảm thấy thần đô sinh ra sóng nhiệt nóng không chịu nổi, giống như có mặt trời đang rơi xuống, thiên địa biến thành lò lửa, mặt đất bị đốt thành dung nham nóng chảy. Long Thương Nguyệt hít một hơi khí lạnh, nói. Là thiên hỏa liễu nguyên đại trận, không biết có bao nhiêu cường giả lớp già ra tay. Đây chính là muốn luyện hóa toàn bộ phủ thần vương đấy. Phong Phi Vân không hiểu nhiều về thần tấn vương triều, những thứ hắn biết chỉ là trên sách vở, hơn nữa sách vở cũng có hạn chế, không các nào sánh bằng đệ tử tinh anh đại gia tộc như Long Thương Nguyệt, hỏi. Cái gì là thiên hỏa liễu nguyên đại trận? Chân Tất Chữ Suát đã sớm sợ tới mức mềm ra, bàn chân đã bị phỏng, nói. Đây là một loại đại trận cấm kỵ, hủy diệt thế gian. Trong lịch sử thần tấn vương triều chỉ xuất hiện 3 lần, trong đó một lần luyện chế một chuẩn chân nhân, 800 dặm đồng sơn ở địa tử phủ biến thành tuyệt địa, tính mạng không tồn tại, năm đó là do thiên hỏa liễu nguyên đại trận luyện hóa, thiêu đốt hơn ngàn năm, đến nay hỏa diễm vẫn chưa dập tắt. Long Thương Nguyệt sắc mặt biến thành khó coi.
xem ra hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất Chữ suốt cười không nói, toàn thân mất hết khí lực. Phong Phi Vân nói, cho dù là ấn ký thần vương đầu tiên lưu lại cũng không đánh phá nổi thiên hỏa liễu nguyên đại trận sao. Cho dù thần vương đầu tiên sống lại cũng chưa chắc có thể xông ra khỏi thiên hỏa liễu nguyên đại trận. Long Thương Nguyệt nói ra, nhiệt độ nóng bỏng càng ngày càng mạnh, bùn đất trên mặt đất bắt đầu bốc cháy, cung điện gỗ chung quanh đã sớm biến thành tro tàn, đây là cảnh tượng thiên địa tận thế, bầu trời biến thành đỏ thẫm, mặt đất có dung nham nóng chảy sinh ra, cả thế giới giống như bị hòa tan. Rốt cuộc là ai? Tại sao có thù hận lớn với lão tử như vậy? Nếu để lão tử bắt được kẻ đó, nhất định sẽ trộm sạch 1/18 đời tổ tiên của hắn. Tất Chữ Xuất nhìn lên trời giống to lên. Long Thương Nguyệt mỉa mai, nói. Người ta muốn giết chính là ta và Phong Phi Vân, người chẳng có bao nhiêu quan hệ cả. Tất Chữ Xuất gào khóc lớn, nói. Khốn kiếp, ta biết là ta bị liên lụy mà, ta là tặc tốt, tuân theo kỷ luật, trung thực, làm người đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, đều bị các ngươi hại. Phong Phi Vân nói. Muốn biết là ai giết chúng ta cũng không phải chuyện khó, các ngươi mang thứ đại biểu thân phận trọng yếu nhất ra đi, đương nhiên là thứ không bị thiên hỏa liệu nguyên luyện hóa. Làm gì, hiện tại chúng ta đều sắp chết rồi, ngươi còn muốn cướp sạch ta sao? Tất Chữ Xuất đề phòng lui ra sau hai bước. Long Thương Nguyệt mang một khối ngọc ra đưa cho Phong Phi Vân, nói. Đây là sau khi ta vào đế cung, tấn đế đưa cho ta ngọc bội biểu tượng thân phận, phía trên có trận pháp tấn đế khắc xuống. Chắc có lẽ không bị luyện hóa. Tất Chữ Xuất nhăn nhó cả buổi, móc trong túi quần ra một cái vòng tay này luyện chế xảo diệu, phía trên có một hạt châu nhỏ như quả anh đào, trên hạt châu có đại đạo phù văn chìm nổi, bên trong thai nghén năng lượng khổng lồ, nói. Đây là vòng tay Hồng Liên đưa cho ta, chính là tín vật đính ước của chúng ta đấy, cho dù là chân nhân cũng không cách nào luyện hóa nó. Phong Phi Vân, đây là tín vật đính ước của ta. Nếu ngươi tham nó, cẩn thận sau này bị trời phạt. Phong Phi Vân cầm ngọc bội và vòng tay sau đó trực tiếp ném ra xa xa, lọt vào trong biển lửa. Tất Chữ Xuất cái cằm sắp rơi xuống đất, lại đi lên bóp cổ Phong Phi Vân, mắng. Ta bóp chết đồ phá sản ngươi, nếu để Hồng Liên biết tín vật đính ước ta làm mất đi, nàng chắc chắn không giết ta không được mà. Phong Phi Vân vô cùng bình tĩnh, trực tiếp lấy thần vương lệnh ra, ném vào trong biển lửa. Tất Chữ Xuất và Long Thương Nguyệt sửng sốt, không biết Phong Phi Vân phát thần kinh gì. Giờ phút này cả phủ thần vương đều bị ngọn lửa bao vây, đống đổ nát thê lương này đã vỡ vụn, bị hòa tan ra, những thi thể và huyết dịch đã sớm hóa thành tro tàn, không còn lưu lại chút gì. Đối phó Phong Phi Vân, Long Thương Nguyệt tiểu bối như thế này, tự nhiên không cần sử dụng thủ đoạn là thần hỏa doanh rồi. Nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, một khi lưu lại dấu vết nào đó. Sẽ dẫn xuất chuyện lớn xảy ra, cho nên điều động thần hỏa doanh luyện hóa toàn bộ phủ thần vương, ai cũng có thể biết là ai làm chứ. Tuy rất nhiều người cũng biết vương bài của Bắc Minh Phiệt là thần hỏa doanh, nhưng mà không ai biết thiên hỏa liễu nguyên đại trận chính là thủ đoạn của thần hỏa doanh chứ. Phủ thần vương hóa thành biển nham thạch nóng chảy, tất cả mọi thứ đã bị hòa tan, nham thạch đỏ thẫm nóng chảy sôi trào, lan tới gần thành vực, chảy ra phố lớn ngõ nhỏ. Việc này rốt cuộc không cách nào che giấu nữa, đã kinh động cả thần đô, vô số cao thủ tu tiên lao tới phủ thần vương. Bắc Minh Phiệt và Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung đã rút người đi, thời điểm tất cả tu tiên giả chạy tới chỉ còn lại nham thạch nóng chảy và biển lửa, nham thạch nóng chảy sôi trào, thật lâu không có lạnh lại. Phủ thần vương bị thiên hỏa liễu nguyên đại trận luyện hóa, không một người sống. Tin tức này truyền tới trước tiên, truyền khắp cả thần tấn vương triều, lọt vào tay Ngân Câu Phiệt. Lọt vào đế cung. Lọt vào trong tai tất cả thế lực tu tiên lớn nhỏ, cả thiên hạ chấn động. Phong Phi Vân mang theo Long Thương Nguyệt và Tất Chữ Xuất đi vào trong long mạch dưới đất, đi thẳng tới nơi cách mặt đất mấy ngàn mét, tới nơi này còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao, bùn đất có thể làm người ta chết cháy. Thiên hỏa liễu nguyên đại trận này phong tỏa cả không gian, mà lòng đất cũng bị phong tỏa, may mắn Phong Phi Vân ngươi tạo nghệ trận pháp lợi hại, dùng thiên tủy binh đảm xé rách một khe hở nhỏ. Bằng không chúng ta hôm nay khó thoát cái chết. Long Thương Nguyệt có cảm giác sống sót sau tai nạn. Tất Chữ Xuất vui vẻ hơn ai khác, nói. Nếu không có thiên cương chùy và địa sát chùy của bổn công tử tạm thời tê liệt một góc thiên hỏa liễu nguyên đại trận, chỉ bằng Phong Phi Vân có thể mấy chiêu là xé mở một góc thiên hỏa liễu nguyên đại trận hay sao? Thiên hỏa liễu nguyên đại trận bao phủ sáu phương,
cho dù là trong lòng đất cũng bị phong tỏa, ba người tiêu hao rất nhiều khí lực mới xé ra một góc, xé rách một lỗ thủng và chạy vào lòng đất. Phong Phi Vân đi trước dẫn đường, hai mắt mang theo hàn quang, nói. Đối phương làm tuyệt như thế, xem ra nhất định có quan hệ tới vị trí tấn đế. Ánh mắt Long Thương Nguyệt lộ hàn quang. Muốn giết bọn họ chỉ có người của La Phù Công Chúa và Long Thần Nha Uy. La Phù Công Chúa có giao dịch với Phong Phi Vân, muốn lợi dụng lực lượng Phong Phi Vân đối phó Long Thần Nhai, như vậy người ra tay không khó đoán được là ai rồi. Tất Chữ Xuất không có suy nghĩ nhiều như vậy, nói. Ta còn hiếu kỳ, nếu ngươi biết rõ chúng ta có thể trốn tới đây, vì sao còn phải mang tín vật đính ước của ta và Ngọc Bài Nguyệt Công Chúa cùng thần vương lệnh của ngươi ném đi chứ? Đây là thần vương lệnh A Hát. Đương nhiên hắn càng đau lòng tín vật đính ước của mình hơn, đây chính là bảo vật hiếm có, nếu bị người khác nhặt được, chắc chắn lỗ lớn. Phong Phi Vân nói, nếu không làm thế, tất cả mọi người chúng ta sẽ bị luyện chế. Tất Chữ Xuất và Long Thương Nguyệt đều là người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra ý của Phong Phi Vân ngay. Tất Chữ Xuất vỗ tay cười to, nói, ta hiểu rồi. Chỉ có như vậy hung thủ mới cho rằng chúng ta đều chết đi, như vậy mới có thể buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài càng dễ bắt được nhược điểm của chúng, nợ máu phải trả bằng máu, lão tử nếu không trộm tới mức chúng tới mức thổ huyết ra, khục khục. Là mượn, mượn nha. Long Thương Nguyệt lắc đầu, nói. Không cần phiền toái như thế, ai tới hiện trường đầu tiên, kẻ đó là người đầu tiên tìm được vật chúng ta lưu lại, như vậy kẻ đó chính là thủ phạm phía sau màn. Vì sao nói như thế? Người khác cũng có khả năng là người tìm được di vật chúng ta lưu lại a. Cái khác không nói, chỉ nói Hồng Liên nhà ta, nếu nàng biết phủ thần vương bị luyện hóa, khẳng định sẽ chạy tới đầu tiên, đến lúc đó nàng ở trong nham thạch nóng chạy tìm được vòng tay kia. Nàng sẽ rất đau lòng a hát. Tất Chữ Xuất cười rộ lên, nghĩ tới bộ dáng tà Hồng Liên vì hắn khóc hoa rơi nước chảy, sau đó đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt nàng, hắn cảm thấy cao hứng không hiểu, nói. Mỗi lần đều là tiểu gia khóc trước mặt nàng, cũng nên để nàng khóc vì ta một lần. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Sẽ không, người muốn giết chúng ta nhất định sẽ ở gần phủ thần vương, hơn nữa càng quan tâm tới sinh tử của chúng ta, chỉ có tìm được di vật tiêu chí của chúng ta hắn mới có thể an tâm, người khác cho dù nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh hơn hắn. Sốt của kẻ đó là ai? Tất Chữ Xuất không hiểu, nói. Đúng rồi. Phong Phi Ân nói biểu tỷ ngươi đang ở đâu thế? Cả phủ thần vương bị luyện hóa, nàng không xảy ra chuyện gì chứ? Phong Phi Vân cười cười, nói. Ngươi sẽ nhanh chóng gặp được nàng thôi. Ngày hôm nay cả thần đô không bình tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ, phủ đệ vương hầu, bí phủ tiên môn đều đang đàm luận một chuyện, rất nhiều tu sĩ thế hệ trước hoảng sợ, cảm thấy mưa gió sắp nổi lên. Đương nhiên có người vỗ tay khen hay, có người tinh thần chán nản. Ngày hôm nay có người cười khoái trá, có người khóc giống đỏ mắt. Thần đô xảy ra đại sự như vậy, thiên hỏa liễu nguyên đại trận hiện ra, phủ thần vương bị luyện hóa chỉ còn biển nham thạch nóng chảy. Ta đã sớm ngờ tới những ngày gần đây sẽ có chuyện lớn xảy ra, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, không ngờ phủ thần vương bị diệt, xem ra loạn thế đã lan tới gần thần đô rồi. Chỉ tiếc một đời thiên kiêu, cứ như thế bị luyện chế đi, ngay cả xương cốt cũng không còn thừa. Ngươi nói là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Đúng vậy, kẻ này thiên phú dị bẩm, chỉ tu luyện 4-5 năm là có thể tranh phong với thiên tài cấp sử thi tu luyện mấy chục năm, thiên tư bực này nghe cũng chưa từng nghe qua, nếu không chết, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên tư rất cao sẽ bị người ta đố kỵ, có người sẽ không để hắn trưởng thành, chịu khổ đột tử là chuyện nằm trong dự liệu. Rất nhiều người đang đàm luận thảm án vừa xảy ra không lâu. Tại một tiên phủ khác của thần đô cũng có người không ngừng nghị luận. Có người từ bên trong nham thạch nóng chảy tìm được thần vương lệnh, trên lệnh bài còn dính yêu ma chi huyết, hỏa diễm không thể thiêu cháy sạch yêu ma chi huyết trên đó. Phong Phi Vân cả đời này xem như có giá trị, thiên tư tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, tuổi chưa đủ 20 đã leo lên vị trí thần vương, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng ái mộ hắn, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan lúc ấy tiến vào trong biển lửa, nhìn thấy người Bắc Minh phiệt vớt thần vương lệnh lên, nàng thiếu chút nữa ngất đi, thất hồn lạc phách rời đi, giống như mất đi linh hồn. Nguyệt công chúa cũng chết trong phủ thần vương, ngọc bài của nàng cũng bị người ta vớt lên, thời điểm đưa vào trong nội cung Kỷ Phi nương nương thổ huyết ngã xuống đất, bệnh nặng không dậy nổi.
Không chỉ ở thần đô, ngay cả những thiên môn đại giáo xa thần đô cũng biết được tin tức này. Phật môn thánh địa, ngự thú trai. Thanh sơn lục thủy, Phật trai cổ tháp, trong núi có Phật chung vang lên, âm thanh xa xưa nhưng mà dãy núi bị sương trắng bao phủ, căn bản không thấy cổ tháp ở nơi nào. Trong nội đường Phật môn, Nạp Lan Tuyết Tiên đang cầm lấy ngọc phủ, khóc như người điên, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Hòa thượng rượu thịt ngăn cản đường của nàng, cười nói. Ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia là người đoản mệnh, quả nhiên. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi mỗi ngày ở trước mặt Phật gia chủ hắn, hắn cũng không chết. Đều tại ngươi, ngươi thường cho ta, ngươi thường hắn cho ta. Nạp Lan Tuyết Tiên hai má trắng nõn đầy nước mắt. Tiểu tử kia chính là tai họa, chính là người đáng chết, chết tốt, chết thanh tĩnh, ngươi theo ta tu Phật được rồi chứ. Hòa thượng rượu thịt nghe được tin Phong Phi Vân chết đi thì cao hứng nửa canh giờ, cười tới mức miệng sắp rơi ra. Hắn khẳng định không chết, hắn không có đoản mệnh như thế. Nạp Lan Tuyết Tiên nuốt nước mắt, nghẹn ngào nói ra. Ngươi sao biết? Hòa thượng rượu thịt nói. Nếu hắn thật sự chết, hắn sẽ báo mộng cho ta, hắn không có báo mộng cho ta, làm sao chết được? Không có khả năng, làm sao có thể? Nói tới đây nàng quay đầu đâm vào tường. Trong mắt của nàng đầy tuyệt vọng. Nhưng mà nàng đầu của nàng cuối cùng không đụng vào tường, mà đâm vào bụng hòa thượng rượu thịt. Hòa thượng rượu thịt nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng thầm than, Si Nhi. Si Nhi a, hòa thượng rượu thịt an ủi, nói. Hắn không có báo mộng cho ngươi, nói rõ hắn thật không có chết, ngươi tội tình gì đi tìm chết cơ chứ. Nạp Lan Tuyết Tiên nước mắt chảy dài, cắn răng nói. Hắn nhất định biết ta sợ quỷ. Sợ làm ta sợ hãi, cho nên hắn không báo mộng cho ta, hắn. Hắn thật sự đã chết rồi. Nếu ngươi sợ quỷ, vậy đừng nghĩ tới ma quỷ, bằng không càng nghĩ càng sợ, nói ra ta cũng hơi sợ hãi đấy. Hòa thượng rượu thịt nói. Ta bây giờ không sợ. Sắc mặt Nạp Lan Tuyết Tiên càng trắng bệch, không có một tia huyết sắc nào. Bởi vì bây giờ là ban ngày. Hòa thượng rượu thịt sắc mặt đại biến, vội vàng vỗ vai nàng, kêu lên. Nha đầu, ngươi, nếu ta cũng biến thành linh hồn quỷ nhỏ bé, cũng không sợ hắn làm ta sợ. Hắn khẳng định vẫn chưa đi xa, vận khí tốt trên đường hoàng tuyền, trên đường nói không chừng sẽ gặp lại, đến lúc đó nhất định sẽ, dọa hắn nhảy, dựng lên, ha ha. Nạp Lan Tuyết Tiên mang theo nụ cười trên mặt, khóe miệng có một tia vết máu, đôi mắt dí dỏm từ từ nhắm lại. Hòa thượng rượu thịt cầm cổ tay của nàng, phát hiện đã lạnh buốt. Tâm mạch trong người đã hoàn toàn vỡ vụn, sinh cơ sói mòn hơn phân nửa, chỉ có 6 viên xá lợi tử đang tỏa sáng, hào quang bắt đầu ảm đạm đi nhiều. Thật sự là Si Nhi, ngốc nhi, ngốc nhi, ngốc tới mức không còn thuốc chữa. Hòa thượng rượu thịt lắc đầu, lấy ra một viên linh đan long lanh đưa vào miệng của nàng, bàn tay ngưng tụ Phật lực cường đại đặt lên lưng mềm mại của nàng, kích phát sinh cơ trong 6 viên xá lợi tử. Bên ngoài hoàng thành là lụa trắng. Lụa trắng còn trắng hơn cả tuyết rơi, mang theo vài phần bi thương. Tiếng chuông buồn bã vang vọng, cả thần đô đều nghe thấy, thần vương và công chúa đồng thời chết đi, đây chính là đại tang sự của hoàng tộc. Ô bi thương quá thay, phong thần vương thiên tư tuyệt diễm, xưa nay khó tìm người thứ hai, chỉ tiếc tráng niên mất sớm, thật sự là tổn thất lớn của thần tấn vương triều. Bắc Minh mặc thủ đầu đội lụa trắng, nước mắt đầy mặt, ở trong triều đình ngửa mặt lên trời thở dài. Nói ra lời đau thương, giống như cha ruột hắn chết đi vậy. Những quan viên mặc quan bào kia cũng thầm sắc nghiêm túc, có người khóc giống theo Bắc Minh mặc thủ. Nguyệt công chúa hào hoa phong nhã, lại bị gian nhân làm hại, nghe nói kỳ thần phi nương nương ôm đau không dậy nổi, đặc biệt mang tới một gốc tử chi 6.000 năm, hy vọng kỳ thần phi nương nương sớm ngày tốt hơn, không nên quá mức bi thương. Thần sắc Bắc Minh mặc thủ ảm đạm, bi thương tới cực điểm, lấy một gốc cây linh chi màu tím ra. Đưa cho tổng quản trong cung, trình lên. Trên mặt long thần nhai đắng chát, giọng nức nở nghẹn ngào, cắn chặt hàm răng, nói. Thương Nguyệt muội muội vốn ít đi lại ở thần đô, từ nhỏ chịu không ít thống khổ, không nghĩ tới vừa về thần đô không bao lâu đã tao ngộ tai kiếp. Giọng của hắn nức nở nghẹn ngào không nói ra lời, thật lâu lại nói. Ta biết được tin tức chạy tới thì đã trễ, không thể cứu nàng ra, chỉ tìm được lệnh bài trong dung nham nóng chảy. Long thần nhai đưa ngọc bài ra. Thái tử điện hạ, tay ngươi. Có một thiên hầu ân cần nói ra.
Trên bàn tay Long Thần Nhai có vết bỏng, là lực lượng hỏa diễm nóng tới cực điểm tổn thương làn da, không còn khối thịt lành. Long Thần Nhai cởi áo bào ra, lộ ra nửa người trên khắp nơi là vết bỏng, có lực lượng hỏa diễm hung mãnh đảo qua, hắn cố nén đau đớn, giọng càng nức nở nghẹn ngào hơn, nói. Ta đã hết sức, nhưng mà ta còn không thể nào cứu Thương Nguyệt muội muội ra. Rất nhiều quan viên triều đình dỗ dành hắn, cảm xúc của hắn từ từ thu lại, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói. Nếu để cho ta biết là ai hạ độc thủ, ta nhất định bắt kẻ đó nợ máu trả bằng máu. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ánh mắt La Phù công chúa bất thiện, hừ lạnh một tiếng. Long Thần Nhai nói. Sau khi thảm án xảy ra, ta lập tức truy tra việc này, có rất nhiều người trông thấy trước khi xảy ra chuyện ngươi đi ra khỏi phủ thần vương. Long Thần Nhai nói lời này quả thật là ném tảng đá vào nước lặng, ánh mắt mọi người nhìn qua La Phù công chúa. Bắc Minh Mặc Thủ trầm giọng nói. Thái tử điện hạ, lời này không thể nói lung tung. Long Thần Nhai nói. Thái tể đại nhân, ta không nói lung tung, La Phù, ta hỏi ngươi buổi sáng hôm nay ngươi có đi phủ thần vương hay không? La Phù công chúa nhìn chằm chằm vào ánh mắt mọi người, nói. Ta đúng là đi phủ thần vương. Ngươi đi làm gì? Long Thần Nhai nói. Ta. La Phù công chúa không nói lời nào, cũng không nói nên lời. Thảm án phủ thần vương diệt môn xảy ra sau khi ngươi rời đi, thật quá khéo rồi. Long Thần Nhai nói. Sáng nay ngươi từ trong tây môn phủ thần vương lặng lẽ rời đi, ngươi có giải thích gì không? La Phù công chúa hôm qua ngủ cả đêm với Phong Phi Vân, buổi sáng đương nhiên phải lặng lẽ rời đi, chuyện này sao có thể nói đường hoàng được? Bảo nàng giải thích thế nào? Thái phó Đông Phương Hàn Lâm vẫn không nói gì, lộ ra bộ dáng tuổi già sức yếu, ho khan hai tiếng, nói. Cửa tây phủ thần vương nằm ở nơi vắng vẻ, hoang vu không người ở lại, thái tử điện hạ làm sao biết buổi sáng La Phù công chúa rời khỏi phủ thần vương từ cửa tây? Cái này! Trong lòng Long Thần Nhai xuất hiện đủ loại ý niệm, tự nhiên không có khả năng nói mình bảo người vây quanh phủ thần vương, hơi dừng một chút, sau đó nói. Thiên hạ làm gì có bức tường không lọt gió, La Phù cho rằng tu vị nàng đủ cao, ẩn nặc thuật đủ mạnh là có thể lừa dối, vẫn bị người ta phát hiện ra, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt a. La Phù công chúa ánh mắt băng lãnh, nói. Ngươi nhận định ta là người diệt phủ thần vương. Ta cũng không có nói lời này. Chỉ là ta cha ra ngươi và Bắc Cương phủ Âm Hư Thi Động, địa tử phủ Thái Dương Tiên Giáo có vãng lai mật thiết. Cả thần Tấn Vương triều ai không biết Thái Dương Tiên Giáo là tiên giáo dùng hỏa đệ nhất chứ? Thần sắc Long Thần Nhai sôi sục, đột nhiên quỳ xuống, nhìn Tấn Đế nói. Những chuyện này chỉ là suy đoán của Nhi Thần mà thôi, nhưng mà Nhi Thần đau lòng Thương Nguyệt muội muội tao ngộ bi thảm, thỉnh Tấn Đế minh xét việc này, không thể để hung thú chạy ra khỏi thần đô a. Trong lúc nhất thời, La Phù công chúa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bắc Minh Mặc Thủ tiến lên góp lời, nói. Thần cho rằng việc này không có quan hệ với công chúa điện hạ, đương nhiên thái tử đau lòng Nguyệt công chúa và thần vương đại nhân ngộ hại, nói ra lời quá khích cũng có thể hiểu được. La Phù, người có gì để nói không? Tấn Đế nói. Thảm án phủ thần vương không có quan hệ gì tới ta. La Phù công chúa nói ra. Bắc Minh Mặc Thủ lại nói. Xảy ra chuyện như vậy, cuộc chiến phò mã ngày mai vẫn tiến hành như thường lệ, tang sự thần vương và Nguyệt công chúa để sau. Sắc mặt La Phù công chúa hơi đổi, Tấn Đế nói ra lời này đương nhiên đã hoài nghi nàng rồi. Tấn Đế đương nhiên không phải người ngu, không có khả năng bởi vì Long Thần Nhai và Bắc Minh Mặc Thủ diễn xong hoàng thì thật sự cho rằng La Phù công chúa làm chuyện này. Nhưng mà phủ thần vương bị diệt, thần vương và Nguyệt công chúa bị luyện chế. Đây chính là đánh mặt của hoàng tộc, sẽ bị tu sĩ trong thiên hạ chế nhạo, nhất định phải có một chuyện phân tán sự chú ý của mọi người. Chuyện này chính là cuộc chiến phò mã. Một trận chiến này là phải làm, La Phù công chúa gả cho ai không trọng yếu là trong tranh đấu quyền lực nàng đã thua rồi. Hôm nay trên triều đình, tuy không ai có thể chứng minh nàng giết thần vương và thân muội muội, nhưng mà tất cả mọi người sẽ hoài nghi lên người nàng. Cho dù là Tấn Đế tin tưởng nàng cũng không thể làm gì, cũng không thể chiếm được ủng hộ. Đã như vậy thì chỉ có thể buông tha nàng. Tấn Đế cuối cùng bổ nhiệm Tam Công và Cửu Khanh phụ trách cuộc chiến phò mã, còn đề cao quy cách đại chiến lần này, không những có thể cưới được La Phù công chúa là hoàng gia thiên nữ, còn có thể có cơ hội trở thành thần vương.
Thần đô nghênh đón náo nhiệt mới, ánh mắt vạn người chú mục, thảm án phủ thần vương dần dần ít có người đàm luận, dù sao đàm luận về người chết có ý nghĩa gì chứ? Không những cưới được công chúa đẹp nhất thiên hạ, còn có khả năng trở thành thần vương, cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt nhiệt huyết sôi trào. Những tu sĩ lớp già ở các thế lực tu tiên lớn cũng bắt đầu giống trống khua chiêng bố trí, lấy linh khí đỉnh cấp nhất ra, dùng nội tình tông môn tu tiên lúc khẩn cấp lấy ra dùng, tất cả đều muốn thắng cuộc chiến này. Ngoại hình rất giống lâu đài cổ, tang thương cổ xưa, bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt, năm ba tiểu nhị đang vây quanh đống lửa, khoác ngừng bỏ khoáng thạch vào trong lò. Linh thạch chính là tài nguyên không thể thiếu của tu tiên giới, chỉ cần tu vị đạt tới cảnh giới nhất định thì phải cần linh thạch. Có cửa hàng kinh doanh linh thạch, sau lưng chắc chắn có thế lực không nhỏ ủng hộ, bằng không chắc chắn sẽ bị cướp. Nhưng mà tòa cửa hàng kinh doanh linh thạch này hơi rách dưới một ít, làm cho người ta hoài nghi nó có được năng lực kinh doanh linh thạch hay không. Vào đêm hai đạo thân ảnh đi tới bên ngoài cửa hàng linh thạch, đội mũ rộng vành màu đen, trên mũ rộng vấp hát có mật vân lưu động, thần thức không cách nào nhìn xuyên qua. Chính là nơi này. Một người áo đen hơi thấp nói ra. Không sai. Một người áo đen thân hình cao lớn đi vào trong cửa hàng linh thạch, tiểu nhị bên trong nhìn sang, trong đó một tiểu nhị mặc quần áo vải xám mang theo mũ quả dưa chạy tới. Tiểu nhị không ngốc, hắn không nhìn thấu tu vị hai người này. Tiểu nhị này tuổi cũng không nhỏ chút nào, nhưng mà lại nhỏ gầy, trên mặt tươi cười, nói. Hai vị tiên gia, hiện tại cửa hàng linh thạch đã đóng cửa, thỉnh buổi sáng đi tới đây. Oanh! Người áo đen thân hình cao lớn đột nhiên ra tay, năm ngón tay bắn ra linh quang, hơn vạn đạo tử phủ linh khí đánh ra ngoài, giống như biển cả màu tím, đánh vào ngực tiểu nhị. Quả thật là không hề có dấu hiệu. Đây tuyệt đối là cao thủ tu tiên, ít nhất là thiên mệnh tứ trọng, lực lượng một kích này sợ rằng có thể đè sập một ngọn núi nhỏ. Oanh! Hơn vạn đạo tử phủ linh khí đánh lên ngực tiểu nhị, nhưng lại giống như đá chìm vào biển, cơ hồ tất cả linh khí biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ rớt cả mắt, một tiểu nhị bình thường không ngờ cường đại như vậy, đứng bất động cũng có thể dễ dàng hóa giải một kích của tu sĩ thiên mệnh tứ trọng. Tu vị như vậy ít nhất cũng đạt tới nửa bước cự phách. Chỉ có thể nói rõ cửa hàng linh thạch này cất giấu bí mật không ai biết. Tuy cửa hàng linh thạch này không lớn, nhưng mà tất cả tiểu nhị cộng lại cũng hơn 20 người, chỉ là tiểu nhị bình thường đã có tu vị như thế, người khác thì sao? Trước đống lửa không ngừng thiêu đốt, những tiểu nhị kia đã dừng tay lại, ánh mắt lợi hại nhìn qua hai người áo đen. Bá! Bóng người lóe lên. Sau một khắc hơn 20 tiểu nhị đã vây quanh hai người áo đen này. Có người đóng cửa lớn cửa hàng linh thạch lại, một tòa trận pháp hỗn nguyên càn khôn bạo phát ra ngoài, bao phủ toàn bộ cửa hàng linh thạch. Hai người áo đen vẫn bình tĩnh đứng đó, khí độ phi phàm. Vừa bắt đầu đã như vậy, hắn vẫn đứng bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng run rẩy cho bụi trên người, tươi cười trên mặt biến mất, mang theo sát ý nói. Các ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Trên đỉnh đầu tiểu nhị này có một thần lô lơ lửng, có hơn vạn đạo hào quang màu xanh và thần lô đụng vào nhau, khiến thế bàng bạc hiện ra, trực tiếp éo không khí cứng lại. Người áo đen thân hình cao ngất nói. Bạch Nhật Thanh Thiên Ngoại. Năm chữ này chẳng khác gì chú ngữ, tiểu nhị trong cửa hàng linh thạch đều biến sắc, hai mắt nhìn nhau. Oanh! Cửa gỗ trong cửa hàng linh thạch mở ra, một lão giả trên người đầy miếng vá, tóc trắng xóa. Chòm râu dài tới tất nhưng làn da lại tinh tế như hải đồng, đôi mắt vô cùng sáng, thì thầm. Thần Hà Tinh Khung Sử, ngươi là... Phong Phi Vân tháo mũ rộng vành xuống, chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc đứng trong nội viện, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nói. Ngươi chính là lão đại thần Hà Cấm Vệ. Hai người áo đen này chính là Phong Phi Vân và Tất Chữ Xuất, bọn họ đi ra khỏi long mạch dưới đất liền đi tới nơi này. Cửa hàng linh thạch này chính là một mật địa. Chỉ có thần vương mỗi thời đại mới biết được nơi này. Bái kiến thần vương đại nhân. Lão giả kia kinh sợ cúi đầu, mà những tiểu nhị khác quỳ xuống, cả đám kính sợ không hiểu. Mỗi một siêu cấp tiên môn đều có lực lượng bí ẩn và cường đại nhất của mình, bình thường sẽ không lộ ra ngoài ánh sáng, cũng giống như Bắc Minh Phiệt. Những lực lượng bí ẩn này cũng được xưng là nội tình của một thế lực, là lực lượng trung thành nhất, giống như tử sĩ vậy, không tới thời khắc sinh tử tồn vong sẽ không xuất hiện. Phủ thần vương thành lập hơn 6.000 năm, thần vương mỗi thời đại đều là nhân vật kinh thiên động địa, tự nhiên vô cùng khủng bố.
bằng không thần vương lấy cái gì dám thì cả thần tấn vương triều. Ba đại thiên hầu tỏa chấn thần vũ quân, nhưng mà đó cũng chỉ là lực lượng bên ngoài, một góc của băng sơn. Bất luận thế lực gì muốn trường tồn lâu dài, đều khó có khả năng mang tất cả lực lượng của mình bay ra ngoài ánh sáng. Thần Hà cấm vệ chính là tử sĩ do thần vương thứ bảy Long Xuyên Phượng bồi dưỡng, số lượng cực nhỏ, nhưng mà là tu sĩ cực kỳ cường đại. Những tiểu nhị trong cửa hàng linh thạch này đều là thần Hà cấm vệ, nhưng mà chỉ là một bộ phận của thần Hà cấm vệ mà thôi. Còn có một ít thần Hà cấm vệ có được thế lực của mình, cũng có thân phận khác, chỉ có thần vương mới có thể triệu hồi bọn họ. Đương nhiên số lượng thần Hà cấm vệ vẫn không nhiều lắm, sẽ không vượt qua 50 người, chính là cường giả trong cường giả. Lão Bộc Khúc Trường Ngâm, chính là đầu lĩnh thần Hà cấm vệ thế hệ này. Lão giả thân thể cong xuống, không ngẩng đầu lên. Trong mắt Phong Phi Vân tràn đầy hỏa mang, vận dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn kỹ lão giả này, nhưng mà không cách nào nhìn thấu tu vị của hắn, đây chính là cường giả cấp bậc cự phách. Nhân vật cấp bậc cự phách đã ít lại càng ít, mười nửa bước cự phách mới có một người có thể bước vào cự phách. Giống như Bắc Minh Việt Thần Hỏa Doanh, toàn bộ đều là đại nhân vật ngoài nửa bước cự phách, nhưng mà đạt tới cự phách không tới 10 người. Đây đã là nội tình cao nhất của thế lực tu tiên cao cấp nhất thần tấn vương triều như Bắc Minh Việt, có thể thấy được nhân vật cự phách thưa thớt cỡ nào. Trong thần Hà cấm vệ, nhân vật cự phách vô cùng thưa thớt, năm ngón tay có thể đếm hết. Tất cả mọi người đứng lên đi. Phong Phi Vân truyền lệnh. Hai mắt Khúc Trường Ngâm cẩn thận, nói. Thần vương đại nhân, chúng ta vào trong nói chuyện. Phong Phi Vân gật đầu. Đi theo sau lưng Khúc Trường Ngâm, Tất Chữ Xuất cũng muốn theo vào, nhưng mà bị Khúc Trường Ngâm cự tuyệt, hết sức nghiêm túc nói. Thần vương đại nhân, người này là... Không sao, cứ cho hắn vào đi. Phong Phi Vân thản nhiên nói ra. Thần Hà cấm vệ chính là lực lượng bí ẩn nhất của phủ thần vương, nhưng chỉ là một chi trong đó. Phải biết rằng nhìn chung lịch sử thần tấn vương triều tổng cộng xuất hiện 7 thần vương, thần Hà cấm vệ chính là lực lượng hộ mệnh của thần vương thứ 7 mà thôi. Mà trên thực tế thần vương mỗi thời đại đều thành lập một chi lực lượng thần bí, vẫn bảo tồn tới ngày nay, trong đó lực lượng xa xưa nhất đã tồn tại 6.000 năm, ai cũng không biết bọn họ cường đại tới mức độ nào rồi. Cho nên lực lượng che giấu của phủ thần vương chỉ có 7 chi, thần Hà cấm vệ chỉ là một trong số đó. Tuy đã qua hơn 6.000 năm, nhưng mà Phong Phi Vân không lo lắng độ trung thành của lực lượng thần bí, bởi vì lịch đại thần vương không phải người ngu. Nếu không thể cam đoan con cháu của những người này thiên thu muôn đời, cũng không chọn những người này với tư cách là cấm vệ phủ thần vương. Cũng bởi vì như thế, Phong Phi Vân mới dám yên tâm lớn mật mang theo Tất Chư Suất đi tới nơi này, dù sao cũng chỉ là một chi trong 7 chi cấm vệ mà thôi. Thần vương đại nhân làm thế nào chạy ra khỏi phủ thần vương? Khúc Trường Ngâm nói. Phong Phi Vân nói đơn giản chuyện xảy ra trong phủ thần vương một lần, nói. Chuyện đã xảy ra như thế, đúng rồi, ai là người đầu tiên tiến vào phủ thần vương? Phủ thần vương xảy ra đại biến, lão Bộc lập tức lao qua, nhưng mà lúc ấy phủ thần vương đã hóa thành biển dung nham nóng chảy rồi. Khúc Trường Ngâm nói thêm. Lúc lão Bộc đuổi tới, Thái tử Điện Hạ và một ít tu sĩ Bắc Minh Việt đã tới đó, trong dung nham nóng chảy tìm ra thần vương lệnh. Long thần nhai. Phong Phi Vân cười lạnh. Ngoá, đại gia nó. Tất Chữ Suát đập đùi mắng to một tiếng. Phong Phi Vân lại nói. Thần vương lệnh hiện tại đang ở nơi nào? Long thần nhai đã hiến thần vương lệnh cho tấn đế, hiện tại có lẽ trong nội cung, chẳng qua hiện tại tu sĩ trong thiên hạ cho rằng thần vương đại nhân đã chết, tấn đế hạ lệnh ai có thể thắng trong cuộc chiến phò mã thì kẻ đó chính là thần vương mới. Khúc Trường Ngâm nói. Muốn trở thành thần vương, khống chế thần vương lệnh nhất định phải đi vào Thái Miếu Tế Tự. Còn phải được các lão tổ hoàng tộc trợ giúp nhỏ máu nhận chủ mới có thể nắm giữ thần vương lệnh, trở thành thần vương mới. Cuộc chiến phò mã bắt đầu bao giờ? Ngày mai chính là ngày đầu tiên. Khúc Trường Ngâm nói ra. Ánh mắt Phong Phi Vân quay tít một vòng, lộ ra thần sắc chờ mong. Khúc Trường Ngâm nói. Thần vương đại nhân, có nên hiện tại đo vào trong cung gặp tấn đế, thu hồi thần vương lệnh? Không, hôm nay thế cục thần đô phức tạp. Đấu tranh càng ngày càng hung hiểm, ngay cả tấn đế cũng rất khó khống chế, nếu ta hiện tại tiến vào đế cung, tuy có thể thu hồi thần vương lệnh, nhưng mà người trong thiên hạ cũng sẽ biết ta còn sống. Người muốn giết ta sẽ tiếp tục ra tay giết ta, chuyện này với ta không có chút chỗ tốt nào cả. Phong Phi Vân nói ra,
Ý thần vương đại nhân là... Khúc Trường Ngâm nói. Lui vào chỗ tối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phong Phi Vân nói. Nếu có người thắng cuộc chiến phò mã, phải chăng trở thành thần vương tiếp theo? Khúc Trường Ngâm nói. Phong Phi Vân cười cười, nói. Ta sẽ đi tham gia cuộc chiến phò mã, lại đoạt lại vị trí thần vương là được. Phong Phi Vân tự nhiên muốn đi tham gia cuộc chiến phò mã, vì La Phủ công chúa nên phải đi. Cho dù bại lộ thân phận cũng không sao, hôm nay tất cả mọi người cho rằng Nguyệt công chúa đã chết, hắn chính là thần vương phải kết hôn với công chúa mới, tự nhiên càng hợp tình hợp lý. Phong Phi Vân tự nhiên có mưu đồ trong lòng của mình, nếu Bắc Minh Mặc Thủ muốn chơi, tự nhiên cũng nên chơi với hắn tới cùng. Rời khỏi cửa hàng linh thạch, Phong Phi Vân và Tất Chữ Xuất tách ra. Xảy ra chuyện lớn như thế, Tất Chữ Xuất phải đi gặp Tà Hồng Liên, bằng không xảy ra chuyện gì thì có trời mới biết. Phong Phi Vân cũng đi gặp một người, cũng không biết nàng có rời khỏi thần đô hay chưa. Phong Phi Vân ở trong long mạch dưới đất, bên trong căn vài viên thiên tủy đan, tu vị tăng lên thật lớn, thiên tủy đan cũng chỉ là tứ phẩm linh đan, không có đạt tới cấp bậc ngũ phẩm, cho nên tiêu hóa một viên không thể đột phá cảnh giới. Tuy còn chưa có đạt tới cấp bậc thiên mệnh tứ trọng, nhưng mà không kém bao nhiêu cả. Mà lần này trên đường tiến tới Tuyệt Sắc Lâu, Phong Phi Vân ăn hai viên thiên tủy đan. Luyện hóa 5 viên thiên tủy đan có lẽ có thể đột phá cảnh giới thiên mệnh tứ trọng, đến lúc đó trong thế hệ trẻ ai là đối thủ của ta. Phố dài sổ xưa, con đường tuyết đọng chất đầy. Bắt đầu có trăng sáng, ánh trăng sáng tỏ, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phong Phi Vân một mình một người đứng dưới Tuyệt Sắc Lâu, dưới ánh trăng, bóng dáng kéo rất dài. Ngày mai chính là cuộc chiến phò mã, cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt đều đã chuẩn bị chiến tranh. Ngày xưa Tuyệt Sắc Lâu phi thường nào nhiệt, tối nay đặc biệt quạnh quẽ. Bá! Thân ảnh Phong Phi Vân tiêu thất trong hư không, sau một khắc đã xuất hiện trong Tuyệt Sắc Lâu, lơ lửng dưới cung điện trên không trung. Phía trên là một cung điện màu son ngọc, có một chiếc linh đăng lóe lên. Ngay vào lúc Phong Phi Vân xuất hiện dưới ngóc điện, linh đăng lập tức dập tắt, trở nên tối tăm. Là hắn đến, hắn đang ở bên dưới. Nam Cung Hồng Nhan rất muốn lao ra khỏi cửa. Nhưng mà nàng đột nhiên dừng lại. Huyết Vũ nói. Không phải hắn đã chết sao? Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu, nói. Không có sai, ta ngửi được khí tức trên người của hắn. Vì sao ngươi không trực tiếp ra ngoài gặp hắn, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở đây, một người trốn ở nơi này đau khổ một mình, đây không phải phong cách của tỷ tỷ. Huyết Vũ nói. Trong mắt Nam Cung Hồng Nhan dịu dàng mang theo vài phần phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy một cái hộp phía trên có một tầng phong ấn rậm rạp, nói. Giao cái này cho hắn. Phong Phi Vân lẳng lặng đứng trên mặt tuyết, mặc cho gió tuyết lạnh lẽo thổi vào mặt, không bao lâu một bóng dáng uyển chuyển màu đỏ từ trên cao bay xuống, tóc dài đen nhánh, da thịt tuyết trắng, dáng người gợi cảm, là vưu vật mê người. Là một bóng đỏ dưới trăng. Huyết Phú cười ha hả, tiếng cười câu hồn đoạt phách, có rất ít nam nhân không thể không mê luyến tiếng cười của nàng. Thập phần dễ dụ dỗ người ta phạm tội, hết sức chập chờn, đi tới, Vũ Mị nói. Tất cả mọi người cho rằng thần vương đại nhân đã chết, không ngờ người xấu như ngươi lại không chết a. Phong Phi Vân nhìn như không thấy, nói. Hồng Nhan đâu, vì sao nàng không đi ra gặp ta? Tỷ tỷ đã rời khỏi Tuyệt Sắc Lâu. Huyết Vũ ngón tay không xương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phong Phi Vân, ánh mắt thu thủy nháy động nhẹ nhàng. Nàng đi nơi nào? Phong Phi Vân nói ra. Ta cũng không biết, nàng đi vội vàng, chỉ để lại cái hộp này cho ta, bảo ta giao cho ngươi. Huyết Vũ đần độn không thú vị, lấy cái hộp ra đưa cho Phong Phi Vân. Đây chính là cái hộp sắt màu đỏ thẫm, dùng địa tâm kỳ thiết cực kỳ hy hữu luyện chế, phía trên bao phủ phong ấn rậm rạp, giống như con nhện, phía trên có hào quang màu trắng lưu động. Phong Phi Vân ánh mắt híp lại, mang theo thần sắc suy tư, nâng cái hộp đỏ thẫm lên. Muốn phá vỡ phong ấn, mở cái hộp ra. Không được, không được, tỷ tỷ nói đồ vật trong cái hộp này phải chờ tới khi ngươi nguy hiểm tuyệt vọng nhất mới có thể mở ra, hiện tại mở ra mất linh, ngươi cần phải nghe lời. Huyết Vũ vội vàng ngăn cản Phong Phi Vân mở hộp sắt ra. Phong Phi Vân lườm lườm Huyết Vũ, nhìn qua cung điện đang lơ lửng, cười nói. Được rồi, không mở ra, không mở ra, Hồng Nhan còn có gì muốn ngươi nói với ta không? Không có. Huyết Vũ cười dí dỏm. Thật không?
Phong Phi Vân nói. Huyết Vũ lại nói. A hát, ta nhớ rồi, tỷ tỷ bảo ngươi đừng quên ước định giữa nàng và ngươi, nam nhân không tuân thủ ước định không phải nam nhân tốt, đúng rồi, ước định gì? Các ngươi không phải định bỏ trốn đấy chứ? Cái này, không thể nói, không thể nói. Phong Phi Vân cười cười, cuối cùng nhìn qua cung điện, hơi thất vọng đạp tuyết mà đi. Bỏ trốn, bỏ trốn. Huyết Vũ ở sau lưng cười nói. Nam Cung Hồng Nhan áo trắng không nhiễm bụi trần, dáng người hoàn mỹ tới cực điểm, giống như tiên tử áo trắng. Gió lạnh như đao, hàn khí nhập thân, điều khác một giai nhân tuyệt sắc thích đùa nghịch tâm cơ và thâm tình. Không có ai biết trong lòng của nàng có bao nhiêu cô độc, cũng không người nào biết trong lòng nàng thừa nhận cô độc cỡ nào. Nàng chỉ là một nữ nhân, cũng muốn một bờ vai dựa vào, giống như cánh chim mệt mỏi cần một cái tổ tránh gió lạnh mưa rào. Nàng đứng trên cung điện trên cao, đưa mắt nhìn Phong Phi Vân rời đi, giống như một băng điêu tuyệt mỹ đứng trong băng tuyết. Phong Phi Vân rời đi rất xa, loáng thoáng nghe được sau lưng có tiếng đàn tranh kỳ ảo, âm thanh hay như thế, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Giờ phút này nếu như Nam Cung Hồng Nhan ôn nhu động lòng người tựa vào ngực của hắn, mong muốn ấm áp, thả lỏng nội tâm, chẳng khác gì lão binh trên chiến trường sau khi về nhà muốn được ôm thê tử đầu tiên. Cảm giác ấp áp, mỹ diệu, thỏa mãn trong đó không cách nào hình dung. Phong Phi Vân dừng bước lại, ngừng chân thật lâu, nghe tiếng ca kia, thẳng tới khi một khúc này chấm dứt, trên người Phong Phi Vân đã đầy băng tuyết, khi đó hắn mới rời đi. Lúc này tổ chức cuộc chiến phò mã, cả thần tấn vương triều có hơn phân nửa thiên tài tuấn kiệt tham gia, thiên tài cấp sử thi vượt qua 10 người, một đời vương giả trẻ tuổi không cam chịu yếu thế, đều đi tham gia đại chiến này. Hôm nay là thời gian báo danh, có vài thiên tài đỉnh cấp lạ lẫm xuất hiện. Có người hoài nghi là người tới từ vương triều khác. Chỉ tới giữa cha, trẻ tuổi tuấn kiệt tham gia bá danh vượt qua vạn người, đến từ bốn phương tám hướng, thiên nam địa bắc. Cuộc chiến phò mã được thiết chí trong hoàng thành, do Tam Công Cửu Khanh cùng chủ trì thịnh yếu trẻ tuổi tuấn tài này, quả thật là phong vân tế hội. Rất nhiều cuồng nhân chiến đấu đều đi ra khỏi bế quan, muốn tới nơi này tranh hùng thiên hạ. Thiên tài cấp sử thi, chiến lực chưa chắc là vô địch cùng cảnh giới. Kỳ Phong mặc một bộ đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, phiêu giật như tiên, mi tâm có thiên nhãn mở ra, có thể dẫn động lực lượng trăng sáng, không người nào có thể tiếp một chiêu của hắn, tới giữa chưa có 16 thiên tài tuấn kiệt bại trong tay hắn, toàn bộ một chiêu thủ thắng. Tuy Kỳ Phong không phải thiên tài cấp sử thi, nhưng mà chiến lực còn mạnh hơn thiên tài cấp sử thi. Lúc gần giữa chưa lại xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa, người này lưng mọc cánh chim màu đen, có bốn cánh tay, lai lịch thần bí. Đã đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, nhưng mà chiến lực cũng cực kỳ cường đại, giao thủ với một nửa bước cự phách 10 chiêu không thua. Thiên tài cấp sử thi chưa chắc là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ. Một thiên tài cấp sử thi tu luyện 10 năm chưa hẳn so sánh được với thiên tài nghịch thiên tu luyện 30 năm. Tại thần tấn vương triều chỉ cần không vượt qua 50 tuổi sẽ được xưng là trẻ tuổi tuấn kiệt. Cũng không lâu lắm, lại có cường giả thần bí trẻ tuổi xuất hiện, toàn thân đầy bùn đất, giống như tượng đất. Thân cao không tới 1m5, trên đỉnh đầu có mây xanh bay lên, phiến đá dưới chân hắn hơi dính lại, đã hóa thành vũng bùn. Một tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong thế hệ trước muốn thăm dò sâu cạn của hắn, lại bị hắn đánh một chưởng vào ngực, thân thể hóa thành lầy lội đầy bùn máu. Lại có một trẻ tuổi tuấn tài thâm bất khả trắc, chưa từng có người nào nghe qua tên của hắn. Thần tấn vương tiều thật sự quá lớn, nhân khẩu quá nhiều. Thiên môn thế gia cổ xưa giấu trong thâm sơn đầm lầy không ít, mấy ngàn năm chưa chắc liên hệ với bên ngoài, những tuấn tài thần bí trẻ tuổi xuất thế, cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc gì cả. Trên đời này không thiếu nhất chính là quái thai, giống như tiểu ma tiên, mặc dù không chuyên tâm tu luyện nhưng mà tu vị tăng lên với tốc độ khủng bố, không người nào có thể so. Chiến lực cường đại hay không, không hề chỉ là thiên phú cao thấp, một ít người tâm trí cường đại, thiên kiêu tu luyện công pháp đặc thù. Thậm chí là có lực lượng miểu sát thiên tài cấp sử thi. Mỗi lần đi qua một buổi, xuất hiện mấy vị quái thai, chiến lực truy thẳng nửa bước cự phách, làm cho thiên kiêu thiên tài cấp sử thi cảm thấy lực áp bách cường đại. Đông Phương Kính Thủy cũng tới, hắn cũng muốn lấy La Phù công chúa. Đoạt được vị trí thần vương sao? Có người kinh hô một tiếng. Đông Phương Kính Thủy khí thế kinh người, đỉnh đầu có một tòa ma thành, trên người ngưng tụ một đạo ma uy khiến người ta sợ hãi. Cười dài nói. Thiên kiêu tuấn tài không ngừng tụ hội, sao có thể thiếu ta,
La Phù công chúa và vị trí thần vương, ta không có hứng thú, ta chỉ muốn chiến với đối thủ một trận. Thật sự cuồng ngạo. Lời này vừa ra, rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài đều không phục. Trong đó có một trẻ tuổi tuấn tài ý bảo một lão giả hộ đạo sau lưng hắn một tiếng, lão giả lập tức bay ra ngoài, một chưởng đánh ra bảy đầu long hổ chi lực. Đông Phương Kính Thủy đánh ra một chưởng, đánh lui lão giả này. Trời ơi, Đông Phương Kính Thủy đã cường đại tới mức này, chiến lực đã đủ chống lại nửa bước cự phách. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không hổ là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Ngân Câu Phiệt, chiến lực thật đáng sợ, cuộc chiến phò mã lần này ai có thể lực áp hắn đây? Tuy chiến lực Đông Phương Kính Thủy cường hãn, nhưng mà vẫn có vài người kích động, chiến ý tăng vọt, lực lượng không thể kém hơn Đông Phương Kính Thủy bao nhiêu. Ha ha, hôm nay chỉ báo danh, muốn chiến thì cứ lên chiến đài đi, chỉ cần ta cho rằng có tự cách chiến với ta một trận, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Đông Phương Kính Thủy nghênh ngang rời đi. Biểu ca, xem ra Đông Phương Kính Thủy cũng đột phá lên thiên mệnh ngũ trọng, chính là kình địch của ngươi a. Long Thần Nhai cười nói. Bắc Minh Phá Thiên đưa mắt nhìn, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, mang theo tự tin cường đại, nói. Lúc này ta sẽ thắng không thể nghi ngờ, cho dù là Đông Phương Kính Thủy hay Lý Tiêu Nam, ta đều phải dẫm nát dưới chân. Ngày đầu tiên của cuộc chiến phò mã đã có vài vạn trẻ tuổi tuấn tài tới báo danh, tu vị không tầm thường, chính là một nhóm người cao cấp nhất thế hệ trẻ thần Tấn Vương Triều. Thời điểm Phong Phi Vân mờ nhạt, hắn tiến lên báo danh, lấy tên là Phong Nhị Cầu. Báo danh 3 ngày, có trên 10 vạn thiên tài tuấn kiệt tham gia, đều là một đám tu sĩ cao cấp nhất của thần Tấn Vương Triều, ngàn dặm tìm được một, tu vị không tầm thường. Trong lịch sử thần Tấn Vương Triều cho tới bây giờ chưa từng có thịnh thế như vậy xuất hiện qua, dù sao lãnh thổ quốc gia quá rộng lớn, mỗi một phủ, mỗi một quận đều có địa vực bao la, nhân tài cường thịnh, rất khó có cảnh tất cả thiên tài đều tụ tập đến thần đô. Quần Long Phệ Thiên, rất nhiều cao nhân lánh đời và cổ tiên môn đều xuất thế, cho nên mới có nhiều cường giả trẻ tuổi lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì số người tham gia thật sự quá nhiều, vượt xa dự tính ban đầu, cho nên vừa bắt đầu đã lôi đài đào thải là không thích hợp. Thử nghĩ một chút, có 10 vạn tên thiên tài tuấn kiệt tham gia, nếu như dùng tỉ thí lôi đài một chọi một thì không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể quyết ra thắng bại cuối cùng. Cho nên có người đưa ra quy định lôi đình tinh anh. Cái gọi là lôi đài tinh anh chính là thiết chí 10 lôi đài trong hoàng thành, mỗi tòa lôi đài mỗi ngày chỉ có một tên đài chủ. Trong vòng một ngày, người còn đứng trên chiến đài thì xem như thông qua vòng đầu tiên. Như vậy một ngày có thể đản sinh ra 10 tên thiên tài trẻ tuổi. Tiếp tục 10 ngày sẽ có 100 trẻ tuổi tuấn kiệt tham gia vòng tiếp theo. Đương nhiên chế độ này với rất nhiều người mà nói là không công bằng, nhưng tuyệt đối có thể chọn ra 100 người cường đại nhất. Sẽ không xuất hiện tình huống tu vị cao mà không qua được. Người hôm nay bại, ngày mai có thể tiếp tục khiêu chiến. Người thua ở lôi đài này, còn có thể tham gia tỉ thí lôi đài khác. Đương nhiên loại cạnh tranh này vô cùng kịch liệt, đài chiến đấu và thời gian đều có hạn, rất nhiều người thậm chí không có cơ hội leo lên lôi đài chiến đấu, đây là thứ bọn họ phải tranh thủ, cướp đoạt cơ hội. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, người leo lên lôi đài chiến đấu không nhiều, cơ hội không nhiều. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày đại chiến đầu tiên, vẫn như trước có người đổ xô ra đường, tất cả mọi người tiến vào hoàng thành. Cũng không phải mỗi một thiên tài tuấn kiệt đều mơ tưởng cưới vợ La Phù công chúa, đều muốn trở thành thần vương, dù sao bọn họ muốn hiểu hơn về tu vị của mình, chênh lệch quá lớn với vương giả trẻ tuổi, không có khả năng thủ thắng. Những thiên tài tuấn kiệt này tham chiến cũng chỉ muốn biểu hiện chiến tích chắc tuyệt trên chiến đài, tiếp theo là được đại gia tộc tu tiên xem trọng. Sau đó thu nạp họ, như thế mới có được thêm nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu có thể được tiên môn thế gia như tứ đại môn phiệt nhìn chúng, như vậy quả thật là cá vượt long môn. Ngày hôm nay Phong Phi Vân không có đi tham chiến, trong cửa hàng linh thạch hắn đã luyện hóa 3 viên thiên tủy đan. Thiên tủy đan chính là tứ phẩm linh đan, dù chỉ luyện hóa một viên cũng không phải chuyện dễ dàng, dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện tại cũng cần thời gian một ngày mới có thể hấp thu dược lực trong linh đan hoàn toàn hấp thu. Phong Phi Vân bế quan tu luyện ở đây cực kỳ an toàn, có hơn 10 tên thần hà cấm vệ thủ hộ, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Mà đầu lĩnh thần hà cấm vệ chính là Khúc Trường Ngâm âm thầm liên lạc với thế lực che giấu của phủ thần vương, bắt đầu gõ trống khua chiêng bố trí, một khi thần đô có biến, có thể cho đối thủ một đả kích to lớn. Đây là chỗ tốt khi ẩn nấp trong bóng tối.
cho dù đến lúc đó Phong Phi Vân bại lộ thân phận cũng không có trở ngại, nên bố trí đã bố trí xong, đối thủ muốn đề phòng cũng đã quá trễ. Cuộc chiến phò mã chiến đến cuối cùng tất nhiên sẽ gặp cường giả, thân phận Phong Phi Vân sẽ bạo lộ, nhưng mà bạo lộ thì như thế nào? Cả thần đô đã bị hắn âm thầm khống chế, cho dù đối thủ muốn phản kích cũng đã chậm rồi. Hiện tại Phong Phi Vân cần làm chính là cố gắng tăng tu vị của mình. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, vô số linh vụ bao quanh thân thể trở nên lóng lánh như ngọc, huyết nhục nóng như hỏa diễm. Trong đan điền tử phủ linh khí càng ngày càng dày, giống như hóa thành một đoàn dịch màu tím. Oanh! Xương cốt toàn thân đều giống như hỏa diễm thiêu đốt, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng hổi, giống như ngọc thạch nóng chảy phun trào. Rốt cuộc cũng hấp thu viên thiên tủy đan thứ ba. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, đồng tử sáng ngời, giống nhau hai viên thiên thạch đang thiêu đốt. Tu vị lại tăng lên lần nữa, đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong. Quả nhiên, dược lực thiên tủy đan càng ngày càng yếu, phục dụng một viên tăng lên nhiều nhất, viên thứ hai yếu đi rất nhiều, viên thứ ba càng yếu hơn. Muốn đột phá tới thiên mệnh tứ trọng, ít nhất cũng phải phục dụng hai viên thiên tủy đan mới được. Nếu là người khác, tại thiên mệnh tam trọng phục dụng hai viên thiên tủy đan là có thể đột phá tới thiên mệnh tứ trọng, nhưng mà Phong Phi Vân lại cần tới 5 viên. Thể chất càng cường đại, đột phá cảnh giới cần năng lượng càng nhiều. Phục dụng linh đan tăng tu vị bình thường quá không ổn định, cần thời gian lắng đọng và củng cố, mới có thể tiếp tục phục dụng linh đan. Phong Phi Vân liên tục phục dụng 3 viên thiên tủy đan, cũng cần tạm thời củng cố vài ngày, kế tiếp là chuẩn bị đột phá thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân đi ra khỏi phòng bế quan, mặc quần áo đen cứng cáp, mang theo mũ rộng vành màu đen, đi ra khỏi cửa hàng linh thạch. Trước đi vào long mạch dưới đất, nhìn thấy Long Thương Nguyệt và bàn tình huống thần đô với nàng. Mẫu thân của ta nghe tin ta chết, bệnh không dậy nổi. Ánh mắt lạnh như băng của Long Thương Nguyệt sinh ra một tia rung động. Phong Phi Vân nói, Kỷ Phi nương nương tu vị cao tuyệt, sẽ không dễ dàng sinh bệnh, có lẽ không có trở ngại, ngươi không cần quá lo lắng. Long Thương Nguyệt lắc đầu, nói, Phong Phi Vân, ta có thể nghe lời ngươi giả chết. Nhưng mà ngươi nhất định phải nói với mẫu thân của ta biết, ta còn chưa chết, bảo nàng yên tâm. Người tu vị cao đều có nhân tâm. Nếu bị bệnh thì còn nghiêm trọng hơn thân thể bị bệnh. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mang theo một tia thần sắc cầu xin. Nói thật ra, nếu có thể thì Phong Phi Vân đánh chết cũng không muốn đi gặp Kỷ Linh Xuân. Phong Phi Vân trầm tư sau nửa ngày, nói. Đợi tất cả bố trí thỏa đáng. Ta nhất định sẽ đi gặp Kỷ Phi nương nương, báo nàng bình an. Kỷ Linh Xuân thông minh vượt qua Long Thương Nguyệt gấp 10 lần, nếu để cho nàng biết rõ Long Thương Nguyệt và Phong Phi Vân không chết, như vậy nàng tất nhiên sẽ tính toán của mình, nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của Phong Phi Vân. Dưới tình huống không có nắm giữ đại cục thần đô, Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không muốn gặp nữ nhân thông minh và xảo trá này quá nhiều. Về phần nữ ma, nàng vẫn luyện hóa ma huyết như trước. Giống như có lẽ tiến vào thời kỳ mấu chốt rồi. Phong Phi Vân không có làm kinh động tới nàng, liền rời khỏi long mạch dưới đất, chạy về phía hoàng thành thì sắc trời đã tối, chiến đấu hôm nay đã chấm dứt, rất nhiều tu sĩ ngự không mà đi, đường cái hoàng thành cổ xưa, rất nhiều dị thú qua lại, có tu sĩ tiên phong đạo cốt ngồi trên lưng dị thú đi từng bước. Người đã tới một, trên mặt Tất Chữ Xuất mang theo mũ Phật thật to, hắn tươi cười như em bé mặt béo. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân. Tên này vốn không cao, mũ bảo hiểm lại lớn, giống như trên đầu vai có một khí cầu lớn, nhãn cầu to lớn kinh người. Ngươi lên chiến đài. Phong Phi Vân không cảm thấy kinh ngạc chút nào cả. Tất Chữ Xuất cũng tham gia cuộc chiến phỏ mã, cùng báo danh với Phong Phi Vân. Hôm nay thật sự quá kịch liệt, hiện tại có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, ta căn bản không có cơ hội ra tay. Tất Chữ Xuất khó thở. Vốn hắn suýt nữa leo lên chiến đài, nhưng mà bởi vì mang mũ bảo hiểm quá to cho nên bị người ta một cước dẫm lên mũ bảo hiểm, cho nên dẫm hắn rơi xuống đất, Chio nên mất đi cơ hội lên chiến đài chiến đấu. Nghe được Tất Chữ Xuất giảng thuật, Phong Phi Vân không nhịn được cười ra tiếng, nói. Vận khí của ngươi quá kém. Tất Chữ Xuất lắc đầu, nói. Hẳn là vận khí của ta quá tốt mới đúng, nếu không phải tên kia dẫm ta một cái rơi xuống đất. Nói không chừng ta đã chết trên lôi đài. Có quá khoa trương hay không? Phong Phi Vân động dung. Không khoa trương một chút nào cả, tên kia tu vị thật sự quá cao,
hơn nữa ra tay không có lưu người sống, toàn bộ bị hắn đánh chết bằng một chiêu. Tổng cộng chiến 43 trận, ngay cả 43 thiên tài tuấn kiệt đều chết trong tay hắn, giết tới cuối cùng không ai dám lên đài nữa. Nội tâm Tất Chữ Xuất vẫn còn đầy sợ hãi. Khoác lác a, thần Tấn Vương triều nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, người nhìn hắn không thoải mái cũng không ít, vì sao không có ai cong ngăn cản được một chiêu của hắn chứ? Phong Phi Vân không tin. Thôi đi, Phong Phi Vân, ngươi quá ếch ngồi đáy giếng, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài cấp sử thi thì có thể xem thường tuấn tài trong thiên hạ, hôm nay xuất hiện mười mấy người không phải tầm thường, chiến lực không dưới thiên tài cấp sử thi. Tất Chữ Xuất nói, ta mang ngươi đi xem. Phong Phi Vân vẫn có mấy phần chờ mong với cuộc chiến phò mã này, nói không chừng có thể mượn đám thiên tài tuấn kiệt này ma luyện bản thân, làm cho tu vị của mình tiến thêm một bước. Tất Chữ Xuất thông qua con đường bí mật, mang Phong Phi Vân đi tới một bí phủ dưới đất. Có rất nhiều tu sĩ xâm nhập vào đây, hơn nữa tu vị không thấp. Không chỉ có tu sĩ trẻ tuổi, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng hiện thân, có tăng có tục, có đệ tử tiên môn, có vương công quý tộc, phần lớn đều là nhân vật ngoài thiên mệnh cảnh. Như này là sòng bạc ngầm lớn nhất thần đô, tin tức về cuộc chiến phò mã tất nhiên sẽ được truyền vào đây trước tiên. Tất Chữ Xuất quen việc dễ làm, mang Phong Phi Vân đi tới đại điện đánh bạc. Tuy nơi này nằm sâu dưới lòng đất, nhưng mà hết sức phồn hoa, có 18 viên linh châu lớn như chậu rửa mặt đang lơ lửng ở phía trên, giống như 18 mặt trăng tròn chiếu sáng cung điện này. Ta áp 60 viên linh thạch, Đông Phương Kính Thủy nhất định sẽ vượt qua, tiến vào đợt thứ hai. Một tu sĩ trung niên béo nói ra, ánh mắt như mắt rắn. Này, lão huynh, Đông Phương Kính Thủy là áp 30 bồi 1 AH. Cho dù thắng cũng không kiếm được nhiều lắm. Ngươi hiểu cái rắm, áp Đông Phương Kính Thủy lợi nhuận không nhiều, cho nên một lần ta áp 60 viên linh thạch mua Bắc Minh Phá Thiên, tỷ lệ của Bắc Minh Phá Thiên là 30 bồi 1. Tất Chữ Xua trà sát tay, hơi ngứa tay nói. Cuộc chiến phò mã là thịnh hội của tu tiên giới, cả thần đô, thậm chí là sòng bạc của thần Tấn Vương Triều cũng mở giao dịch, nơi này có một cung điện đánh bạc, nghe đồn ngay cả phiệt chủ bốn đại môn phiệt cũng đặt cược tại đây. Phong Phi Vân lần đầu tiên đi tới nơi như thế này, ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là tu sĩ lui tới. Trên vách tường đánh bạc treo rất nhiều ngọc bài, phía trên ghi lại tỷ lệ đặt cược. Lý Tiêu Nam tiến vào đợt thứ hai, tỷ lệ đặt cược 50 bồi 1. Tây Việt Lan Sơn tiến vào đợt thứ hai, tỷ lệ đặt cược 10 bồi 1. Mục Tinh Tử đoạt khôi thủ cuộc chiến phò mã, 1 bồi 10. Bắc Minh Phá Thiên đoạt được khôi thủ cuộc chiến phò mã, 1 bồi 10. Tỷ lệ đặt cược khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Còn có tiểu nhị phục vụ đánh bạc đang không ngừng thay đổi, thay thế ngọc bài trên vách tường, bởi vì đạt được tin tức khác nhau cho nên tỷ lệ đặt cược cũng cải biến. Ám vực thiếu chủ Minh Tinh Tử hôm nay tại chiến đài chứ hoàng giết 43 người, trong đó còn có 2 người là vương giả trẻ tuổi, đối thủ một chiêu mất mạng, huyết chiến đài, chấn nhiếp toàn trường. Xem ra tỷ lệ đặt cược Mục Tinh Tử đoạt khôi thủ biến hóa rồi. Quả nhiên sau khi tin tức truyền đi, tiểu nhị đánh bạc nhanh chóng tháo ngọc bài Ngọc Tinh Tử xuống, phủ lên một cái ngọc bài mới. Vốn là 1 bồi 10, hiện tại biến thành 1 bồi 8. Phong Phi Vân đang ngồi trên ghế. Nghe tu sĩ chung quanh không ngừng nghị luận, biết rõ rất nhiều chuyện trong giới cờ bạc nơi này. Đúng lúc này Tất Chữ Xuất đã chen vào trong đám người, kêu lên. Ta áp 1.000 viên linh thạch, áp Hồng Diệp Hoàng Tử có thể đoạt được khôi thủ, lại áp 1.000 linh thạch Bắc Minh Phá Thiên có thể đoạt được khôi thủ. Đây chính là 2.000 linh thạch, là số tiền lớn, làm cho rất nhiều người phải nhìn qua hắn. Nội cung đánh bạc nhanh chóng an tĩnh lại. Rốt cuộc tên đầu Phật to này định làm gì? Chẳng lẽ là thiên kiêu của Phật môn? Một nữ tử mắt ngọc mài ngài mặc cung trang sòng biếc, đôi mắt dễ thương sóng gợn liên tục, nũng nịu nói. Vị công tử này, áp Hồng Diệp Hoàng Tử đoạt được khôi thủ tỷ lệ đặt cược là, áp 1 bồi 4, áp Bắc Minh Phá Thiên đoạt được khôi thủ tỷ lệ đặt cược là, áp 1 bồi 3, cho dù tương sòng bạc có cải biến tỷ lệ đặt cược của ngươi áp bây giờ cũng không biến đổi, ngươi xác định muốn áp bọn họ đoạt khôi thủ. Xác định. Loại chuyện đánh bạc này chú ý là hung ác, nếu chờ lát nữa tỷ lệ của bọn họ thấp hơn, ta thiệt thòi thảm rồi. Tất Chữ Xuất nói chém đinh chặt sắt. Tất Chữ Xuất lấy được phiếu đánh bạc xong, bị kích động chạy qua. Ngươi không có ý định chơi hai tay. Phong Phi Vân cười nói.
Ngươi xác định là hai người này sẽ đoạt đệ nhất hay sao? Đó là tự nhiên, ta sau khi trải qua tính toán tinh vi, ta vì cái gì không áp Lý Tiêu Nam, đó là bởi vì ta biết rõ Lý Tiêu Nam muốn kết hôn là tứ tiểu thư Ngân Câu Phiệt, đối với La Phủ công chúa hứng thú không lớn, ta vì sao không áp Đông Phương Kính Thủy, đó là bởi vì ta biết rõ Đông Phương Kính Thủy tham gia cuộc chiến phỏ mã cũng chỉ vì muốn chiến đấu mà thôi, cuồng nhân này căn bản là không nghĩ tới muốn sẽ trở thành đệ nhất nhân cuộc chiến phỏ mã. Tất chữ xuất đắc chí, lại nói. Hồng Diệp Hoàng tử cùng Bắc Minh Phá Thiên thì khác, bọn họ rất hứng thú với La Phủ công chúa, lại có hứng thú với vị trí thần vương, tất nhiên sẽ chịu dốc sức liều mạng, trở thành đệ nhất nhân cuộc chiến phỏ mã tỷ lệ lớn nhất. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, nói. Phân tích không sai, nhưng mà có một điểm ngươi phân tích sai. Điểm nào? Tất chữ xuất nói. Đối với Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy loại cao thủ cấp bậc này mà nói, cho dù đối với La Phủ công chúa cùng vị trí thần vương không có hứng thú, bọn họ tuyệt đối không cho phép mình bại, bọn họ không tham gia cuộc chiến phỏ mã thì thôi, một khi tham gia tuyệt đối é ôm tín niệm chắc thắng, đây là tâm của cường giả. Phong Phi Vân nói. Tất chữ xuất hơi sững sờ, trầm tư một lát, nói. Có đạo lý, có đạo lý. Hắn chợt chạy đi, chen vào đám người. Lại áp Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy 1000 linh thạch. Sau khi hắn quay về, Phong Phi Vân lại là lắc đầu, nói. Không đáng, không đáng. Tại sao lại không đáng, không phải ngươi nói Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy đều toàn lực ứng phó, ta áp xong thì ngươi nói không đáng là thế nào? Tất chữ xuất khó thở, có cảm giác bị Phong Phi Vân lừa. Phong Phi Vân chậm rãi nói. Ngươi xem. Hồng Diệp Hoàng tử tỷ lệ đặt cược là 1:4, Bắc Minh Phá Thiên tỷ lệ đặt cược là 1:3, Lý Tiêu Nam tỷ lệ đặt cược là 1:3, Đông Phương Kính Thủy tỷ lệ đặt cược là 1:3. Người áp lên 4 người là 1000 miếng linh thạch, tổng cộng áp đi ra ngoài 4000 miếng linh thạch, nhưng mà trong 4 người chỉ có một người đoạt vị trí đệ nhất, cho dù là Hồng Diệp Hoàng tử thắng, người cũng chỉ thu hồi 4000 viên linh thạch. Xem như không lời không lỗ, nhưng nếu là ba người khác thắng thì ngươi không thu tiền vốn được rồi. Nghe nói như thế, tất chữ xuất cứng ngắc đứng ở nơi đó, mắng to. Con mẹ nó ngươi có thù oán với ta sao, ngươi lừa bịp ta, khó trách vừa rồi ta đi áp thì muội tử xinh đẹp kia nhìn ta cười cười, con mẹ nó ta còn tưởng rằng nàng có ý với ta chứ. Tất chữ xuất trực tiếp lao về phía Phong Phi Vân, muốn bóp chết hắn. Thân hình Phong Phi Vân khẽ động. Liền trực tiếp đứng phía sau hắn, khoanh hai tay, cười nói. Ai kêu ngươi áp người khác mà không áp ta, ngươi rõ ràng không có tín nhiệm ta đấy. Tất chữ xuất mang theo tiếng khóc nức nở nói. Áp ngươi, lão tử thất bại còn nhiều hơn. Đám người Hồng Diệp Hoàng tử cùng Lý Tiêu Nam người ta là nửa bước cự phách, là mấy người cao cấp nhất trong thế hệ trẻ, tất chữ xuất tự nhiên áp bọn họ mà không áp Phong Phi Vân. Ai, hãy để cho ta dạy ngươi cái gì là kiếm lời khổng lồ. Phong Phi Vân trực tiếp đi qua quầy hàng, trực tiếp lấy ra một quả linh thạch, đặt lên quầy và nói. Ta muốn áp Phong Nhị Cầu một quả linh thạch, mỹ nữ, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Tất chữ xuất theo ở phía sau, lộ ra giọng cười mỉa mai, Phong Phi Vân thật sự là keo kiệt, áp một quả linh thạch có thể lợi nhuận bao nhiêu chứ? Có thể treo tỷ lệ đặt cược lên vách tường sòng bạc phần lớn đều là tuổi trẻ tài tuấn thanh danh hiển hách, ít cũng là cấp bậc vương giả trẻ tuổi. Cái tên Phong Nhị Cầu thật sự quá lạ lẫm, căn bản là không có tư cách áp lên tường, nội cung đánh bạc cũng không ai mua hắn, thậm chí tỷ lệ đặt cược còn không đăng ký. Nhưng mà đã có người xuất tiền muốn mua hắn, như vậy nội cung đánh bạc cũng sẽ đăng ký tỷ lệ cho hắn. Chuyên gia nội cung đánh bạc kiểm chứng, phát hiện thật có tên Phong Nhị Cầu dự thi, trải qua một phen ước định thì đưa ra kết luận áp 1:30. Ước định sư đánh bạc đều là người lão luyện. Cho dù biết rõ Phong Nhị Cầu không có hy vọng gì, vẫn không dám đưa ra tỷ lệ quá cao, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, nội cung đánh bạc sẽ táng ra bại sản. Thiếu nữ mắt ngọc mài ngài nhìn thấy thẻ đánh bạc, nói. Vị công tử này, Phong Nhị Cầu xông qua vòng thứ nhất tỷ lệ là 1:30, cũng nói đúng hơn, người áp một quả linh thạch, nếu như hắn có thể thắng 30 linh thạch. Chỉ là vòng đầu tiên đã có tỷ lệ 1:30, quá cao rồi. Phong Phi Vân cười cười, trực tiếp lấy ra 1 vạn linh thạch, cười nói. Ta muốn thêm 1 vạn viên linh thạch. Oanh! Tu sĩ trong nội cung đánh bạc rất nhiều người đều rời ánh mắt qua đây. 1 vạn viên linh thạch,
Đây tuyệt đối là số lượng lớn, chỉ có thế lực như bốn đại môn phiệt mới có thể lấy ra. Thiếu nữ cũng bị hù sợ, nàng không phải chưa từng thấy số linh thạch lớn như thế, mà là không thể tin được có người lại áp số linh thạch lớn như thế lên người Phong Nhị Cẩu, nói. Một vạn viên linh thạch, cái này. Phong Phi Vân mang theo mũ rộng vành, tăng thêm vài phần thần bí. Phong Nhị Cẩu tỷ lệ đặt cược thật sự rất cao, áp một bồi 30, nếu như người thần bí này thắng, như vậy cung đánh bạc phải bồi thường 30 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch là khái niệm gì? Cho dù là Bắc Minh phiệt truyền thừa cổ xưa, nội tình thâm hậu đoán chừng cũng không thể cầm ra số linh thạch lớn như thế. Tất chữ xuất sốt cục hiểu đây là âm mưu của Phong Phi Vân, vừa bắt đầu xuất ra một quả linh thạch áp Phong Nhị Cẩu, người cung đánh bạc không đặt trong lòng, dù sao số lượng nhỏ, vì vậy định là một bồi 30. Nhưng nếu như Phong Phi Vân ngay từ đầu đưa ra một vạn miếng linh thạch áp Phong Nhị Cẩu, như người cung đánh bạc sẽ đưa ra tỷ lệ thấp hơn, tỷ lệ đặt cược cũng tuyệt đối không rất cao, cho dù thắng cũng không lời nhiều. Âm hiểm AH, xảo trá AH. Tỷ lệ đặt cược đã định đi, cho dù người cung đánh bạc muốn sửa tỷ lệ cũng phải chờ tới sau khi Phong Phi Vân áp linh thạch xong, chút phòng hiểm này mà không chịu nổi là trái với quy định, cũng không có khả năng trở thành cung đánh bạc lớn nhất thần đô. Cao tầng cung đánh bạc cũng bị kinh động, cả đám đều cảm thấy đau đầu, trong lòng đều đang suy đoán Phong Nhị Cẩu nhất định chính là một cao thủ, bằng không cũng không có người bỏ ra một vạn linh thạch áp hắn thắng. Hiện tại muốn đổi ý đã không kịp, chỉ có thể ra tay từ phương diện khác, ngăn chặn Phong Nhị Cẩu thông qua vòng thứ nhất. Sau khi Phong Phi Vân áp một vạn miếng linh thạch thì tỷ lệ của Phong Nhị Cẩu lập tức sửa lại, theo áp một bồi 30, biến thành áp 2 chung 1. Dù vậy vẫn có nhiều người đặt cược. Phong Phi Vân đã đi ra khỏi cung đánh bạc, chờ một lát, tất chữ xuất mới cao hứng bừng bừng đi ra. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, nói. Ngươi sẽ không cũng áp ta đấy chứ. Ha ha, tự nhiên áp ngươi, ta áp 3.000 viên linh thạch, nhưng mà ta thông minh hơn người, ta áp ngươi có thể đoạt được đệ nhất cuộc chiến phỏ mã, bạn chí cốt ha, ta tín nhiệm ngươi rất nhiều đấy. Tất chữ xuất tươi cười rất cằm xuống. Áp Phong Nhị Cẩu vượt qua vòng đầu tiên tỷ lệ biến thành áp 2 chung 1, đã không có lợi nhuận, tất chữ xuất tự nhiên phải kiếm lời nhiều hơn. Phong Phi Vân cười nói. Áp Phong Nhị Cẩu được đệ nhất tỷ lệ là bao nhiêu? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, áp một bồi 20. Tất chữ xuất duỗi hai ngón tay ra, cười nói. Nếu như ta thắng thì kiếm lợi nhuận 10 vạn miếng linh thạch, ông trời, ta thích. Đột nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại. Ho khan hai tiếng, nói. Tình huống là như thế này, người xem, không nói trước ta có thể giành đệ nhất cuộc chiến hay không mà. Không vấn đề gì, không vấn đề gì, tỷ lệ đặt cược cao như thế đáng giá mạo hiểm. Tất chữ xuất cười nói. Ta muốn nói là, cho dù ta đoạt được thứ nhất cuộc chiến phỏ mã, khi đó thân phận ta khẳng định đã bạo lộ, ta vốn tên là Phong Phi Vân, thế nhưng mà ngươi áp phải là. Phong Nhị Cẩu, cái này. Phong Phi Vân áy náy nói ra. Đương nhiên Phong Phi Vân cũng nghĩ qua chuyện áp mình đoạt thứ nhất cuộc chiến phỏ mã, tỷ lệ đặt cược rất cao, nhưng mà ngẫm lại, vì mục đích bảo hiểm, vẫn nên đặt cược mình vượt qua vòng thứ nhất mà thôi, trước khi thân phận chưa bại lộ, trước tiên cầm linh thạch trong tay rồi nói sau. Vì cái gì, không sớm nói cho ta biết chứ. Tất chữ xuất ngây người tại chỗ, mất hồn mất vía, tiếp theo toàn thân phát hỏa, quát. Con mẹ nó ngươi tuyệt đối là cố ý. Tất chữ xuất gấp đến độ thiếu chút nữa vận dụng huyết nhân thần bình, lần này bị Phong Phi Vân gài bẫy quá thảm rồi. Cung đánh bạc là sàn giao dịch khổng lồ, đặc biệt là một thời gian ngắn gần đây thiên tài tuấn kiệt tụ tập thần đô, mỗi người có thiên tư cao tuyệt, có thế lực lớn bảo hộ, nhiều người là thiếu chủ thế lực lớn nên rất giàu có. Rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài không ngừng đặt cược, thậm chí có tiên môn cự phách xuất hiện, số linh thạch rất nhiều, làm cho mọi người cứng lưỡi lại. Cung đánh bạc đương nhiên là có người chèo chống ở sau lưng, nhưng mà lại rất ẩn giấu, có thể là một trong bốn đại môn phiệt. Cung chủ cung đánh bạc ngầm này chính là một lão giả khô gầy, sống hơn 600 năm, tu vị thâm bất khả chắc, thân thể hư ảo giống như quỷ ảnh, tóc bạc dài vài thước. Áp một vạn viên linh thạch. Hai mắt cung chủ cung đánh bạc ngầm mở mắt ra, trong ánh mắt có hai quỷ ảnh chiếm giữ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Vâng. Người thần bí mũ rộng vành đen áp Phong Nhị Cẩu một vạn viên linh thạch. Một lão già thiên mệnh tứ trọng quỳ trên đất, cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên,
hiển nhiên hắn cực kỳ sợ hãi với lão già này. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Ánh mắt cung chủ cung đánh bạc dưới đất ánh mắt lạnh giá, nói. Áp một bồi 30. Áp một bồi 30. Giọng của cung chủ cung đánh bạc ngầm âm trầm, hiển nhiên rất tức giận. Nếu nói tỷ lệ cược người đứng đầu cuộc chiến phò mã là áp một bồi bồi còn có thể tiếp nhận, dù sao muốn trở thành người đứng đầu trong cuộc chiến phò mã rất gian nan, nhưng mà chỉ vòng đầu tiên đã là một bồi 30, hơn nữa đối phương còn áp một vạn viên linh thạch, hiển nhiên là cực kỳ có lòng tin với Phong Nhị Cẩu. Nếu như người này chiến thắng, cung đánh bạc ngầm chắc chắn phải bồi 30 vạn linh thạch, đây chính là tài phú cực lớn, cho dù là một mỏ tài nguyên khoáng sản lớn. Khai thác mấy trăm năm cũng chưa chắc kiếm ra 30 vạn linh thạch. Cung chủ cung đánh bạc ngầm hỏi. Các ngươi có tra ra lai lịch của Phong Nhị Cẩu hay không? Cái này, từ tư liệu báo danh mà nhìn, người này đến từ Nam Thái Phủ, năm gần 19 tuổi, tu vị chắc có lẽ không quá mạnh. Lão giả đang quỳ nói ra. Nam Thái Phủ Phong gia. Cung chủ cung đánh bạc ngầm hỏi. Không phải, chỉ là một gã tán tu. Phong gia tuy có năng lực một tay che trời ở Nam Thái Phủ, nhưng mà Nam Thái Phủ nhân khẩu nhiều lắm, người họ Phong cũng không ít. Giọng của cung chủ cung đánh bạc ngầm khắc nghiệt, lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, ngay cả tu vị chân thật của đối phương còn không biết, còn dám định ra là một bồi 30. Lúc ấy, lão giả này sợ hãi tới mức quỳ dạp đầu xuống đất. Không cần giải thích, Phong Nhị Cẩu người này tất nhiên là một gã cao thủ trẻ tuổi. Tuyệt đối không thể để cho hắn vượt qua vòng 1, lập tức an bài cao thủ trẻ tuổi ra tay, phải chặn giết hắn trên chiến đài. Ánh mắt cung chủ cung đánh bạc ngầm âm lãnh. Vòng đầu tiên thủ quân chiến đài diễn ra trong 10 ngày. Đây là ngày thứ 2. Phong Phi Vân vẫn mang mũ rộng vành như trước, ăn mặc quần áo đen cứng cáp, tất chữ suốt mặc bộ quần áo màu trắng, đầu mũ Phật to, trong tay cầm một cây tiêu dao phiến, trên cổ mang theo một khối bảo ngọc trắng. Nhị Cẩu, vì sao ta phát hiện khí tức của ngươi hôm nay biến hóa lớn như thế? Tất chữ xuất hiếu kỳ nói. Giọng của Phong Phi Vân lạnh như băng, mang theo hàn ý, nói. Tối hôm qua tạm thời tu luyện một bộ kiếm quyết sát khí quá nặng, khí tức khó che giấu được. Nếu không muốn bạo lộ thân phận, tự nhiên không thể sử dụng tuyệt học của mình, vì vậy tạm thời tu luyện một bộ kiếm quyết, không những có thể che giấu thân phận, còn che giấu cả khí tức bản thân. Cả đêm có thể tu luyện một bộ kiếm quyết, uy lực rốt cuộc có lớn hay không? Tất chữ xuất cũng không tin lời Phong Phi Vân nói. Dù sao kiếm quyết hay pháp thuật cường đại cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ, cho dù là đệ nhất thiên tài ở thần tấn vương triều này cũng không thể lợi hại như thế. Đủ để ứng phó vòng chiến đấu thứ nhất. Phong Phi Vân đứng nghiêm, tràn đầy tự tin nói. Thôi đi pa ơi, Nhị Cẩu, người khoác lác quá đi, cường giả trẻ tuổi thế hệ này rất mạnh. Rất nhiều đều khổ luyện 3, 40 năm, người mới tu luyện vài năm, đừng để người ta đạp xuống đài đấy. Tất chữ suốt ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy chiến đấu kịch liệt vượt xa hắn tưởng tượng, cho nên mới nói như vậy. Hiện tại chỉ mới là sáng sớm, 9 tiếng chuông sáng vang lên, nhưng mà trong hoàng thành đã kín hết người. Không chỉ có một đám trẻ tuổi tuấn tài tham chiến, còn có rất nhiều tu sĩ thế hệ trước, có lẽ là người hộ đạo, chắc là thái thượng trưởng lão của tiên môn cỡ trung. Người đi tới nơi này đều là hạt giống tu tiên rất tốt, rất nhiều tuấn tài biểu hiện ưu dị trên chiến đài, không ngừng được các thế lực khắp nơi lôi kéo. Thiên tài đỉnh cấp nhất cũng chưa chắc là bá chủ tu tiên giới. Tam công cửu khanh liên thủ chủ trì cuộc chiến phò mã, nhưng cũng không có hiện thân, đại nhân vật như bọn họ chỉ có tiến vào đợt thứ hai mới hiển lộ chân thân. Tỷ thí vòng thứ nhất chính là một lão tổ hoàng tộc tọa chấn, có đại biểu khác của tam công cửu khanh tham gia. Tam công cửu khanh tuy không có đích thân đến, nhưng mà những người này sức nặng vẫn không tầm thường, đều là nhân vật tu vị cường đại, khí tức trên người rất cường đại, chấn nhiếp toàn trường. Trong hoàng thành, tổng cộng có 10 tòa chiến đài, phía trên có trận pháp do cự phách khắc thành, tọa lạc trên 100 bậc thang đá, xuất hiện giữa không trung. 10 tòa chiến đài được đặt lên là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Pháp, Nhân, Hồng, Hoang, Thần, Hồn. Phong Phi Vân cùng tất chữ xuất đi tới chiến đài chữ Hoàng, chiến đài nguy nga và đại khí, cắm một cây cờ lớn có chữ Hoàng, cờ phất phơ trong gió, vô cùng uy vũ. Bên dưới tòa chiến đài chữ Hoàng này có mấy vạn người xem, trừ người trẻ tuổi tham gia còn có rất nhiều tu sĩ lớp già đứng ở dưới, có rất nhiều nữ tử thiên kiều bá mị,
hoàng tộc và công chúa tới quan chiến. Quả thực chính là người ta tấp nập, Phong Phi Vân rốt cục hiểu vì sao Tất Chữ Xuất không có cơ hội leo lên chiến đài. Trấn thủ dài chiến đấu chính là bốn tu sĩ lớp già nửa bước cự phách, chính là trưởng lão khách khanh của hoàng tộc, vô cùng khủng bố. Phong Phi Vân nói, bốn lão già tóc bạc mặc trường bào màu vàng đang ngồi bốn phía, giống như bốn gốc cây khô, trên người có khí trắng bay lên, tu vị vô cùng uyên thâm. Tất Chữ Xuất nhìn qua một phương gần chiến đài chữ hoàng, nói. Ngoá, là người phủ thái sư. Phong Phi Vân nhìn qua hướng đó, chỉ thấy một người trung niên mặc đạo bào màu xanh đang ngồi trên đàn mộc, nhắm mắt dưỡng thần, trước ngực thêu thái cực đồ, trong tay cầm một phất trần màu xanh, vị trí mi tâm có ấn ký hình thiểm điện, có dòng điện đang ẩn hiên. Đó là ngũ đệ tử phủ thái sư, thời điểm ta đi trộm linh dược, hắn an vị trong Thanh Vân Đầm, tu vị cao đến đáng sợ, ta suýt nữa bị hắn phát hiện ra. Tất Chữ Xuất sinh lòng sợ hãi, bắp chân co rúm. Ánh mắt Phong Phi Vân sáng ngời, thiên nhãn mở ra, muốn xem thấu tu vị của người trung niên kia. Mà đúng lúc này, người trung niên ngồi trên đài cảm thấy có người đang dò xét mình, hắn mở mắt ra giống như thiên địa sơ khai bộc phát dữ dội, ánh mắt như xuyên qua không gian nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Ở đây rất nhiều người đều cảm nhận được lực lượng vô cùng bàng bạc, giống như cự thú viễn cổ thức tỉnh lại. Trong người một đạo sĩ trung niên không ngờ thai nghén lực lượng khổng lồ như thế. Một đạo thần niệm đảo qua chung quanh Phong Phi Vân, sau đó biến mất trong không trung. Ồ, ánh mắt người trung niên mang theo kỳ quang. Rốt cuộc là ai vừa rồi nhìn ta, thần thức thu liễm rất gọn gàng. Hắn đảo qua nhìn qua chung quanh một vòng, bắt đầu nhắm mắt lại. Trên trán Tất Chữ Xuất mồ hôi lạnh ứa ra, run rẩy nói. Bị hắn phát hiện sao? Không có. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Tu vị người này rất cường đại, đã đạt tới nửa bước cự phách đỉnh phong, cách cự phách còn kém nửa bước, ngũ đệ tử thái sư không phải chuyện đùa, thái sư phái hắn tới đại biểu đủ trấn trụ toàn trường. Nửa bước cự phách, mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng mà chiến lực chênh lệch cực lớn, trong cùng cảnh giới có thể miểu sát đối phương. Ngũ đệ tử thái sư tuy tu vị chỉ là nửa bước cự phách, nhưng mà đã có thể được xưng là chuẩn cự phách. Tính toán, chúng ta nên đổi một tòa chiến đài khác đi, vạn nhất bị lão đạo này nhìn thấu thân phận, không may chính là chúng ta. Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân cũng gật gật đầu, muốn đi một tòa chiến đài khác, nhưng mà đúng lúc này ánh mắt Phong Phi Vân cứng lại, hắn nhìn thấy người quen. Tất Chữ Xuất thấy Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, vì vậy nhìn theo ánh mắt Phong Phi, chợt nước miếng chảy ròng, hai mắt tỏa sáng. Một nữ tử tuyệt sắc, vòng eo rất nhỏ, tóc dài như thác nước, toàn thân có tiên quang bao phủ, lại có xương lạnh và âm khí ngưng tụ, những nơi đi qua vô số thiên tài tuấn kiệt đều ghé mắt nhìn, ánh mắt mở to, nước miếng chảy dài. Toàn trường kinh hô vang vọng. Tuy toàn thân của nàng có hào quang mông lung bao quanh, không cách nào thấy rõ dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng mà người ta vẫn phải nhìn nàng không chớp mắt. Tiên khí ngọc thể, hoàn mỹ không tì vết, giống như thần hà bao phủ. Giai nhân bực này vì sao ta trước giờ chưa gặp qua, chưa nghe tên bao giờ. Tất Chữ Xuất phát xuân, nếu không phải đang mang phủ Phật to trên đầu, gương mặt dâm đãng của hắn hiện tại đủ dọa hỏng rất nhiều người. Nhưng mà lúc này chẳng có ai trách hắn làm gì, bởi vì đám thanh niên tuấn tài chung quanh không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì cô gái này mị lực quá lớn, dung nhan tuyệt mỹ. Vẻ ngoài mị hoặc bên trong ưu nhã, mang theo khí chất phong tình hồng trần. Bất luận nam nhân nào nhìn thấy nữ tử như thế đều không có sức chống cự. Đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng sinh lòng ái mộ. Phong Phi Vân nói, nàng tên là Diêu Cát, là nữ đệ tử kiệt xuất của Âm Hư Thi Động. Tất Chữ Xuất chợt đứng thẳng người lên, không còn chút dâm đãng nào, kiêng kỵ nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta đúng là nhớ tới ở Nam Thái Phủ Thánh Ven Thánh Hồ gặp qua nàng một lần, lúc ấy đứng trên phần mộ một cự phách. Bên người có rất nhiều diễm thi xinh đẹp, có nữ tử từng làm loạn một thời đại, những cô gái này sau khi chết không ngờ bị nàng tế luyện thành thi nô. Tất Chữ Xuất nói ra lời này cũng kích động không thôi, dù sao những nữ tử kia khuynh sắc khuynh thành, cho dù biến thành thi nô vẫn sắc nước hương trời, làm cho người ta thèm thuồng. Âm Hư Thi Động cản thi bí thuật vô cùng quỷ dị, không chỉ có thể khống chế những nữ thi, còn có thể làm cho thi thể các nàng mang theo độ ấm, thậm chí che giấu tử khí trên người các nàng. Rót vào sinh khí, có chút thủ đoạn cấm kỵ làm cho các cường giả cự phách không thể phân biệt ra đó là người hay thi thể.
Lợi dụng những nữ thi khuynh sắc khuynh thành này giết người, tuyệt đối là một chuyện vô cùng khủng bố, nhiều có thể làm cho nam nhân chết vô thanh vô tức, khi chết còn lâng lâng. Đúng rồi, Phong Nhị Cẩu, làm sao ngươi biết nàng tên là Diêu Cát? Tất Chữ Xuất hiếu kỳ hỏi. Giọng Phong Phi Vân khác thường, ho khan hai tiếng nói. Từng có duyên gặp qua một lần. Cũng chỉ là gặp qua một lần đơn giản như thế sao? Tất Chữ Xuất không tin nhìn qua Phong Phi Vân. Ngươi tốt nhất không nên hỏi quá nhiều, ta cuối cùng cảm giác nữ nhân này có vấn đề rất lớn. Phong Phi Vân cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, loại cảm giác này thập phần rõ ràng, còn rõ ràng hơn cả thần niệm ngũ đệ tử Thái Sư nhiều. Ánh mắt Diêu Cát như sinh hoa, phát ra hào quang như ngọc, hơi dừng bước thì tiên nhạc cũng ngừng, đôi mắt như sứ trắng nhìn về phía Phong Phi Vân, cái nhìn này tràn ngập nét phong tình vạn trùng, tu sĩ chung quanh kinh hô, rất nhiều người đều cảm thấy như chúng mê hương. Toàn thân như nhũn ra, xương cốt tê dại. Tất Chữ Xuất bờ môi run lên, nói. Ánh mắt của nàng, thật lợi hại, giống như sinh ra dòng điện vậy, không có mấy nam nhân có thể chống đỡ được ánh mắt của nàng. Phong Phi Vân cầm một tay Tất Chữ Xuất, khiến cho hắn không đến mức té xuống đất, cách một tầng lụa đen nhìn qua Diêu Cát, tuy mang theo mũ rộng vành nhưng mà hắn đã biết thân phận của mình bị nàng nhận ra. Cô gái này thật sự quá thần bí. Làm cho người ta không đoán được trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Diêu Cát dừng lại trên người Phong Phi Vân một snắt, liền mỉm cười, sau đó phiêu nhiên rời khỏi, trên người hào quang thánh khiết bao phủ, tươi mát lịch sự tao nhã nhưng lại che đấu khí tức âm hàn khủng bố. Nàng đi lên thềm đá cẩm thạch, tiến tới ngọc điện bên cạnh đài chiến đấu, mặc đã đi xa nhưng mà trong không khí vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của nàng, giống như hương vị của hoa tường vi. Vì sao nàng xuất hiện ở nơi này? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng. Đi, đi, chúng ta cũng đi Ngọc Điện ngồi một chút, thuận tiện trao đổi tình cảm với nàng. Tất Chữ Xuất hết sức kích động, lôi kéo Phong Phi Vân muốn đi vào trong Ngọc Điện. Phong Phi Vân nói, Ngọc Điện kia chỉ có người mang thân phận cao quý mới vào được, chúng ta vào không được. Bên cạnh mỗi tòa chiến đài đều có một tòa Ngọc Điện. Chỉ có người thân phận đặc thù không muốn người khác nhận ra mình mới có thể tiến nhập trong đó, rất nhiều đại nhân vật trưởng giáo tiên môn tiến vào trong đó nghỉ ngơi, vừa xem cuộc chiến. Đương nhiên một ít vương giả, bá chủ trẻ tuổi tu vị cường đại cũng có thể tiến vào Ngọc Điện, tùy thời chuẩn bị leo lên chiến đài, nghênh chiến quần hùng thiên hạ. Diêu Cát tiến vào trong Ngọc Điện thì có một ít tu sĩ trẻ tuổi tiên phong đạo cốt đi theo tiến vào Ngọc Điện, bọn họ đều bị dung nhan khuynh thành của Diêu Cát hấp dẫn. Muốn thân cận nhiều. Tất Chữ Xuất tự nhiên muốn đi, nhưng lại không có tư cách tiến vào Ngọc Điện, chỉ có thể than thở mà nhìn. Giờ phút này trên chiến đài chữ hoàng có hai người trẻ tuổi đang giao thủ, đều có tu vị thiên mệnh nhất trọng, trên người có linh mang hộ thể, giữa không trung có lôi phủ bay múa, điện mang bắn ra bốn phía. Rất nhanh một thiếu niên trong đó bị đánh bại, thân thể bị lôi điện xuyên thủng, thụ trọng thương, sau đó bị một trưởng đánh bay ra ngoài, té vào trăm bậc thang ngọc. Chiến. Ngay trong nháy mắt này có mấy trăm trẻ tuổi tuấn tài tu vị không tầm thường từ dưới bậc thang ngọc tiến lên, mỗi một người không ngừng nhảy lên cao, đánh đạp nhau tàn nhẫn, cuối cùng có một đại hán râu bạc leo lên đài chiến đấu. Đại hán lên đài chiến đấu thì đài chiến đấu tiếp tục đóng lại, hắn mang theo tu sĩ thất bại quay trở về. Đây là một hồi cạnh tranh kịch liệt, muốn leo lên đài chiến đấu cũng không phải chuyện dễ dàng, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngã xuống dưới đài, máu tươi ba thước. Ha ha, vẫn là lão tử chạy trốn nhanh. Đại hán này cao ba thước, toàn thân đều là lông dài, trên cánh tay cơ bắp bành trướng, căng cứng giống như sắt thép đúc thành, trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích thô to như chén ăn cơm, một cước đạp lên đất, chiến đài run rẩy kịch liệt. Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất cảm giác quen mắt, nhìn cả buổi mới nhận ra người này, không phải Vương Mãnh thì là ai. Mới hai năm không gặp tên này đã cao hơn rất nhiều, cơ hồ khiến mọi người nhận không ra. Ta chính là đệ tử Vạn Tượng Tháp, đệ tử thân truyền tháp chủ Vũ Tháp, Vương Mãnh, huynh đệ chỉ giáo. Vương Mãnh chất phác trung thực cười cười. Tất Chữ Xuất suýt nữa không dám tin tưởng vào mắt mình, nói. Tên này ăn cái gì lớn như thế? Ta vì sao cảm thấy hắn căn bản không phải là người trẻ tuổi vậy? Mà trên thực tế, tuổi của hắn không đủ 17 đấy. Phong Phi Vân cũng có chút không cách nào tiếp nhận, bữa bữa, nói. Hắn bây giờ còn là vươn người thể thời điểm, có lẽ còn có thể trường cao một đoạn. Tất Chữ Xuất tắt tiếng.
Thiếu niên đứng đối diện Vương Mãnh là đệ tử kiệt xuất một tiên giáo tại địa tử phủ, mặc linh bảo màu trắng, trong tay cầm chiến kiếm linh khí phong cách cổ xưa, tiêu sái phiêu giật nói. Đây chính là cuộc chiến phò mã vì sao có dã nhân chạy tới, thực cho rằng chỉ bằng tướng mạo của ngươi có thể lấy La Phù công chúa hay sao? Vương Mãnh chất phác cười cười, nói. Ta không cưới công chúa, ta chỉ giúp sư thúc đoạt vị trí thần vương mà thôi. Sư thúc ngươi là ai? Thiếu niên áo trắng nói. Vương Mãnh lập tức nghiêm nghị kính nể, vuốt lông ngực cong dài, nói. Sư thúc của ta chính là đệ nhất thiên tài thần Tấn Vương, yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Vương Mãnh nói xong, rất nhiều tu sĩ bên dưới cười như điên. Trên chiến đài, thiếu niên áo trắng cũng cười lạnh không thôi, giọng mỉa mai nói. Ha ha, cái gì chó má đệ nhất thiên tài, không phải sớm chết cặn bã không còn thừa hay sao? Vương Mãnh lập tức không vui, hét lớn một tiếng. Con mẹ nó ngươi dám nói thêm câu nữa không? Một tiếng quát lớn này giống như lôi đình, tên thiếu niên áo trắng này lui ra phía sau ba bước, trong lỗ tai vang vọng ông ông, đổ mồ hôi như tắm. Thiếu niên áo trắng cũng cẩn thận, trầm giọng nói. Phàm là thiên tài tuấn kiệt đều có số mệnh gia thân, sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Phong Phi Vân chết ở phủ thần vương, ngay cả xương cốt không còn. Chuyện này nói rõ số mệnh của hắn không mạnh, tu vị không đủ cao. Con mẹ nó người muốn chết, lão tử sư thúc ta là anh hùng cỡ nào, há để kẻ như ngươi tùy ý bình luận. Vương Mãnh tức giận tóc dựng đứng lên. Thiếu niên áo trắng cười lạnh, nói. Nhân vật anh hùng chó má, nếu không phải hắn vận khí tốt được lão thần vương thưởng thức, hắn nhiều lắm cũng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn cho thống khoái. Con mẹ nó ngươi đang ghen ghét ta sư thúc có tiền vốn cửu long bão trụ đây mà. Phốc, nghe nói như thế, Phong Phi Vân suýt nữa ngã xuống đất, Vương Mãnh cái thằng này nói chuyện cũng quá không cố kỵ, lại là cửu long bão trụ, con mẹ nó rốt cuộc là kẻ nào truyền ra. Vương Mãnh trực tiếp xung phong liều chết lao ra ngoài, làn da toàn thân có kim loại sáng bóng loáng, bộc phát lực trùng kích vô cùng khổng lồ. Bành, chỉ có xông lên trực tiếp đánh bay thiếu niên áo trắng. Giống như một ngọn núi lớn đụng vào người hắn, xương cốt trên người hắn vỡ một nửa, miệng thổ huyết, té xuống đất cách đó vài trăm mét, xương cốt vỡ vụn. Thân thể to lớn mang theo sức lực khủng khiếp, lực lượng càng không phải tầm thường. Gào! Vương Mãnh hét lớn một tiếng, âm thanh chấn đắc tu sĩ toàn trường, lỗ tai của bọn họ chấn động, nói. Ai mẹ nó không phục, cứ lên đây chiến. Bá! Một đạo nhân ảnh ngự kiếm bay đi, người mặc giáp da tuyết trắng. Hai tay mang theo lửa cháy mạnh, tiên quang hộ thể, nhưng mà chân còn chưa chạm chiến đài đã bị Vương Mãnh một quyền đánh bay ra ngoài, trước ngực huyết nhục mơ hồ, bay ra ngoài vài trăm mét giống như chó chết. Vương Mãnh trời sinh thần lực, hôm nay lực lượng càng thêm khổng lồ, nắm đấm của hắn ngưng tụ không biết bao nhiêu thần lực, có rất ít người có thể ngăn cản một quyền này. Bên cạnh chiến đài chữ Hoàng, trong ngọc điện, Diêu Cát Ngọc nhan thanh nhã, thánh quang lượn lờ, không nhiễm hạt bụi trần. Chậm rãi đi lên đài cao, ưu nhã đứng bên cạnh lan can, giống như một cây thanh liên bay lượn cửu thiên, âm thanh ôn nhu ỏn ẻn nói. Công chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Trong một góc đại điện linh quang lượn lờ, bên trong hào quang phiêu tán các nơi, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi đó. Là ngươi! Trong linh quang mông lung, truyền đến âm thanh La Phù công chúa giống như chim hoàng yến, đặc biệt mỹ diệu. Diêu Cát cười nói tự nhiên, đôi mắt dễ thương mờ ảo, nói. Tự nhiên là ta biết rõ công chúa điện hạ có chuyện phiền lòng cho nên tới đây giúp một tay. Chung quanh La Phù công chúa có long hoàng chi khí bao quanh, âm thanh lãnh ngạo, nói. Chuyện này ngươi không giúp ta được, tranh đoạt vị trí tấn đế ta đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, rất khó thay đổi thế cục. Vậy cũng không nhất định. Diêu Cát ôn nhu cười nói. Công chúa điện hạ cần phải hiểu. Người còn có vương bài lớn nhất đấy. Ai? La Phù công chúa nói. Diêu Cát hai mắt như sương khói, chậm rãi nói ra ba chữ. Phong Phi Vân. La Phù công chúa thở dài, nói. Phong Phi Vân thật sự là người nắm giữ lực lượng thay đổi thế cục thần đô, đáng tiếc cũng đã chết. Ngón tay Diêu Cát mảnh khảng, vuốt nhẹ sợi tóc, mang theo gương mặt thần bí, nói. Thế nhưng mà không ai nhìn thấy thi thể của hắn. Thần vương lệnh kiếm ra trong dung nham nóng chảy, đủ để chứng minh hắn đã chết. Diêu Cát lắc đầu, cười nói.
Miểu Quỷ Ban chỉ chính là một kiện thánh bảo của Xâm La Điện, Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận không cách nào luyện hóa, nhưng mà không có tìm thấy Miểu Quỷ Ban chỉ trong dung nham a, nó đi đâu rồi? Ánh mắt La Phù công chúa nhíu lại, lộ ra suy tư thần sắc. Trên người hắn ít nhất còn có 3 kiện bảo vật, Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận không cách nào luyện hóa được, tự nhiên không có tìm được a. Ha ha, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, đây chỉ là chiêu ve sầu thoát xác của hắn đấy, ha ha. Diêu Cát nói. La Phù công chúa nói. Miểu Quỷ Ban chỉ chính là thánh bảo Xâm La Điện, làm sao ngươi biết? Ngươi hiểu hắn không ít nha. Ha ha, có người đến. Diêu Cát da thịt như ngọc, toàn thân đều là tiên hà, giống như thánh nữ đạo môn. Nhưng mà La Phù công chúa lại hiểu rõ ràng, đề phòng nàng sâu đậm, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nàng nói. Thùng thùng. Ba vương giả trẻ tuổi tiên phong đạo cốt đi vào, kẻ nào cũng phong độ nhẹ nhàng, đều là thiếu chủ tiên môn, tu vị siêu phàm thoát tục, trên người mang theo trang sức đều là linh bảo, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt mỹ của Diêu Cát trong ngọc điện. Oanh! Vương mãnh chân đạp chiến đài, ổn như bàn thạch, lại đánh ra một quyền, nắm đấm có ấn ký màu vàng bao quanh, giống như thần hải màu vàng, chẳng khác gì nước biển sôi trào, một đám tu sĩ xông lên. Tên tu sĩ thứ 9 nhảy lên chiến đài, đạt tới thiên mệnh tam trọng, chính là một bá chủ trẻ tuổi, hắn là đệ tử của một đại phái tu tiên cổ xưa, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, xưng hùng trong tiên môn, không người có thể địch, đến thần đô hội chiến anh tài thiên hạ, muốn dương danh lập vạn. Có hơn 10 sư đệ sư muội mặc trang phục giống nhau trợ uy cho hắn, những đệ tử tiên môn này tu vị phần lớn đều là thiên mệnh cảnh, hiển nhiên tiên môn của bọn họ cũng có chỗ phi phàm, bằng không thì không thể nuôi dưỡng ra nhiều thiên kiêu tuấn kiệt như thế. Đại sư huynh, cố gắng lên. Đại sư huynh, đánh bại sư điệt yêu ma chi tử dương danh thiên hạ. Oanh! Không nói nhảm câu nào, vương mãnh ngang nhiên ra tay, đánh ra một chiêu võ học thần thông, xương cốt toàn thân trong suốt, hóa thành ngọc thạch. Đánh ra 9 quyền liên tục như mưa bão, giống như mãnh thú lao ra khỏi lồng hấp. Thể chất vương mãnh vốn cường hãn, thần lực khôn cùng, tu luyện võ học thần thông của võ tháp và càng biêu hãn, mặc dù là bá chủ trẻ tuổi cũng bị đánh bại. Đại đệ tử tiên môn không có lực hoàn thủ, anh khí ngời ngời trên người cũng không còn, cuối cùng bị vương mãnh dùng phương thiên hỏa kích quét ngang một chiêu, linh quang hộ thể bị đánh tan nát, lăn xuống thang đá. Một bá chủ trẻ tuổi bị đánh bại, ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Hơn 10 sư đệ sư muội đứng bên dưới biến sắc, không ngờ đại sư huynh của mình bại nhanh như thế. Lực lượng này quá cường hãn rồi, giống như một con trâu điên. Không hổ là đệ tử tháp chủ Vũ Tháp. Võ học thần thông quá mạnh mẽ. Trên ngọc điện, Diêu Cát đứng ở nơi đó, quan sát chiến đài, quần áo tuyết trắng, bờ mông mượt mà, vòng eo hết sức nhỏ, bộ ngực đứng thẳng, dung nhan càng xuất trần giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, nhưng mà trong thực chất lại là yêu nữ mang theo ma mị. Một nửa thánh khiết, một nửa tà dị. Dung nhan của nàng chẳng khác gì thiên sứ, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đưa người ta xuống địa ngục. Ngón tay của nàng thon dài, chỉ vào chiến đấu dưới đài, cười nói. Không hổ là sư điệt yêu ma chi tử, tu vị quả nhiên cường đại, một đời trẻ tuổi không người nào có thể địch lại hắn cả. Nghe nói như thế, ba vương giả trẻ tuổi ngồi trong đài nghe thấy liền động dung, thập phần khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đó một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, mang ủng mặt trời, cười nói. Chỉ là một man nhân mà thôi, ta ba chiêu có thể dẫm nát hắn dưới chân. Ta đi đánh bại hắn. Một nam tử trên lưng có con rết màu đen quấn quanh trực tiếp phi thân lên, trên lưng mang thiết bố giống như con rết khổng lồ lao xuống, khí thế bàng bạc đáp xuống chiến đài. Vương giả trẻ tuổi biến sắc, khí thế này ép tu sĩ toàn trường biến sắc. Diêu Cát dựa vào lan can mà trông, ánh mắt như hạnh, bờ môi gợi cảm mê người óng ánh tươi cười sáng lạn. Nghĩ tới một vương giả trẻ tuổi anh khí bừng bừng máu tươi ba thước, hóa thành một thi thể lạnh như băng thì nàng hưng phấn khó hiểu, giống như tiểu nữ hài ăn đường mật. Gió mát thổi tới khiến quần áo của nàng chấn động, lộ ra một nửa bắp chân nhỏ nhắn mượt mà, làm cho hai vương giả trẻ tuổi đứng sau lưng tâm tình hưng phấn, cho dù đạo tâm kiên định cỡ nào, bây giờ cũng bị ném lên 9 tầng mây. Trên chiến đài, vương mãnh cảm nhận áp lực thật lớn, khí thế sắc bén như chiến đao vô hình. Cắt vào làm làn da hắn thấy đau. Ngươi là đệ tử tháp chủ Vũ Tháp.
Tên nam tử eo quấn con rết lạnh lùng nói ra, con rết trên lưng bỏ qua lại. Không sai, là ta. Vương Mãnh tay cầm phương thiên hỏa kích, lúc này ổn định thân hình, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào đối phương, nói. Phong Phi Vân là sư thúc của ngươi. Nam tử eo quấn rết nói ra. Tự nhiên là như thế. Vương Mãnh nói. Ngươi là ai? Xâm La Điện Thập Điện Hạ, Liêu Thành. Hàn khí trên người Liêu Thành cực thịnh, hộ tâm kính trước ngực tỏa ra hào quang màu đen, mang theo sát cơ đậm đặc, làm cho chiến đài sinh ra băng cứng dày đặc. Vương Mãnh nói. A hát, thì ra là Thập Điện Hạ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, nghe nói đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 của ngươi bị sư thúc của ta chơi, tên gì? Lục, lục gì đó nhỉ? Hừ. Liêu Thành nghe nói như thế vô cùng tức giận, mang toàn bộ hận ý với Phong Phi Vân đổ lên đầu Vương Mãnh, con rết màu đen trên lưng bay lên, hóa thành con rết khổng lồ dài 10 mét, nuốt mây đen, thả khói độc. Liêu Thành tế ra một đạo huyết mài, đứng trên lưng rết, huyết sắc bắn ra ngoài. Vương Mãnh thu hồi dáng tươi cười, kim quang ứa ra, cầm theo phương thiên hỏa kích mở rộng khói độc, chủ động giết qua. Không biết điều, cho dù Phong Phi Vân còn sống, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, chỉ bằng kẻ chưa thấy các mặt xã hội như ngươi mà định đấu với ta. Liêu Thành lạnh giọng quát lên, âm thanh giống như sấm sét, huyết mài trong tay hóa thành ngọn núi nhỏ, đột nhiên áp lên đỉnh đầu Vương Mãnh. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vừa mới giao thủ đã tiến vào giai đoạn chiến đấu gay cấn. Dưới chiến đài rất nhiều tu sĩ đang nghị luận. Bọn họ rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, cảm giác không phải thi đấu, mà là không chết không ngớt. Một tiểu quận chúa dung nhan tú lệ kinh ngạc. Kỳ thật, bọn họ đúng là không có cửu hận gì, mấu chốt là Liêu Thành có thù hận rất lớn với Phong Phi Vân đã chết. Có một người biết chuyện nói ra. Người biết rõ nội tình không ít, lại có người nói ra. Nghe nói Phong Phi Vân ngủ với yêu nữ đẹp nhất điện thứ 10 Xâm La Điện, mà Liêu Thành chính là Thập Điện Hạ, có thể nghĩ Liêu Thành hận Phong Phi Vân cỡ nào. Nghe nói yêu nữ này đẹp như tiên, trí tuệ cao thâm. Có danh xưng trí giả tà tôn, hơn nữa còn là hậu nhân đại nhân vật tà đạo Phổ Đà Sơn, vốn Liêu Thành ái mộ nàng không thôi, thèm thuồng đã lâu, thiếu chút nữa thành công, đáng tiếc lại gặp được Phong Phi Vân, miếng thịt đưa tới miệng lại bị đoạt trước. Ai, Phong Phi Vân dùng cửu long bão trụ ngự nữ vô số, yêu nữ này bị hắn mạnh mẽ đưa lên giường và chơi tới ngất đi, máu chảy đầy đất, vô cùng bi thương, cầm thú a hát. Liêu Thành nghe nói việc này đã thổ huyết tại chỗ. Đứng trước tà cung mắng to 3 ngày, mắng Phong Phi Vân thương tích đầy mình, thề không giết Phong Phi Vân, thề không làm người. Như vậy xem ra Phong Phi Vân đúng là quá không phúc hậu, khó trách mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hơn 10 đệ tử tà tông xuất sắc nhất đặt buổi tiệc bên ngoài phủ thần vương, chúc mừng Phong Phi Vân sớm xuống địa ngục, trọn đời không được siêu sinh, ta cũng đi qua uống 2 chén rượu mừng. Không biện pháp, cái tên Phong Phi Vân chính là đau đớn vĩnh viễn trong lòng tà tông. Không chỉ điện thứ 10 Lục Ly Vi, điện thứ 7 Vạn Hương Sầm, điện thứ 4 Bạch Như Tuyết. Những yêu nữ phong hoa tuyệt đại như thế cũng chịu độc thủ, lọt vào đối đãi không thuộc về mình, tuổi trẻ quý báu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây tuyệt đối là đau đớn không thể xóa nhòa của các nữ tử, cầm thú a hát. Cầm thú a hát. Tất chữ xuất cũng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Phi Vân xấu hổ, nói. Yêu ma chi huyết quấy phá. Yêu tính cùng ma tính ảnh hưởng tâm thần, không thể hoàn toàn trách ta. Cho nên nói ngươi không phải người, là cầm thú a hát. Tất chữ xuất nói. Phong Phi Vân. Hét thảm một tiếng, tất chữ xuất bị đá bay ra ngoài, hắn đụng ngã một đám người sau khi rơi xuống rất, còn lăn xa 10 mét. Liêu Thành tu vị cực cao, trong tay huyết mài càng là linh khí bộc phát chiến uy, cả chiến đài bao phủ bên trong. Dù sao Vương Mãnh tuổi còn rất trẻ, tuổi còn nhỏ hơn Phong Phi Vân, so sánh với Liêu Thành là kiêu hùng tà đạo tu luyện vài chục năm, cho dù hắn thể chất cường hãn cũng không thể nào ngăn cản nổi. Huyết mài đụng vào phương thiên hỏa kích, một lực lượng to lớn bộc phát, chấn đắc Vương Mãnh lui ra phía sau, hai cánh tay run lên, hổ khẩu vỡ ra, huyết dịch chảy ra. Tu vị chênh lệch không thể đền bù. Lại đến, Vương Mãnh cắn răng một cái, thân thể trở nên tinh khiết. Vết rách hổ khẩu biến mất, cầm theo phương thiên hỏa kích giết qua. Liêu Thành mang theo nụ cười mỉa mai, toàn lực ra tay, điều động tu vị đánh Vương Mãnh bay ra ngoài, giống như đang đùa bỡn một con tinh tinh. Vương Mãnh bay ra hơn 10 lần, cổ tay đầy vết máu, tay cầm phương thiên hỏa kích cũng không ổn.
cục xuống cho ta. Ngón tay Liêu Thành đánh ra 36 đạo ấn ký, đánh Vương Mãnh bay ra xa, nói. Nói Phong Phi Vân là con rùa đen vô kiêm sỉ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Mãnh đã không cầm nổi phương thiên hỏa kích, vũ khí rơi xuống đất, hai tay ra bụng ngực, miệng phun máu tươi, hắn cười khơ na khách. Đại gia mày mới được là con rùa đen vô liêm sỉ. Muốn chết, con mắt Liêu Thành hiện ra một đạo sát quang, con rết dưới eo biến hóa, mở to miệng ra phun độc khí, hai mắt lộ hung quang, Vương Mãnh nuốt một ngụm máu tươi. Vương Mãnh cắn răng một cái, muốn không bị độc vật cắn chết chỉ có thể thừa nhận một kích huyết mài. Oanh! Huyết mài đánh vào đỉnh đầu, đánh cho đầu rơi máu chảy lăn xuống chiến đài, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, khẳng định đầu cũng bị đánh nát rồi. Liêu Thành hận ý sâu đậm, trực tiếp lao xuống đài chiến đấu, muốn chém giết Vương Mãnh. Có ba đệ tử Vũ Tháp ra tay cứu viện Vương Mãnh nhưng đều bị Liêu Thành đập bay, giống như ba con ruồi bị đánh bay, đều bị thương nặng, không cách nào bỏ dậy. Người nào ngăn ta chết? Sát khí trên người Liêu Thành thái thịnh, tu sĩ dưới chiến đài lui ra phía sau, không dám tới gần hắn, sợ bị sát khí trên người hắn chém giết. Hắn đi tới trước mặt Vương Mãnh, một cước đạp xuống, muốn đạp xuyên qua lồng ngực Vương Mãnh. Bá bá! Kiếm khí bắn ra liên tục, sát khí bức người. Đâm ra một kiếm, có hơn 300 đạo bóng kiếm hóa thành một tù lao bao phủ Liêu Thành. Liêu Thành vội vàng bay ngược tế huyết mài ra ngăn cản, nhưng mà trên tay và mặt xuất hiện 10 vết thương, kiếm khí vô cùng sắc bén, đâm rách linh khí hộ thân. A hát! Ngón tay Liêu Thành sờ lên gương mặt máu, hai mắt phát lạnh nhìn quét qua mọi người. Một nam tử mặc áo đen mang mũ rộng vành chậm rãi đi ra, chúng tu sĩ đều nhao nhao nhường đường, cảm được sát khí đậm đặc trên người của hắn, giống như thiên sát cô tinh hàng lâm. Sát khí trên người hắn còn thâm trầm hơn Liêu Thành, giống như có thể đông cứng cả sắt thép. Hắn là ai thế? Không biết, nhưng mà một chiêu vừa rồi quá cường hãn, kiếm quang xoắn nát huyết quang hộ thể của Liêu Thành. Một đời trẻ tuổi đâm rách linh khí hộ thể không nhiều, đều là kiêu hùng có danh tiếng. Thời gian ngắn, vậy mà không có người leo lên đài chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người này. Tất chữ xuất mang theo mũ Phật đầu to lao tới lôi Vương Mãnh bị thương nặng rời đi, tiến vào trong đám người. Một kiếm vừa rồi là ngươi đâm ra. Liêu Thành đứng trên thềm đá cao, thân thể cao ngất, bên người có con rết to đang đứng, thân hình khổng lồ đứng thẳng, hung uy ngập trời áp qua Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Được thế thì tạm tha người, chỉ là thi đấu mà thôi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Người bình thường tự nhiên không có tư cách khiêu chiến Liêu Thành, dù sao hắn là một điện hạ tà tông, rất nhiều thiếu chủ tiên môn nhìn thấy cũng nhượng bộ lui binh. Ngươi có biết ta là ai không? Liêu Thành cười lạnh nói. Vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, ngươi là thập điện hạ Xâm La Điện. Phong Phi Vân nói. Liêu Thành nói. Vậy ngươi là người phương nào? Chỉ là một tán tu mà thôi, vô danh tiểu bối. Phong Phi Vân nói. Nếu ngươi thắng được ta, như vậy tự nhiên sẽ có tư cách biết tên ta. Lời này là do tu sĩ khác nói ra thì mọi người tất nhiên cho là hắn điên. Nhưng mà chiêu kiếm vừa rồi quá lợi hại, ngược lại làm cho hắn có thêm mấy phần thần bí. Chẳng lẽ là đệ tử của cao nhân lánh đời xuất thế? Rất nhiều người đang suy đoán trong lòng. Bá! Thân hình Liêu Thành khẽ động, hắn đã đứng trên chiến đài, đứng trên đầu con rết to, nói. Nếu ngươi thắng ta thì sao? Vậy nói rõ ngươi đáng chết. Phong Phi Vân cũng đứng trên chiến đài, hắn đứng theo gió, dưới chân có trận pháp hình tròn lập lòe. Thân hình điều động linh khí chung quanh hóa thành bình chướng sương mù. Đêm qua Phong Phi Vân tu luyện một loại kiếm quyết có sát khí đậm đặc, toàn thân ngưng tụ sát quang, bao nhiêu cũng có mấy phần tử vong chi khí tỏa ra. Bốn lão giả thủ hộ chiến đài chữ hoàng mở to mắt nhìn qua phía Phong Phi Vân, cảm giác được sát khí khủng bố trên người của hắn, thầm nghĩ tiểu bối thật là lợi hại, chẳng lẽ là sát tinh lánh đời xuất thế. Rõng rạc. Tuy Liêu Thành vừa rồi bị đạo kiếm khí kia của Phong Phi Vân gây thương tích, nhưng hắn không cho rằng mình yếu hơn đối phương, cảm thấy đó là hắn đánh lén mới đắc thủ, nếu đánh chính diện chưa chắc làm gì được hắn. Dưới chiến đài có không ít đệ tử Tà Tông, đều đang trợ uy cho Liêu Thành, trong đó có hai điện hạ Tà Tông, tu vị cường đại, thân hoàn thần hồn, còn có ba yêu nữ Tà Tông đều thiên tư quốc sắc, xinh đẹp động lòng người, chính là ba nữ tử đẹp nhất ba điện. Liêu Thành xuất thủ trước. Đánh ra vòng xoáy màu đỏ,
kích hoạt trận pháp trên linh khí, vòng xoáy như máu đầy sát cơ. Uy năng linh khí kích phát tới tận cùng, lực lượng tăng cao gấp 3 lần vừa rồi, biển máu bao phủ cả chiến đài, trên chiến đài hình thành một vòng mặt trời đỏ tại thôn phệ tất cả, che phủ mặt trời. Mặt trời đỏ chính là vòng xoáy đỏ như máu. Oanh! Phong Phi Vân đứng trong huyết vụ, bấp bênh như lá cây, áp đen trên người như nước thép đúc thành, không sứt mẻ gì cả. Chiến kiếm ra khỏi vỏ giống như một đạo kinh hồng, hỏa loan bay ra khỏi mũi kiếm phá tan biển máu, đánh vào mặt trời đỏ và bộc phát sát quang cực mạnh. Bành! Biển máu vỡ vụn, mặt trời đỏ rơi xuống. Dị tượng đầy trời sụp đổ ầm ầm, huyết lãng sôi trào, đỏ như máu. Liêu Thành đáp xuống đỉnh đầu con rết khổng lồ, ngực có vết kiếm cực lớn, xương sườn đứt vài cây, máu tươi tuôn ra, nếu không phải có miếng hộ tâm, chỉ một kiếm này đã chém hắn thành hai khúc. Kiếm thật đáng sợ. Ngực Liêu Thành giống như có hỏa diễm thiêu đốt, có kiếm khí tiến vào kinh mạch và huyết dịch của hắn, thiêu đốt linh khí trong người hắn. Phong Phi Vân vẫn đứng đó như trước, kiếm vô cùng đáng sợ. Khiếp sợ, thật sự khiếp sợ. Tu sĩ chung quanh hoảng sợ rớt cằm xuống đất, có người gào lên. Liêu Thành chính là Điện Hạ Tà Tông, vương giả trẻ tuổi, không ngờ bị người này một kiếm đánh tan, chuyện này. Nam tử thần bí mang theo mũ rộng vành kia mang cho mọi người rung động không gì sánh kịp, rất nhiều người không ngừng suy đoán lai lịch của hắn. Một Điện Hạ Tà Tông hai mắt ngưng trọng, nói. Chiêu kiếm quyết vừa rồi, chẳng lẽ là Hồng Loan yêu kiếm? Một yêu nữ Tà Tông mặc bích y, ngọc da tuyết cốt, lông mi gảy nhẹ, mê mị cười cười. Mấy trăm năm trước Nam Thái Phủ từng xuất hiện cao thủ tà đạo cái thế, làm bạn với Hồng Loan, tìm kiếm yêu thi luyện đạo, hành tẩu trong đầm lầy hồng hoang, muốn tu luyện thành vô thượng yêu thể. Tà giả này thiên tư tuyệt đỉnh, trước sau tìm được 16 cổ yêu thi, tinh luyện yêu khí, dung luyện yêu cốt, thiếu một chút thành tựu thiên yêu thể, chỉ tiếc vào thời khắc mấu chốt tâm thần thất thủ, trấn ép không được yêu khí trong người cho nên biến thành quái vật nửa người nửa ma, giết người thành thính. Thần Tấn Vương Triều lúc vừa thành lập đã đối mặt với yêu kiếp, có yêu tộc xâm nhập khu vực này, tuy sau đó bị trấn áp, đuổi ra khỏi Thần Tấn Vương Triều, nhưng mà trong một ít cấm địa có lưu lại thi cốt, yêu thi của yêu tu cường đại ngàn năm không hư thối. Yêu nhân này thần thông cực cao, xâm nhập vài tòa cấm địa, đào ra 16 yêu thi, tu luyện vô thượng yêu thể. Một Điện Hạ Tà Tông bên cạnh động dung, nhớ tới đoạn truyền thuyết đáng sợ này, nói. Nghe đồn yêu nhân này dùng sức một người đồ diệt một tòa tiên giáo, làm cho phạm vi núi sông vạn dặm chung quanh tiên giáo kia bị yêu khí bao phủ, hóa thành hỗn độn yêu sơn. Yêu sơn này nằm ở biên giới Nam Thái Phủ, hôm nay yêu còn chưa tan hết, là một sát địa đáng sợ. Hồng Loan yêu kiếm là kiếm quyết của yêu nhân đó, uy lực tuyệt luân, sát khí kinh hồn, có uy năng đổ thần diệt Phật. Yêu nhân cái thế này tuyệt đối có thiên tư yêu nghiệt như Phong Phi Vân. Nếu không đạo tâm đã bị yêu khí xâm lấn, hóa thành yêu tà, nói không chừng còn có cơ hội trở thành đại hiền giả. Biên giới Nam Thái Phủ từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, ngày đó có người nhìn thấy phía Nam có yêu ảnh Hồng Loan đỏ rực bao phủ bầu trời, có thánh quang đạo môn kêu vang 13 ngày bất diệt, 13 ngày sau đó chiến đấu mới dẹp loạn, từ khu vực chiến đấu kéo dài xuống phía Nam 3.000 dặm bị phá nát, bởi vậy có thể thấy được chiến đấu hung mãnh tới mức không thể tưởng tượng. Trận chiến ấy được ghi lại trong sử sách rất nhiều tiên môn, sau trận chiến này yêu nhân không còn xuất hiện nữa. Có một trưởng giáo tiên môn nước cao vọng trọng suy đoán, chính là đạo môn Hoa Sinh Tiền Bối trấn áp yêu nhân. Một trong 10 đại cao thủ, Hoa Sinh Tiền Bối có bối phận cao nhất đạo môn. Một tiểu quận chúa lần đầu tiên nghe nói bí văn này, khuôn mặt tỏa sáng, vô cùng hứng thú với truyền thuyết của tu tiên giới. Trừ Hoa Sinh Tiền Bối. Người phương nào còn có được tu vị trấn áp yêu nhân kia chứ? Người trẻ tuổi này sử dụng chính là Hồng Loan yêu kiếm, chẳng lẽ yêu nhân kia chưa chết, người trẻ tuổi thần bí này chính là truyền nhân của hắn? Trong lòng mọi người hiện ra suy nghĩ này, nội tâm bị chấn nhiếp, kìm lòng không được lui ra phía sau. Hai Điện Hạ Tà Tông vốn định leo lên chiến đài giao thủ với nam tử thần bí, nhưng mà suy tính hậu quả đáng sợ trong đó, cuối cùng nhất bọn họ không tự chủ lui ra phía sau một bước. Ánh mắt ba yêu nữ Tà Tông lúc này tỏa ra hào quang sáng ngời, đôi mắt dễ thương ba động không ít, càng hiếu kỳ với dung mạo nam nhân thần bí này, rốt cuộc hắn cường đại tới mức nào. Bộ Hồng Loan yêu kiếm này chính là lúc Phong Phi Vân làm cường đạo tại Thanh Đường Sơn đạt được, chính là tam đương gia Thanh Đường Sơn, cũng chính là gia gia của hắn tặng cho.
Phong Phi Vân chưa bao giờ thiếu công pháp đỉnh cấp tu luyện, cho nên sẽ tu luyện kiếm quyết này, ném qua một bên không có tu luyện, nếu không phải vì che giấu tai mắt của người khác, sợ bị người khác nhận ra thân phận, có lẽ cả đời này hắn cũng không tu luyện. Hắn cũng không biết bộ kiếm quyết này lai lịch lớn thế, sinh ra rất nhiều gợn sóng. Trên chiến đài, Liêu Thành cũng sinh ra một phần hoảng sợ, nói. Ngươi là đệ tử yêu nhân kia. Phong Phi Vân mặt giấu trong mũ rộng vành, không thấy rõ biểu lộ của hắn, lạnh lùng nói. Người chết không có tư cách hỏi ta. Phong Phi Vân càng mừng rỡ vì đám người này hiểu lầm, như vậy thì càng dễ che giấu tung tích. Nếu là truyền nhân của yêu nhân cái thế kia, không thể giết người sao? Oanh! Không nói nhảm câu nào, kiếm quang bắn ra ngoài. Con rết màu đen cực lớn muốn lấy thân ngăn cản, trợ Liêu Thành trốn khỏi chiến đài, nhưng mà kiếm quang kia khiến người ta sợ hãi, dễ dàng chặt đứt con rết kia thành vô số đoạn, hóa thành nhiều khối, một đạo kiếm quang hỏa hồng xuyên qua thi thể con rết giống như lưu tinh. Phốc! Liêu Thành cuối cùng vẫn không thể trốn khỏi chiến đài, máu tươi tại chỗ, kiếm khí cháy mạnh thiêu đốt thân thể của hắn, phát ra âm thanh đùng đùng không dứt. Phong Phi Vân thu kiếm đứng đó, hắc y như sắt. Sát khí trên người càng đậm đặc. Tuy đây đang là cuộc chiến phò mã, nhưng lại không có cấm giết người. Những tu sĩ bên dưới càng xác định người thần bí này chính là truyền nhân của yêu nhân. Lại có một yêu nghiệt xuất thế, đây tuyệt đối là tin tức trọng đại, có thể lực áp thiên tài cấp sử thi. Trên chiến đài hàn khí bức người, chỉ có nam tử áo đen mang mũ rộng vành đang đứng ở nơi đó, trong tay ôm một thanh chiến kiếm khiến người ta sợ hãi. Trên thế gian này không thiếu người gan dạ, mặc dù là đối mặt tử thần cũng dám nghênh chiến. Bá! Tây Việt Phiệt một thiên kiêu tên Tây Việt Đường, từ Tây Vực Phủ tới đây, hắn là người không sợ trời không sợ đất, từng xưng vương trong thế hệ trẻ Tây Vực Phủ, tại Tây Vực Phủ chỉ có mấy người có thể so với hắn. Tây Việt Đường tâm cao khí ngạo, tu luyện tuyệt học điển tịch thương ngư kính, tốc độ cực nhanh, hắn lao nhanh lên chiến đài. Cổ tay của hắn mọc ra 9 vây cá màu xanh. Mỗi một vây cá lớn như lòng bàn tay. Tây Việt Đường đến đây chiến với các hạ một trận. Tây Việt Đường đứng bên cạnh chiến đài, trước ngực lơ lửng có một đồng thuẫn đang lơ lửng, trung ương khảm nạm một viên linh thạch, hào quang như lửa bộc phát. Phong Phi Vân nói, giao thủ với ta thì chuẩn bị tùy thời mất mạng. Tây Việt Đường khinh thường cười cười. Ta biết rõ tu vị các hạ cường đại, kiếm quyết cao thâm, nhưng mà Tây Việt Đường ta cũng không phải ăn chay. Thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ có thể giết ta, sợ là không có mấy. Nói xong tế cổ đồng thuẫn ra bao phủ bản thân, toàn thân của hắn như mặc chiến giáp màu vàng lên. Phong Phi Vân không cần nói nhảm nhiều, chiến kiếm bay ra, hóa thành một con hồng loan, hỏa quang nóng rực, chỉ trong nháy mắt hỏa diễm nóng chảy đã hòa tan cổ đồng thuẫn. Sắc mặt Tây Việt Đường biến hóa đột ngột, một kiếm này nhiệt độ quá cao, rõ ràng có thể ngay lập tức hòa tan cổ đồng thuẫn. Thương ngư kính hoán thân thể có được thần ngư hộ thể, chín phiến vảy cá rơi ra khỏi cổ tay, lân quang sáng ngời, sắc bén như chiến đao. Bá! Chiến kiếm đỏ thẫm, một con chim lửa bay lên cao, nuốt thần ngư vào bụng. Dị tượng đầy trời, ngư ảnh thần dị, chim lửa như núi, bày biện ra đại thế huy hoàng, làm cho trẻ tuổi tuấn tài bên dưới kích động không hiểu, một đời nhân kiệt trẻ tuổi đã có tu vị như thế, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tây Việt Đường không hổ là thiên tài tuấn kiệt đỉnh cấp của Tây Việt Phiệt, chiến lực cũng không yếu hơn Tây Việt Lan Sơn trên hạ sử thi thiên tài bảng. Thời điểm có người tán thưởng, kiếm của Tây Việt Đường đã bị xuyên thủng, bay ra khỏi chiến đài, toàn thân vãi máu, huyết vũ bao phủ các nơi. Bành! Tây Việt Đường lăn xuống cầu thang đá, vẫn không nhúc nhích, có một thiếu niên Tây Việt Phiệt đi lên dìu hắn, thân thể của hắn thoáng cái vỡ vụn ra, đường vân như mạng nhện bao phủ toàn thân, cuối cùng vỡ ra. Hóa thành bãi máu trên đất. Tây Việt Đường bị giết như thế, cũng không biết chúng bao nhiêu kiếm, trong thân thể ngay cả đoạn xương lớn như đầu ngón tay cũng không tìm thấy. Đám tu sĩ trẻ tuổi ở đây đưa mắt nhìn nhau, hai điện hạ và ba yêu nữ tà tông đều lui ra phía sau vài bước, tu vị của bọn họ mạnh hơn tu sĩ bình thường không ít, tự nhiên cũng có thể nhìn ra người thần bí kia mạnh tới cỡ nào, cũng chính bởi vì như thế cho nên nội tâm của bọn họ càng kiêng kỵ. Ánh mắt tiểu quận chúa chớp chớp, tràn ngập hiếu kỳ với người trẻ tuổi thần bí kia. Tu vị rõ ràng cường đại như vậy, Nam Thái Phủ đúng là nơi sinh ra yêu nghiệt nhiều nhất. Vương Mãnh tổn thương đã khôi phục một ít, hắn lúc này phun nước bọt một ngụm, trên mặt đầy lông dài run run, cười to nói lớn.
Trên Ngọc Điện hai người trẻ tuổi còn lại đều lâm vào trầm mặc, mặc dù có giai nhân đứng trước mặt cũng rất khó làm cho bọn họ nhẹ nhõm. Diêu Cát thản nhiên đứng ở nơi đó, huy động ngón tay nhỏ nhắn, thân hình uyển chuyển như mây, nàng giống như tiên nữ thanh trần thoát tục, người ngọc mặc bạch y, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập linh tính, cũng tràn ngập hấp dẫn. Yêu nghiệt a hát, tu vị quá cường đại, một đời vương giả cũng có thể chém giết. Ánh mắt dễ thương của Diêu Cát đầy gợn sóng, khóe miệng óng ánh như hút mật, má trắng đỏ ửng nhàn nhạt, tiên quang màu trắng ngưng tụ trên đỉnh đầu, vô cùng mê người. Phía sau nàng, hai tên vương giả trẻ tuổi nghe được giọng của nàng mang theo nét ngọt ngào, tinh thần chấn động, sống lưng thẳng tắp, một người trong đó nói. Tu vị của hắn đúng là cường đại, nhưng chưa hẳn bách chiến bách thắng. Chẳng lẽ hai vị muốn chiến với hắn một trận sao? Diêu Cát eo nhỏ uốn éo, phối hợp với thân thể và tiên nhan hoàn mỹ, ánh mắt như làn thu thủy, quả thực giống như tuyết tiên tử đứng trước mặt, làm cho hai vương giả trẻ tuổi nhìn nhau, hồn phách như bị câu đi. Chỉ một bóng lưng yêu nhã đã làm cho hai người mê luyến, hôm nay đã thấy dung nhan của nàng, quả thực chính là Lăng Ba tiên tử trong truyền thuyết. Cổ trắng ôn nhu như ngọc, bộ ngực đầy đặn, eo thon chặt chẽ, bờ mông rất tròn, khí chất như tiên tử xuất trần, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lung linh chính là vưu vật của tạo hóa, không có bất kỳ người nào cự tuyệt nàng. Tự nhiên, dám chiến. Một vương giả trẻ tuổi nói ra. Thắng hắn không phải chuyện khó. Vương giả trẻ tuổi khác nói. Diêu Cát lắc đầu, khuyên nhủ. Giao thủ với hắn, các ngươi sẽ chết. Hừ, ta ngay bây giờ đi lấy mạng hắn. Một tên vương giả trẻ tuổi của Nhật Nguyệt Tiên Giáo biến mất, sau một khắc đã đứng trên chiến đài. Đôi mắt đẹp của Diêu Cát tràn ngập vui vẻ, trong lòng đang tưởng tượng cảnh tên vương giả trẻ tuổi này chết đi, nàng càng cảm thấy hứng thú, kìm lòng không được vuốt ve gương mặt óng ánh của mình, có cảm giác thành tựu không nói nên lời. Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Triệu Tùng Dương. Tên vương giả trẻ tuổi này mặc đạo bào, trước mặt có mặt trời óng ánh, lưng cõng linh nguyệt, trên người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tu vị của hắn tinh thâm, có thể ngưng tụ hư ảnh tiên cung ở mi tâm. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra người trẻ tuổi này bất phàm, nghe hắn báo danh thì càng kiêng kỵ. Nhật Nguyệt Tiên Giáo là một trong ba tiên giáo cường đại nhất địa tử phủ, vô cùng cổ xưa, luận xa xưa có thể sánh ngang bốn đại môn phiệt. Triệu Tùng Dương chính là nhân kiệt trẻ tuổi tu vị cao thâm của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, từng đi vào dãy núi tiên giáo tu luyện, xâm nhập qua một tòa thượng cổ tiên phủ, đạt được một thanh cổ linh kiếm, chính là tam phẩm linh khí. Triệu Tùng Dương 10 năm trước đã đạt tới thiên mệnh tứ trọng, dùng thiên thư của hắn và số mệnh vượt qua người thường, thời gian 10 năm có thể đạt tới thiên mệnh tứ trọng đỉnh phong, sắp có thể đột phá thiên mệnh ngũ trọng. Đây là vương giả trong vương giả trẻ tuổi, nhiều người áp số tiền lớn lên người của hắn đấy. Nếu như nam tử thần bí này có thể đánh bại Triệu Tùng Dương, chỉ sợ hôm nay không người nào dám lên chiến đài đấu với hắn, sẽ trở thành người vượt qua vòng đầu tiên ngày hôm nay. Rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài đứng dưới chiến đài, lại tới đây không chịu rời đi, tu sĩ dưới chiến đài càng ngày càng nhiều. Triệu Tùng Dương phiêu nhiên đứng đó, đạo bào phất phơ, nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Chiến thắng ta tự nhiên có thể biết rõ tên của ta. Khí thế Phong Phi Vân vô cùng lợi hại, thân giống như hóa thành một thanh chiến nhận, chiến kiếm không có xuất khiếu, trực tiếp mang theo cả chuôi kiếm công kích, sóng công kích vô hình quét qua. Bành! Chuôi kiếm giống như đánh nát cả không khí. Triệu Tùng Dương một tay bắt lấy mặt trời, một tay nắm bắt trăng sáng, giống như nâng cả trời xanh công kích Phong Phi Vân. Oanh! Khí lãng va chạm, cả chiến đài không ngừng rung lên bần bật. Lần đầu tiên có người tiếp được một kích của nam tử thần bí, tu vị của Triệu Tùng Dương mạnh hơn hai người trước đó. Rất nhiều người kích động, cảm giác sẽ được nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu, một đời vương giả trẻ tuổi trực tiếp quyết đấu. Một là truyền nhân của tiên giáo cổ xưa, một là truyền nhân yêu nhân cái thế, đều xuất từ danh gia, một chính một tà, cũng không biết là chính ngăn tà hay là tà thắng chính. Một ít tu sĩ thế hệ trước kích động lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiến đài. Triệu Tùng Dương chính là truyền nhân Hắc Nhật Sứ Giả trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Hắc Nhật Sứ Giả là cường nhân xưng hùng tu tiên giới mấy trăm năm, tất nhiên là truyền thụ cho hắn thần thông đỉnh cấp nhất, nếu có thể nhìn thấy một, hai chính là đại cơ duyên. Hồng Loan yêu kiếm chính là kiếm quyết kinh thế, yêu nhân cái thế đã bằng vào bộ kiếm quyết này chém giết rất nhiều nhân vật cự phách, nếu có thể lĩnh ngộ một chiêu nửa thức trong đó, như vậy sẽ có lợi rất lớn với tu luyện của ta.
Phong Phi Vân giấu mặt sau mũ rộng vành, bờ môi mấp máy, trong thân thể tuôn ra linh khí cực nóng. Tuy tu vị Triệu Tùng Dương cường đại, nhưng mà chưa có đột phá thiên mệnh ngũ trọng, trong 5 chiêu có thể đánh bại hắn, trong 10 chiêu lấy mạng hắn. 9 con hồng loan bay ra khỏi thanh kiếm, hóa thành hồng liên 9 múi bao trùm trọn chiến đài, mà Phong Phi Vân nương theo chiến kiếm đứng giữa trung tâm hồng liên, điều động lực lượng 9 hồng loan dùng lực lượng áp đảo trấn áp Triệu Tùng Dương. Đỉnh đầu Triệu Tùng Dương có nhật nguyệt cùng tồn tại, trời xanh mây trắng giống như diễn biến ra tiên đạo đại thế. Bá! Một thanh cổ kiếm màu trắng bay ra khỏi mi tâm của hắn, dài đến 100 mét, phía trên có vạn đạo ấn văn giống như bằng ngọc tạo thành. Đây là một thanh tam phẩm linh khí, uy năng vô cùng khổng lồ, linh khí linh tính càng khiếp người, có thể cảm giác rõ linh tính trong kiếm tỏa ra, giống như trong cổ kiếm ẩn chứa một vị thánh hiền. Một kiếm chém ra, phá vỡ hồng loan hỏa liên, lao ra khỏi bao phủ công kích thẳng vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng cẩn thận, tam phẩm linh khí không phải chuyện đùa, chiến uy đủ để phân thắng bại trong một cuộc chiến tuyệt đỉnh. Tuy Phong Phi Vân cũng có tam phẩm linh khí miểu quỷ ban chỉ, nhưng lại không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào kiếm quyết thủ thắng. Hồng loan xuất thiên hạ bạch. Phong Phi Vân tế chiến kiếm ra lơ lửng trên đỉnh đầu, hóa thành một con hồng loan, nhưng mà nó lại là kim ô trong truyền thuyết, hóa thành một trời chiếu sáng thiên địa. Trên chiến đài kiếm hồn ấn ký bay đầy trời, một con hồng loan lơ lửng giữa không trung, vầng sáng chói mắt, hào quang chói mắt bao phủ cả hoàng thành, những tu sĩ ở chiến đài khác nhìn qua cảnh này. Rất nhiều thiên tài cấp yêu nghiệt cũng bay tới đài chiến đấu chứ hoàng. Lửa cháy mạnh trùng thiên, hồng loan bay lên cao, yêu khí tán giật ra các nơi. Đây là hồng loan yêu kiếm sao? Một tượng đất cao không tới 1m5, thân thể hắn lầy lội đứng dưới đất, gạch đá chung quanh người hắn hóa thành bùn nhão. Rất nhiều người nhận ra yêu nghiệt này, tu vị cường đại đến cực điểm, đã từng một biến một tu sĩ lấp giả thiên mệnh ngũ trọng thành khối bùn máu. Quả nhiên là hồng loan yêu kiếm. Đông phương kính thủy uy phong lẫm lẫm bay xuống, ma khí trên người khởi động, trên lưng áo choàng màu đỏ tung bay, lại phát ra tiếng quái lạ. Tên tuổi Đông phương kính thủy thật sự quá lớn, một đời tuổi trẻ cơ hồ vô địch thủ, cho dù là thái thượng trưởng lão nửa bước cự phách thế hệ trước cũng không phải đối thủ. Đông phương kính nguyệt cũng phiêu nhiên bay tới, chân đạp trăng sáng, thân như gió nhẹ, quần áo màu trắng, ôm một cây tỳ bà bạch ngọc, phiêu nhiên như tiên tử. Nàng mang khăn che mặt màu trắng, mi tâm có tiên quang chớp động bay tới bên cạnh Đông Phương Kính Thủy, vốn có một ít thiên tài tuấn kiệt định tới gần nàng, nhưng lại đều bị ánh mắt Đông Phương Kính Thủy dọa lùi lại. Nơi có Đông Phương Kính Nguyệt thì đương nhiên không thiếu Lý Tiêu Nam, áo trắng xuất trần, tiêu sái tuấn giật, hắn mỉm cười nhàn nhạt, có 16 thiếu nữ bưng nhạc khí theo sau hắn, đều có tu vị bất phàm. Lý Tiêu Nam nhìn chằm chằm vào chiến đài, nụ cười trên mặt không mất, nói: Nghe đồn hồng loan yêu kiếm uy lực tuyệt luân, yêu nhân cái thế tìm được trên xương đầu của hồng loan, cũng không phải là yêu nhân cái thế sáng tạo ra. Người thường không cách nào lĩnh ngộ được bộ kiếm quyết này, nếu cưỡng ép tu luyện thì đạo tâm thất thủ, hóa thành người điên khát máu. Chỉ khi người thân nhuộm ma khí mới có thể học được hồng loan yêu kiếm, không nghĩ tới thần tấn vương triều vừa mới chết một yêu ma chi tử, lại chui ra một truyền nhân yêu kiếm. Rất nhiều người cũng nghe được bình luận của Lý Tiêu Nam. Lý Tiêu Nam chính là một trong 5 thần đồ của thần linh cung, đọc được không ít điển tịch trong thần linh cung, lời này hắn chính miệng nói ra lại có sức thuyết phục rất lớn. Nghe nói trên người thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan có hồng loan hỏa thường, cũng là dùng lông vũ hồng loan dệt thành, một khi mặc hồng loan hỏa thường có thể đạt được bộ phận lực lượng của hồng loan, cho dù là người bình thường cũng có được chiến lực nửa bước cự phách. Lý Tiêu Nam chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, ánh mắt rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài ánh mắt sáng ngời lên lộ ra hào quang tham lam, nếu có thể chiếm được hồng loan hỏa thường, như vậy có được chiến lực khổng lồ, cho dù là chiến thắng cuộc chiến phò mã cũng có khả năng. Một khi chiến thắng cuộc chiến phò mã, như vậy không những được lấy La Phù công chúa làm vợ, còn có thể trở thành thần vương kế tiếp. Lý Tiêu Nam nói một câu nhìn như vô tâm nhưng lại kích thích lòng tham của vô số người, mang đầu mâu chỉ thẳng vào Nam Cung Hồng Nhan. Nam nhân quan tâm nhất đơn giản chỉ có 3 thứ, danh, lợi cùng nữ nhân. Chỉ cần có thể thắng được cuộc chiến phò mã, 3 thứ này sẽ dễ dàng chiếm được, nếu như mặc hồng loan hỏa thường chiến thắng cuộc chiến phò mã, như vậy cho dù bí quá hóa liều cũng đáng được. Lời này tất chữ suốt cùng Vương Mãnh tự nhiên cũng nghe được, biết rõ Lý Tiêu Nam giáp tâm hại người.
Vương Mãnh âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung cô nương chính là chi kỷ của sư thúc gia, nếu ai là địch với nàng, sẽ là địch với Vương Mãnh ta. Lý Tiêu Nam đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười, con mắt căn bản không thèm nhìn Vương Mãnh. Tất Chữ Xuất nói. Tỉnh lại đi, cho dù ngươi tu luyện 100 năm nữa cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Thần Đồ Thần Linh Cung cao cao tại thượng, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, ngươi chỉ là con muỗi, ai mà xem trọng ngươi chứ. Tuy trong lòng Vương Mãnh không phục, nhưng mà không thể không thừa nhận sự thật này, cho dù Lý Tiêu Nam ở mặt nào cũng mạnh hơn hắn quá nhiều, người so với người, so chết người, không có khả năng quan tâm hắn uy hiếp. Giống như một con kiến cho dù uy hiếp con voi, nếu con voi muốn đạp một cái dẫm chết con kiến tại chỗ, uy hiếp như vậy con voi cần quan tâm hay sao? Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kinh thiên động địa, mặt đất chấn động mạnh. Cơ hồ tất cả vầng sáng tán đi, Phong Phi Vân vẫn đứng ở trung ương chiến đài như trước, giống như từ đầu tới cuối không có nhúc nhích qua. Trên đạo bào của Triệu Tùng Dương có ba nơi nứt ra, đạo quan trên đầu bị chém rụng, tóc dài rủ xuống, sắc mặt âm trầm. Hồng Loan yêu kiếm thật lợi hại, không hổ là đệ tử yêu nhân cái thế. Trên đầu Phong Phi Vân mang mũ rộng vành không gió lại phất phơ, nói. Nếu tu vị của ngươi đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, có lẽ có thể chiến với ta một trận, hiện tại ngươi vẫn còn quá non. Cuồng vọng, ta mới sử dụng 7 thành tu vị mà thôi, hiện tại cho ngươi biết một chút về lực lượng của ta. Triệu Tùng Dương đưa chiến kiếm màu trắng tới trước người, hai tay ngưng tụ nhật nguyệt tinh hồn quay chung quanh đỉnh đầu, tay trái là mặt trời, tay phải là mặt trăng, chính giữa là trời xanh, trên chiến đài hào quang vạn trượng, ánh bình minh chiếu sáng các nơi, cùng thời gian mặt trăng cũng nhô cao. Đây là một chiêu thần thông của Nhật Nguyệt Tiên Giáo Nhật Nguyệt Đồng Thiên, tu sĩ cả Nhật Nguyệt Tiên Giáo lĩnh ngộ thần thông này mới có 5 người. Triệu Tùng Dương vận dụng Nhật Nguyệt Đồng Thiên, lực lượng một nóng một lạnh hiện ra, giống như mặt trăng và mặt trời cùng rơi xuống. Phong Phi Vân vẫn đứng lặng như trước, một chiến kiếm nơi tay, có thể bảo trì chiến lực vĩnh hằng bất diệt, nhất kiếm phá vạn pháp. Ầm ầm, kiếm hưởng vang vọng giống như thiên lôi động 9 tầng trời. Nhật Nguyệt Đồng Thiên bị một kiếm chém vỡ, sát khí vô tận đâm vào mi tâm Triệu Thiên Dương, giống như sao băng đâm xuyên qua bầu trời. Ngươi trúng kế, ngươi biết sử dụng kiếm, chẳng lẽ ta không biết? Triệu Tùng Dương đánh ra Nhật Nguyệt Đồng Thiên chính là cố ý dụ dỗ đối phương ra tay, chiến kiếm màu trắng trong tay vận sức chờ phát động, uy năng tam phẩm linh khí lập tức bộc phát, cả chiến đài bị kiếm khí giao hòa. Chấn tiêu chi kiếm. Triệu Tùng Dương phun ra chiến kiếm dài trăm thước, lôi ra một đạo kiếm khí trường không, chém thẳng vào đầu Phong Phi Vân. Giờ khắc này người dưới chiến đài không ngừng than thở, cảm thán Triệu Tùng Dương tâm cơ thâm trầm, có thể tưởng tượng một lát sau người thần bí bị chém bay đầu là thế nào. Phốc! Một kiếm xuyên tim. Một kiếm này tự nhiên là kiếm trong tay Phong Phi Vân xuyên thủng tim Triệu Tùng Dương. Rất nhiều người chưa kịp phản ứng, không thể tin được kết quả như vậy, vốn mọi người cho rằng người thần bí phải chết không nghi ngờ. Thật không ngờ người chết là Triệu Tùng Dương. Thật nhanh. Người bùn đất nhỏ nói thầm. Đúng vậy, tốc độ của Phong Phi Vân vừa rồi nhanh hơn tốc độ rút kiếm của Triệu Tùng Dương. Rõ ràng còn cách mấy chục thước nhưng mà trong tích tắc, chiến kiếm đã xuyên thủng trái tim Triệu Tùng Dương. Mà ngay cả Lý Tiêu Nam cùng Đông Phương Kính Thủy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Người thần bí biểu hiện tốc độ vừa rồi trên chiến đài đã có thể sánh vai với bọn họ. Đây là khi tu luyện Hồng Loan yêu kiếm tới cảnh giới cực cao mới có thể có được tốc độ này. Lý Tiêu Nam lại mỉm cười, tuy tốc độ người thần bí này vượt qua dự đoán của hắn, nhưng mà hắn không cảm nhận có uy hiếp gì. Loảng xoảng đang, gờ. Thời điểm này chiến kiếm màu trắng rơi xuống đài. Lúc này một lão giả lưng cõng nhật nguyệt mặc đạo bào xông lên chiến đài, hắn thu hồi tam phẩm linh khí và thi thể Triệu Tùng Dương trở về. Một đời trẻ tuổi tranh hùng. Sinh tử tất cả do trời, đã lựa chọn leo lên chiến đài này thì chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý bị giết, loại chuyện này cao thủ hộ đạo thế hệ trước sẽ không can thiệp. Trưởng bối Nhật Nguyệt Tiên Giáo cho dù không nhặt xác cho Triệu Tùng Dương cũng phải thu hồi tam phẩm linh khí, dù sao tam phẩm linh khí chính là chiến bảo đỉnh cấp, cho dù là đại tiên giáo cũng không tổn thất nổi, giá trị thậm chí còn trên cả thiên tài tuyệt đỉnh. Lão giả lưng cõng thi thể Triệu Tùng Dương đứng trên chiến đài. Đôi mắt già nua mang theo cơ trí không nói thành lời, hỏi. Ngươi thật sự là truyền nhân của yêu nhân cái thế. Phong Phi Vân ôm chiến kiếm, sát khí trên người tỏa ra, không nói câu nào. Lão giả lại nói.
nếu đã vào tu tiên giới, cũng nên có tên gọi a. Phong Nhị Cẩu. Phong Phi Vân nghĩ lại, vẫn nói ra cái tên. Cho dù nói ra cái tên sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến, nhưng mà hắn vốn định nhờ chiến đấu ma luyện bản thân, cũng không sợ khiêu chiến, người khiêu chiến càng nhiều càng tốt. Lão giả gật gật đầu, sau đó lưng cõng thi thể Triệu Tùng Dương rời đi, biến mất trong đám người. Quả nhiên Phong Phi Vân báo tên xong, tu sĩ bên dưới có người nói. Khốn kiếp, lại là hắn. Ai, danh khí rất lớn sao? Vì sao trước kia chưa nghe qua cái tên này? Trước kia tự nhiên không có ai nghe qua tên của hắn, nhưng mà ngày hôm qua trong cung diện đánh bạc ngầm có một gia hỏa khó lường cực hắn vượt qua vòng đầu tiên, ta đã sớm dự cảm Phong Nhị Cẩu xuất thế, nhất định không giống người thường. Rất nhiều tu sĩ ở đây đã đi tới sòng đánh bạc ngầm áp số tiền lớn, cũng biết một chút về cái tên Phong Nhị Cẩu này, bắt đầu cũng tiến hành giảng giải tình hình cho tu sĩ chung quanh. Ai ra má ơi, đây là giàu to đấy. Áp một bồi 30, áp một vạn viên linh thạch. Nếu hôm nay Phong Nhị Cẩu vượt qua vòng đầu tiên, cung điện đánh bạc ngầm phải bồi 30 vạn linh thạch, nói không chừng sẽ trực tiếp phá sản sụp đổ. Sớm biết như vậy, ta đã mang tất cả thân gia áp lên người của hắn. Ta dám khẳng định người đặt cược chính là bản thân Phong Nhị Cẩu áp cho mình đấy. Phong Nhị Cẩu tự nhiên không phải cái tên êm tai, không chỉ không dễ nghe, ngược lại còn có chút quê mùa, nhưng mà sau khi nhìn thấy nam tử thần bí này rút kiếm ra, không ai dám xem hắn là kẻ quê mùa. Lại là yêu nghiệt họ Phong, vừa mới chết một, lại sinh ra một. Phong Nhị Cẩu. Ánh mắt dễ thương của Đông Phương Kính ẩn chứa sương khói, bờ môi khẽ mở, lầm bầm lầu bầu niệm một câu, nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo đen che mặt trên chiến đài, giống như muốn nhìn thấy chân thân của hắn. Nam Thái Phủ Phong gia đã sớm nổi tiếng thiên hạ, không giống như trước kia không có tiếng tăm gì. Sau khi người ta nghe được cái tên Phong Nhị Cẩu đều theo bản năng nghĩ tới Phong gia, sẽ không lại là yêu nghiệt Phong gia đấy chứ. Có phải là tiểu tà ma yêu nghiệt của Phong gia nữ giả nam trang hay không? Có người lớn mật suy đoán, dù sao thiên tài tuyệt đỉnh rất ít, trong trăm triệu người mới có một, khả năng lăng không xuất hiện không cao. Âm thầm có mấy tu sĩ nghe được cái tên Phong Nhị Cẩu thì truyền tin tức này đi, có người càng là trực tiếp đi tới cung điện đánh bạc ngầm. Hôm nay truyền nhân yêu kiếm Phong Nhị Cẩu đã danh chấn thần đô. Một đời vương giả trẻ tuổi đều có thiên tư rất cao, có thể trùng kích cảnh giới cự phách. Cả thần tấn vương triều, loại thiên tài cấp bậc này rất ít, đối với mỗi một thế lực tu tiên mà nói, thiên tài cấp vương giả không đâu không phải viên ngọc quý, trong thế lực tu tiên có thể hưởng thụ đãi ngộ của Thái Thượng trưởng lão. Trên chiến đài chữ hoàng trong vòng một ngày có ba vương giả trẻ tuổi nuốt hận. Loại oanh động này còn làm cho người ta khiếp sợ hơn thiếu chủ hắc ám vực liên tiếp chém 43 thiên tài rất nhiều. Bởi vì mỗi một vương giả trẻ tuổi đều có tư cách tiến vào vòng thứ hai. Trừ mấy yêu nghiệt đã biết ra, các trẻ tuổi tuấn tài không ai dám leo lên chiến đài, dù sao đây chính là một tên sát tinh, phàm là người giao thủ với hắn đều không sống sót. Trên ngọc điện chỉ còn lại một vương giả trẻ tuổi mà thôi, chính là một nhân kiệt nhưng cũng không có thế lực tu tiên lớn làm chỗ dựa. Nhưng cũng chính bởi vì không có chỗ dựa nào lại có thể sống tới bây giờ, liền nói rõ vấn đề, tu vị của hắn cường đại. Mà mấy nhân kiệt tu vị cường đại bây giờ đã sợ hãi rồi. Hắn và Liêu Thành, Triệu Tùng Dương gặp qua tại thần đô, uống với nhau mấy chén rượu, hắn xem như hiểu hai người này còn chết, nếu hắn đi lên thì chết chắc. Hắn không muốn đi chịu chết, nhưng mà có người càng muốn tiễn hắn xuống địa ngục. Một làn gió thơm thổi tới. Giai nhân tú lệ thanh trần thoát tục đứng bên cạnh hắn, tóc xanh như thác nước, thân thể mềm mại như vẽ, thản nhiên bưng chén rượu đi đến trước mặt Hứa Phong, Diêu Cát ôn nhu nói. Hai người bọn họ là hảo hữu của ngươi, công tử nhất định phải báo thù cho bọn họ a, uống chén rượu ngon này sau đó đi lên giết Phong Nhị Cẩu. Diêu Cát ngón tay ngọc thon dài, động tác yêu nhã, không thể không bị nàng hấp dẫn được, nàng hiện tại đặc biệt thánh khiết, giống như thánh nữ đoan trang, không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng mà nàng nói mỗi câu đều mê hoặc lòng người, có thể làm cho nam nhân đã gặp nàng quên đi mình họ gì. Đây thật sự là yêu nữ hại nước hại dân, Liêu Thành cùng Triệu Tùng Dương cũng bởi vì vài ba câu của nàng mà mất mạng, nếu ta nhảy lên chiến đài chắc chắn sẽ bị nàng hại chết, Hứa Phong nghi thầm trong lòng. Hứa Phong từ nhỏ lớn lên trong hang sói, trải qua vô số sinh tử, về sau tiến vào thế giới loài người càng là nhiều lần bị thất bại, nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Biết rõ nhân tâm hiểm ác,
tuy nữ tử trước mặt thuần khiết như tiên nữ, còn đẹp hơn tất cả nữ tử xinh đẹp hắn nhìn thấy cộng lại, nhưng mà nếu thật bị nàng mê hoặc, cũng chỉ có thể chờ chết. Khục khục, tiên tử A Hát, ta cùng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính là bằng hữu. Hứa Phong muốn chuồn đi. Diêu Cát sâu kín thở dài, nói. Ngươi sợ hãi. Ta cho tới bây giờ sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Hứa Phong nói. Đáng tiếc ngươi lại sợ Phong nhị cẩu. Giọng Diêu Cát đầy thất vọng, bất luận nam nhân nào nghe được giọng này của nàng, dù có nhảy vào vạc dầu cũng dám làm. Ai nói ta sợ hắn? Hứa Phong vô án. Một nam nhân khiếp đảm chính là nam nhân hèn nhát hơn bất cứ kẻ nào, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thích. Diêu Cát nói. Ta đi chiến với hắn một trận. Hứa Phong nói. Uống một chén lại đi. Diêu Cát cười ngọt ngào đưa chén rượu qua, gương mặt tuyệt mỹ của nàng càng ngày càng đẹp, làm cho Hứa Phong Diệp càng ngày càng si mê, sắp mất đi hồn vía. Trong lòng chỉ nghĩ nếu như có thể được nàng xem trọng, cho dù mất mạng thì như thế nào. Hứa Phong hào tình vạn trượng uống cạn chén rượu, sau đó hắn như mũi tên lao thẳng xuống chiến đài, khiêu chiến Phong Phi Vân. La Phù công chúa đứng trong linh vụ, chậm rãi đi ra, mặc trường bào sau lưng kéo theo quần áo màu vàng, mang trên mặt lụa mỏng màu vàng, trên người có long hoàng chi khí vần quanh. Ngươi thật sự là một ma nữ, nếu ta là nam nhân, chỉ sợ đã bị ngươi hại chết. Diêu Cát đứng bên ngoài ngọc diện thanh nhã tới cực điểm, cười nói tự nhiên. Công chúa điện hạ, thật sự là oan uổng ta mới không có hư hỏng như vậy. Đúng vậy à, ngươi còn hư hỏng hơn nữ nhân hư hỏng cả trăm lần. Chỉ nói mấy câu đã hại chết ba tên vương giả trẻ tuổi, loại phương thức giết người này còn nhẹ nhõm hơn Phong Phi Vân nhiều. Trong tay ngươi cầm là vật gì? Ánh mắt La Phù công chúa sáng ngời, vừa rồi mơ hồ trông thấy Diêu Cát trong tay cầm một cái bình ngọc, nhưng mà trong nháy mắt đã không thấy bình ngọc đâu cả. Vẫn không thể giấu giếm hỏa nhãn kim tinh của công chúa điện hạ mà. Diêu Cát cười cười, duỗi một bàn tay ngọc ra, lòng bàn tay có hào quang sáng ngời, một bình ngọc chậm rãi bay ra ngoài. Bình ngọc mọc ra 9 cái chân, có 2 lỗ tai, trước sau bình ngọc có một tấm quỷ phù, dùng máu tươi vẽ phù văn. Chất liệu bình ngọc không phải vàng không phải đá, không phải cỏ không phải mộc, vô cùng băng hàn. Diêu Cát bộ dáng ngây thơ mà đáng yêu cầm bình ngọc lắc 2 cái. Bên trong có âm thanh ma kêu quỷ khóc, thập phần ghê người, chẳng khác gì ma quỷ gào khóc thật sự. La Phù công chúa tuy là hoàng gia thiên nữ, nhưng nàng không phải là loại công chúa khiếp nhược yếu ớt, nàng kiến thức rộng rãi, nghe được trong bình ngọc truyền ra âm thanh này, lông mày nhíu lại thật sâu, nói. Ngươi dưỡng quỷ. Quỷ, đây là thứ đồ vật hư ảo, mặc dù là tuyệt đại đa số tu tiên giả không hiểu quỷ là cái gì, càng là chưa từng nhìn thấy quỷ. Nhưng mà trong rất nhiều điển tịch tiên môn đã từng ghi về quỷ, đây là một loại linh hồn con người, nhưng nó không phải ba hồn bảy vía. Bởi vì trong cơ thể người sống có ba hồn bảy vía, cũng chính là do 10 bộ phận tạo thành, tam hồn, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Bảy phách, thiên xung phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, trung khu phách, tinh phách, anh phách. Nhưng mà sau khi người chết thì hồn phách tụ tập lại, hóa làm một thể, hình thành quỷ hồn. Quỷ hồn tuy hình thành nhưng lại cũng không phải là ba hồn bảy vía kết hợp nguyên vẹn, bên trong sẽ có thành phần đã mất đi. Thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, lại được xưng là, thai quang, sảng linh, u tinh. Sau khi con người chết mệnh hồn vỡ vụn, u tinh tản mát, hóa thành hư ảo trong thiên địa. Quỷ hồn mất đi mệnh hồn, cũng mất đi ý thức, biến thành du hồn không có tư tưởng, nhìn qua giống như đám khói xanh, đương nhiên cũng mất đi tư cách lưu lại thế giới này. Sẽ phải thế giới khác triệu hoán, sau đó xuyên qua không gian bay về thế giới kia. Thế giới kia Phật gia gọi là địa ngục, đạo gia xưng nó là khu vực. Mà trên đời này lại không có tuyệt đối, có một ít nhân vật cường đại sau khi chết sẽ lưu lại một ít mệnh hồn trong quỷ hồn. Có một ít chết vào thời gian đặc thù, chết dưới binh khí đặc thù, sau khi chết cũng có thể lưu lại một tia mệnh hồn. Một ít người oán khí rất mạnh, một ít thù hận sâu đậm. Sau khi chết cũng sẽ còn lưu lại một tia mệnh hồn. Bởi vì mệnh hồn là tàn phá cho nên quỷ hồn cũng hung lệ, có mang theo là oán niệm cường đại. Đương nhiên cũng chính bởi vì những quỷ hồn này có một tia mệnh hồn bất diệt, cho nên có thể chống cự địa ngục lôi kéo, ở thế gian, hóa thành quỷ hồn, lệ quỷ, oán linh. Những quỷ hồn này muốn tu thành một kiếp quỷ tà, không chỉ cần thôn phệ âm khí và quỷ hồn khác, còn phải tu luyện ra tinh phách cùng lực phách.
Bởi vì quỷ hồn trừ mất đi mệnh hồn trong ba hồn, cũng mất đi bảy phách tinh phách cùng lực phách. Nếu không có tinh phách, quỷ hồn không thể lưu lại hình ảnh trên thế gian, mắt người không nhìn thấy nó, trông chẳng khác gì không khí hư vô. Một ít quỷ tà tu vị cường đại, ngưng tụ vô số tinh phách, thậm chí có thể dùng tinh phách ngưng tụ hình người, thậm chí có được thân thể. Nếu là không có lực phách, quỷ hồn không có bất cứ sát thương nào, ngay cả giết người cũng không được. Quỷ hồn ngưng tụ lực phách càng cường đại, chiến lực càng khủng bố. Công chúa Điện Hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Diêu Cát chậm rãi mở nắp bình ngọc ra, bên trong có vài chục đạo quỷ hồn cường đại tỏa ra, trong đó có ba đạo quỷ hồn giống như ba vương giả trẻ tuổi vừa chết trong tay Phong Phi Vân. Trên người bọn họ lệ khí rất nặng, dữ tợn dọa người, tuy chỉ là một đạo quỷ hồn nhưng vẫn là vương giả trong quỷ hồn. Diêu Cát lại đậy nắp bình lần nữa, trên mặt tươi cười thản nhiên, thật giống như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới mình. La Phù công chúa nghiêm nghị nói, ngươi là người âm giới. Đương nhiên không phải, ta chính là đệ tử âm hư thi động, chỉ tùy tiện học mấy thần thông thu quỷ mà thôi. Diêu Cát môi hồng răng trắng, lúm đồng tiền hoa đào, chậm rãi thu hồi bình ngọc trong tay lại. La Phù công chúa tự nhiên không tin nàng nói lời ma quỷ, cho dù là tầm bảo sư cường cũng khó có thể thu quỷ hồn giữa ban ngày ban mặt mà không bị người ta phát giác. Huống chi trên chiến đài chứ hoàng ngũ đệ tử của Thái sư thủ hộ, nếu Diêu Cát chỉ học mấy thần thông thu quỷ, hắn chắc chắn sẽ phát hiện. Dưỡng quỷ chính là tối kỵ của tu tiên giới, một khi bị phát hiện sẽ bị vây công. Chẳng lẽ ngươi không sợ người âm giới tới gây phiền toái sao? La Phù công chúa nói. Diêu Cát đôi mắt dễ thương đảo quanh, cười nói. Âm giới hiện tại địch nhân lớn nhất là nữ ma, làm gì bận tâm tới loại tiểu đà tiểu nháo này? La Phù công chúa nhìn người rất chuẩn, biết rõ nàng vẫn không có nói thật. Phía dưới, trên chiến đài, sát uy của Phong Phi Vân làm cho lòng người run sợ, rất nhanh đã chém giết Tử Phong, máu tươi đương trường. Lại một vương giả trẻ tuổi ngã xuống, toàn yên lặng, không còn ai dám leo lên chiến đài nữa. Đông Phương huynh, chẳng lẽ không ra tay thử hai chiêu, thiên tài yêu nghiệt cỡ này không phải là thứ người yêu nhất sao? Lý Tiêu Nam cười nói. Đông Phương Kính Thủy khí định thần nhàn, nói. Phong nhị cẩu nếu đã xuất hiện. Như vậy cung đánh bạc ngầm chắc chắn sẽ phái rất nhiều thiên tài tuấn kiệt thiên kiêu đi đuổi giết, hôm nay là trò hay đánh bạc 30 vạn linh thạch, nếu bị ta quấy nhiễu thì quá đáng tiếc. Đúng lúc này quả nhiên có rất nhiều gương mặt xa lạ đi tới dưới chiến đài chữ hoàng, một đám nhuệ khí bức người, trong người linh khí bành trướng mãnh liệt. Trên ngọc diện, Diêu Cát thu quỷ hồn Tử Phong vào trong bình ngọc, nhìn thấy phía dưới có khí tượng trùng thiên, liền biết có rất nhiều tuấn tài thiên phú dị bẩm n. Tinh hồn hùng hậu như man thú. Ha ha, hôm nay thật sự là một ngày tốt lành. Một đám thiếu niên xa lạ đi tới, bọn họ có khí tức khổng lồ, thân mang khí tượng, y phục trên người ăn mặc có chút cổ quái, khác biệt lớn với người khác. Có ba lão nhân đứng trước tiên, đều tinh khí tràn đầy, ngưng mắt nhìn Phong Phi Vân trên chiến đài. Hắn chính là Phong Nhị Cẩu, nếu ai có thể đánh bại hắn sẽ được một vạn viên linh thạch, một bộ công pháp tu luyện đỉnh cấp. 10 gốc linh thảo ngàn năm. Một lão giả nói ra. Vừa dứt lời đã có thiếu niên mũi ưng đi ra, nói. Ta tới trước. Thiếu niên này bước ra một bước, kéo dài qua hư không, xuyên phá trận pháp xâm nhập vào chiến đài. Phong Phi Vân vốn tưởng rằng chém liên tục 4 tên vương giả trẻ tuổi thì không có kẻ nào dám lên đài chiến đấu, lại thật không ngờ có người không sợ chết. Xuyên qua lớp sa mỏng che mặt, chỉ thiếu niên này làn da thâm trầm. Lỗ chân lông vừa thô vừa to, đỉnh đầu bện cái khăn to, mặc đại bào dị vực, trên cổ còn có cái vòng lớn, vòng đồng còn có 3 viên bảo thạch lớn như nắm đấm, chớp động hào quang mờ mịt. Địa vực thần tấn vương triều khoảng cách thật lớn, mỗi cách mấy ngàn dặm thì y phục và phong tục của người dân lại khác nhau, mà mỗi một phủ chủng tộc rất nhiều, thiếu niên trước mắt này hiển nhiên là tu sĩ bên ngoài thần tấn vương triều. Kê Túc Quốc, La Mạc Bạt. Thiếu niên này âm thanh thô dày. Sau khi báo ra thân phận của mình thì trực tiếp ra tay, trên đỉnh đầu ngưng tụ hào quang như biển, bên trong giống như ngồi một kim Phật đang ngồi, gương mặt biểu hiện nghiêm trang, nói rõ hắn chính là một thiên tài thiên tư tuyệt đỉnh. Oanh! Trên lưng hắn ngưng tụ một đạo Phật ảnh màu vàng, cao chừng 10 trượng, kim quang vạn trượng, trong người có đại đạo Phật âm giống như ngàn vạn Phật thánh đang tụng niệm. A Luân cảnh Phật! Thiếu niên La Mạc Bạt trên mặt sùng kính, thân hoàn chiến quang, hai tay duỗi lên.
vòng đồng trên cổ xoay tròn giống như hóa thành tua bin bay ra khỏi cổ, trực tiếp xông kích Phong Phi Vân. Vòng đồng này sinh ra vòng xoáy, lập tức không gian trong chiến đài bị vòng xoáy này bao phủ. Trong mắt Phong Phi Vân hơi híp, cảm công pháp đối phương tu luyện hoàn toàn khác xa so với công pháp tu sĩ nhân loại tu luyện. Bá! Một kiếm đâm ra, một con hồng loan khổng lồ ngưng tụ trên mũi kiếm, trực tiếp chém bay vòng đồng này. Bóng kiếm như lưu tinh, lập tức liền đầu này của chiến đài chém thẳng vào mi tâm của La Mạc Bạt. Đừng nói là đầu lâu một người, cho dù là khối sắt nặng 10 vạn cũng bị kiếm khí này cắt nát. Bành! Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một kiếm này của Phong Phi Vân giống như đụng vào tường thép, cũng không có đâm thủng đầu lâu La Mạc Bạt, cũng chỉ làm hắn lui ra phía sau 3 bước. Phong Phi Vân một kích không đắc thủ, vội vàng bay ngược, đáp vào đầu kia của chiến đài, cánh tay cảm thấy đau đớn, quá kỳ quái, quá kỳ quái, tu vị của ta rõ ràng cao hơn hắn, một đời vương giả trẻ tuổi cũng bị ta chém giết, vì sao không thể giết hắn? Phong Phi Vân hoàn toàn không biết La Mạc Bạt còn khiếp sợ hơn cả hắn nữa. Quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại, ngay cả tín ngưỡng lực của A Luân cảnh Phật cũng bị đẩy lui, tu vị Phong nhị cầu này thật đáng sợ. Trên chiến đài lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Bởi vì Phong Phi Vân không có tham gia công pháp của đối phương cho nên không ra tay. Mà La Mạc Bạt lại kiêng kỵ chiến lực cường đại của Phong Phi Vân, nắm bắt vòng đồng, chân đạp kim vân, đang chờ đợi cơ hội. Trong Ngọc Điện có mấy tu sĩ thế hệ trước đang quan sát cuộc chiến này, trong đó một lão giả nói. Kê Túc Quốc chính là một trong 72 tiểu quốc bên ngoài Tây Vực Phủ, 72 tiểu quốc này nằm giữa ba vương triều, có phụ thuộc vào Thần Tấn Vương Triều, có phụ thuộc vào Thiên Long Vương Triều, có phụ thuộc vào Ngọc Kiền Vương Triều, nhưng mà không thuộc về bất cứ vương triều nào cả. Bởi vì quốc tiểu dân nghèo khổ, tài nguyên tu luyện vô cùng thiếu thốn, tu vị của bọn họ không phải rất cao, chỉ có thờ phụng thần linh, trở thành sứ giả thần linh mới có được lực lượng vượt xa người thường. Thờ phụng trình độ càng sâu, mượn lực lượng chiến đấu cũng càng mạnh. Một lão giả nói, cái gọi là thần linh, kỳ thật chính là một thần tà tu vị cường đại mà thôi. Tu sĩ Kê Túc Quốc thờ phụng chính là A Luân cảnh Phật. Kê Túc Quốc, mỗi cách 30 dặm có một tòa miếu thờ, bên trong hương khói bất diệt, trong nội cung của miếu có tượng nặn của A Luân cảnh Phật. Kê Túc Quốc có 1.3 ước vạn thần dân, trong đó 9 thành thờ phụng A Luân cảnh Phật. Nhưng mà người có được lực lượng của A Luân cảnh Phật người không cao hơn 500, 500 người này có tu vị vượt xa người thường, người mạnh nhất chính là quốc sư Kế Túc Quốc, có thể mượn 3 thành lực lượng của A Luân cảnh Phật. Không chỉ có tu sĩ lớp già trong Ngọc Điện biết rõ, rất nhiều đu tu sĩ trẻ tuổi mới lớn đi du lịch cũng nghe qua phương pháp tu luyện Tây vực 72 tiểu quốc, cơ hồ mỗi một quốc đều thờ phụng một thần linh. Diêu Cát cười nói, A Luân cảnh Phật chính là một thần tà trẻ tuổi. 3.800 năm trước, nó là một bức tượng trong cổ thiền tự tại Thiên Long Vương Triều sinh ra, lại thừa nhận 2.000 năm hương khói mới tích lũy đủ nhiều tín ngưỡng lực ngưng tụ ra thần hồn. Ngưng tụ ra thần hồn thì bị người âm giới mang đi, trong rất nhiều thần tà của âm giới tu vị ngay cả xếp trước 100 cũng không tới. Thần tà, thuộc về một trong âm giới tam tà. Một khi sinh ra trong khu vực năm đại vương triều cũng sẽ bị người âm giới câu đi, nếu không phục tùng. Âm giới chi mẫu sẽ hạ lệnh gạt bỏ thần hồn mới sinh của nó. Âm giới cùng dương giới kỳ chính là nơi giữ gìn trật tự, nếu để cho dương giới tam dị cùng âm giới tam tà ở lại trên thế giới này sẽ hỗn loạn hơn hiện tại gấp 10 lần. Tu vị A Luân cảnh Phật bây giờ là thế nào? La Phù công chúa nói. Chiến lực có thể so với cự phách. Diêu Cát thản nhiên cười cười. Đối với những người bình thường mà nói, tu sĩ cấp bậc cự phách kỳ thật không khác gì thần linh cả. Đồng dạng có thể hô phong hoán vũ, đồng dạng có thể pháp lực vô biên. La Mạc Bạt đại khái có thể mượn ra bao nhiêu lực lượng của A Luân cảnh Phật? La Phù công chúa nói. Chưa tới một thành. Diêu Cát suy nghĩ và nói. Đương nhiên, một thành tu vị của cự phách cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trẻ tuổi như vậy, lại có tín ngưỡng lực mạnh như vậy, bởi vậy có thể thấy được thiếu niên này không phải đùa, thần thức có thể so với thiên tài cấp sử thi. Trong mắt La Phù công chúa mang theo hồ nghi, nói. Làm sao ngươi biết nhiều thứ như vậy? Ha ha, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Diêu Cát tươi cười động lòng người, nụ cười kia làm cho La Phù công chúa cũng thất thần, thật sự là một mỹ nhân tai họa. Thiên địa thật sự quá lớn, có ngàn vạn phương pháp tu luyện, các loại phương pháp tu đạo kỳ quái,
đường nào cũng thông tới đại đạo, mặc dù là Phong Phi Vân kiến thức to lớn cũng tốn hao sau nửa ngày mới suy tính ra phương pháp tu luyện của đối phương. Thì ra là mượn lực lượng của thần tà. Phong Phi Vân giật mình, sắc mặt đầy tươi cười. Kim quang trên người La Mạc bạt vạn trượng, trên đỉnh đầu có cự Phật trang nghiêm, rốt cục thiếu kiên nhẫn, quát. Chiến! Trên đỉnh đầu có cự Phật to chừng 10 trường áp xuống giống như thần sơn sụp đổ, lực lượng này quả nhiên không gì sánh kịp. Đánh bại hắn, trọng yếu nhất chính là chặt đứt liên hệ giữa hắn và tín ngưỡng lực A Luân cảnh Phật, đánh tan thần thức của hắn là có thể đánh bại hắn. Phong Phi Vân đứng bất động tại chỗ, trong con mắt bắn ra 40 đạo thần thức, ngưng tụ thành chiến phủ cổ xưa, chiến phủ đánh xuống chém cự Phật màu vàng thành hai khúc, tan thành mây khói. Phốc! Chiến phủ uy lực hung mãnh, mất đi cự Phật màu vàng thủ hộ, chỉ bằng chút tu vị của La Mạc Bạt làm sao ngăn cản được chiến phủ chém xuống, lập tức bị chém thành hai khúc nằm trên mặt đất. Nói cho cùng cự Phật màu vàng và Phong Phi Vân dùng thần thức ngưng tụ chiến phủ đều có phương thức công kích như nhau. Tâm trí và thần thức của La Mạc Bạt đều rất cường đại, nhưng căn bản không cách nào so sánh với Phong Phi Vân, bị một búa bổ chết vốn là hợp tình hợp lý. Phong Phi Vân đối với tiểu diễn chi thuật đã lĩnh ngộ 46/10, có thể phát huy ra sau chiêu gồm Chu Thiên Hám Tiên Truy, Thiên Đấu Linh Thai, Luân Hồi Tật Tốc, Tích Địa Thần Búa và hai chiêu thần thông khác. Đây là 40 đạo thần thức kết hợp với tiểu diễn chi thuật làm một thể, chiêu thần thông này có uy lực không gì sánh kịp. Thần thức thật cường đại, không ngờ có thể chảm phá phân thân A Luân cảnh Phật. Một đệ tử Phật môn rồi. Đệ tử cửa Phật chính là dùng tu luyện thần thức làm chủ, nhưng mà một đời trẻ tuổi tuần tài của Phật môn cũng không tìm ra người có thần thức cường đại như thế. Nói nhảm, người khác chính là truyền nhân yêu kiếm, nếu như thần thức không đủ cường đại, làm sao áp chế được yêu khí yêu kiếm? Có người cảm thấy theo lý thường là thế cho nên không có kinh ngạc. Trong khi nói chuyện, lại có một thiếu niên từ dị vực nước khác đi lên chiến đài, bộ pháp trầm ổn, tiếng bước chân như cự thú đập mạnh vào mặt đất, phát ra tiếng vang đông, đông, đông. Trên đầu của hắn có mái tóc màu đỏ rủ thẳng xuống đất, thập phần tuấn giật, có chút yêu dị. Phổ Lục Quốc, Cố Mạt. Hắn trầm ổn đứng trên chiến đài, trong đôi mắt mang theo hào quang yêu dị. Lại là một trong Tây vực 72 tiểu quốc, thiên tư bất phàm, thần thức thập phần cường đại. Rất hiển nhiên những thiếu niên dị vực này là sòng bạc ngầm đưa tới muốn giết Phong Phi Vân. Phía dưới còn có vài chục thiếu niên dị vực như thế, tu vị đều không phải chuyện đùa, mặc dù biết rõ Phong Phi Vân cường đại, hơn nữa biết rõ sẽ toi mạng, nhưng mà bọn họ vì tín ngưỡng trong lòng, bọn họ vẫn chiến đấu một trận. Cũng chính bởi vì bọn họ tín ngưỡng đều rất cường đại, cho nên mới không sợ sinh tử. Trước mắt có thể nhìn thấy cung đánh bạc ngầm thế lực khổng lồ, có thể hiệu triệu thiên tài tuấn kiệt của Tây vực 72 tiểu quốc. Có lẽ có quan hệ tới thế lực tu tiên phía sau cung đánh bạc ngầm, thế lực tu tiên này khổng lồ tới cực điểm. Thiên không chi thần, ban thưởng ta lực lượng. Trên đầu Cố Mạt mái tóc đỏ thẫm bay múa giống như con sông máu, gương mặt trắng nõn của hắn đỏ lên, trong mi tâm ngưng tụ ra một bóng dáng nhàn nhạt, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, ăn mặc trường bào màu lam, vô cùng thánh khiết như một thiên thần già nua. Đây là ấn ký thiên không chi thần Lộ Ba Lâm. Thức tỉnh đạo ấn ký này là có thể đạt được bộ phận lực lượng của thiên không chi thần. Lực lượng trên người Cố Mạt tăng lên nhanh chóng, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nặng nề, trong mi tâm có một đạo thân ảnh cũng càng ngày càng sáng ngời, vầng sáng sáng ngời, mang cho người ta cảm giác hít thở không thông. Thiên không chi thần, Lộ Ba Lâm, 6.300 năm trước ngưng tụ thành thần hồn, sau đó bị mang đến âm giới. Trong rất nhiều thần tà ở âm giới có bài danh cao hơn A Luân cảnh Phật cao nhiều lắm, tiến vào trước 100 thần tà. Diêu Cát nói ra, âm giới tụ tập tất cả thần tà của năm vương triều tới nay, số lượng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thiên không chi thần Lộ Ba Lâm so sánh với những thần tà ra đời vào vạn năm, trên 10 vạn năm mà nói là rất trẻ, có thể đứng vào hàng ngũ trước 100 thần tà, bởi vậy có thể thấy được lực lượng tín ngưỡng của hắn cường đại cỡ nào. Tây vực 72 tiểu quốc, có 4 tiểu quốc đều tín ngưỡng thiên không chi thần, ngay cả thần tấn vương triều Tây vực phủ có một ít người cũng tín ngưỡng nó. Đương nhiên cũng không phải thần tà ra đời càng lâu thì tu vị nhất định cường đại, dù sao lực lượng của thần tà sinh ra từ tín ngưỡng và số người hương khói nó, nếu miếu thờ của một thần tà 10 vạn năm sụp đổ, không chiếm được tín ngưỡng cùng hương khói, lực lượng của nó sẽ suy yếu.
Đương nhiên thiên không chi thần lộ ba lâm tu vị cường đại hơn A Luân cảnh Phật cũng không có nghĩa là cố mạt mạnh hơn La Mạc Bạt, mấu chốt là xem cường độ thần thức của hắn có thể mượn bao nhiêu lực lượng từ thiên không chi thần. Tu vị cố mạt tự nhiên không phải chuyện đùa, trên người thần vân cường đại, mái tóc có hỏa diễm thiêu đốt, mỗi một đạo thuật pháp đánh ra cũng cho người ta cảm giác to lớn. Tích địa thần phủ. Toàn thân Phong Phi Vân có 40 đạo thần thức vô hình bay ra ngoài, mỗi một đạo thần thức đều giống hắn như đúc, giống như linh hồn của hắn vậy. 40 đạo thần thức cuối cùng trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh chiến phủ, một phủ áp xuống không có một chút lo lắng gì, cố mạt trực tiếp bị chảm bay ra ngoài, rơi ra khỏi chiến đài, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu bị chém rụng một nửa. Nếu đổi lại là trẻ tuổi tuấn tài khác cũng không dễ dàng giết bọn họ như vậy, dù sao cũng không phải mỗi đều có thần thức biến thái như Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tương đương với khắc tinh của thần tà. Thần thức của Phong Phi Vân cường đại hơn linh hồn chịu tải tín ngưỡng của bọn họ. Những thiếu niên này cả đám không sợ sinh tử, vừa chết đi lại có tên thứ hai lên đài, tiếp theo là tên thứ ba. Căn bản không để cho Phong Phi Vân có chút cơ hội thở dốc nào. Trong một giờ ngắn ngủi Phong Phi Vân liên tục đánh chết hơn 10 tên thiên tài dị vực, chiến lực cả đám không tầm thường, có thể nói là bá chủ trong thế hệ trẻ. Cung đánh bạc ngầm muốn dùng Sa Luân chiến tiêu hao toàn bộ thực lực của Phong Nhị Cẩu. Có tu sĩ ánh mắt sáng ngời, nhìn ra dụng tâm của cung đánh bạc ngầm. Một tu sĩ tu vị cường đại cỡ nào thì số lượng linh khí trong đan điền là có hạn. Phong Nhị Cẩu nhìn như thắng nhẹ nhõm, nhưng mà mỗi chiêu của hắn là dùng toàn lực, tiêu hao linh khí là cực lớn, nếu như thật chiến đấu tới lúc trời tối đen, hắn có khả năng mệt mỏi mà thất bại. Dù là như thế cung đánh bạc ngầm cũng tổn thất to lớn, cho dù có thể đánh bại Phong Nhị Cẩu, vãn hồi tổn thất 30 vạn linh thạch, nhưng mà bọn họ cũng tổn thất rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh. Mỗi một thiên tài đều là bảo vật vô giá, thật đáng giá sao? Rất nhiều người đưa ra nghi vấn này. Lý Tiêu Nam cười nói. Tự nhiên đáng giá, những thiếu niên này nhìn như cường đại, cũng chỉ là mượn lực lượng thần tà mà thôi, thành tựu cả đời này không cách nào vượt qua thần tà mà bọn họ thờ phụng. Mấy chục thiếu niên, trong đó có 3 người có chiến lực nửa bước cự phách là rất không tồi rồi. Tiền lực của những thiếu niên này không cách nào so sánh với vương giả và bá chủ trẻ tuổi, giá trị cũng cực thấp. Sau khi bọn họ chết đi cũng không thể mượn lực lượng thần tà. Chủ nhân cung đánh bạc ngầm rất nhanh có thể nuôi dưỡng ra nhóm người kế tiếp. Thì ra là như vậy, như thế xem ra Phong Nhị Cẩu nguy hiểm, cho dù tu vị của hắn cường đại thì hôm nay cũng có khả năng tiêu hao tới chết. Đám thiếu niên dị vực kia không ngừng leo lên chiến đài, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử, không giống như là người, càng giống như vô số cỗ khôi lỗi. Thời gian cực nhanh, hoàng hôn tiến đến. Tà dương đọng trên đấu trường. Tiếp qua một phút đồng hồ thì một ngày sẽ chấm dứt, nếu không ai đánh bại Phong Nhị Cẩu, hắn sẽ là người chiến thắng chiến đài chữ hoàng hôm nay, đạt được tư cách tiến vào vòng thứ hai, đương nhiên cũng sẽ thắng được 30 vạn linh thạch. Hào khí trở nên khẩn trương lên, rất nhiều tu sĩ thế hệ trước nghe tin cũng chạy tới. 30 vạn viên linh thạch, chỉ sợ cũng chỉ có quốc khố thần tấn vương triều và ngân câu phiệt mới có thể cầm ra được, đủ để thành lập một tiên giáo khổng lồ trong trăm năm. Một cường giả tu vị cự phách cảm thán nói ra. Cung đánh bạc ngầm sau lưng có chỗ dựa rất có thể chính là một trong 4 đại môn phiệt, nhất định nắm chắc bài chưa xuất ra, không có khả năng để cho người ta dễ dàng cầm 30 vạn linh thạch rời đi. Còn 15 phút, còn có người nào leo lên chiến đài hay không? Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lại một tài tuấn bị chém giết, bị Phong Phi Vân một cước đá xuống chiến đài, lăn từ trăm bậc thang chiến đài xuống dưới. Huyết nhục mơ hồ. Đây đã là người thứ 32. Áo đen trên người Phong Phi Vân bị máu tươi nhuộm đỏ, mũ rộng vành trên đầu cũng dính đầy bọt máu, đều là máu của người khác, hắn vào lúc này giống như tu la, ai nhìn cũng khiếp sợ. Hắn chém giết đều là cao thủ tuyệt đỉnh, so với thiếu chủ hắc ám vực ngày hôm qua giết 43 người còn cường thế hơn nhiều. Tu sĩ dưới chiến đài cũng bị lệ khí trên người hắn tỏa ra làm khiếp sợ, giống như không phải là con người. Mà là một tà ma. Một số ít thiên kim tiểu thư, vương triều công chúa lần đầu tiên nhìn thấy chàng diện huyết tinh này có nôn mửa không ngớt, có bị sợ ngất đi, được tu sĩ trong gia tộc mang đi. Lực lượng người này thật cường đại, liền giết hơn 30 cường giả trẻ tuổi nhưng khí lực giống như vô cùng vô tận, hắn rốt cuộc là giả nhẹ nhõm hay từ đầu tới cuối hắn không biểu hiện chiến lực thật sự ra.
La Phù công chúa đứng trên ngọc điện nhìn ra bên ngoài, cảm nhận được truyền nhân yêu kiếm này có lệ khí đáng sợ, trong lòng có cảm giác nao nao. Đôi mắt dễ thương của Diêu Cát đầy gợn sóng, nói. Đây là một người rất thú vị, chẳng lẽ công chúa muốn hắn thắng được cuộc chiến phò mã, người nguyện ý gả cho hắn? La Phù công chúa nói. Muốn thắng cuộc chiến phò mã khó khăn bực nào, cho dù là Bắc Minh phá thiên, Lý Tiêu Nam cũng không dám nói nắm chắc chiến thắng cuộc chiến phò mã, huống chi là hắn. Thế công chúa muốn gả cho ai? Diêu Cát cười nói. La Phù công chúa lâm vào trầm mặc, trong óc hiện ra một bóng người này lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã rời khỏi đầu óc của nàng, nói. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Ánh mắt Diêu Cát đảo quanh, khoan thai cười cười. Lợi hại, không hổ là truyền nhân yêu kiếm. Giọng một nữ tử trẻ tuổi vang lên. Không có thấy bóng người của nàng nhưng lại có thể nghe tiếng. Giọng nói tràn ngập lực hấp dẫn, tuyệt đối là mỹ nhân đầy mị lực, nhưng mà giọng nói này đặc biệt mờ ảo, giống như đang ở ngoài ngàn dặm. Bá! Một bóng màu tím xuyên qua trận pháp bay vọt qua trận pháp đầu tường hoàng thành, bay thẳng lên chiến đài chữ hoàng, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân. Không ngờ có thể trực tiếp phá tan trận pháp, tuy đại trận hoàng thành chưa mở ra, nhưng mà trận pháp thủ hộ không phải ai cũng có thể xuyên qua được. May quá! May mắn tới kịp vào thời khắc cuối cùng. Đây là nam tử tiêu sái tuấn giật, lưng đeo thanh phong ba thước, tóc dài phiêu giật rủ xuống, mắt ngọc mày ngài, làn da vô cùng mịn màng, còn đẹp hơn cả nữ tử. Giọng nói của hắn ôn nhu như chim hoàng yến, oanh oanh yến yến, kiều thanh kiều khí, còn dễ nghe hơn giọng của nữ tử. Hắn không hề giống như một nam nhân, cánh tay tuyết trắng, hai chân hết sức nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy tóc gáy, dáng người lồi lõm như nữ nhân. Nếu nhìn từ phía sau còn cho rằng đây là giai nhân tuyệt thế, sẽ khiến nam tu sĩ dục hỏa đốt người, cho rằng là nữ tử. Phong Phi Vân nhìn thấy người này xuất hiện thì hít khí lạnh, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, đó cũng không phải sợ hãi hắn, mà là chưa từng nhìn thấy nam nhân xinh đẹp như thế, lại còn mặc cung trang nữ nhân. Tô Quân chính là thiên tài đệ nhất Mỹ nam tử, nhưng mà Tô Quân lại có khí chất hào hùng và tiêu sái. Nhưng mà nam tử này là khí chất nhu mì. Yêu mị, nếu không phải nhìn thấy bộ ngực nam nhân này bằng phẳng, Phong Phi Vân thậm chí sẽ cho rằng hắn chính là một mỹ nữ, đúng ra mà nói, còn đẹp hơn cả nữ tử. Dưới chiến đài cũng kinh hô lên, rất nhiều nam tu ánh mắt tỏa sáng, mặc dù biết rõ hắn là nam nhân, đều kìm lòng không được nhìn nhiều vài lần, ngay cả nam nhân cũng không ngăn cản nổi mị lực của hắn. Bà mẹ nó, thằng này là từ đâu chạy tới? Tất chữ suốt toàn thân co rút, cũng bị dọa không nhẹ. Nam tử này ăn mặc tử sa tầm y, mang theo làn váy thật dài, mơ hồ có thể thấy được đôi chân hết sức nhỏ, dáng người ôn nhu, đường cong rõ ràng, ngón tay thon dài, ánh mắt thu thủy nhìn Phong Phi Vân như đưa tình, ôn nhu nói. Ngươi chính là nhị cầu. Mọi cử động như nữ tử, lông mi thon dài chỉnh tề, hiển nhiên đã tu bổ cẩn thận, tóc mai chập chờn, mơ hồ có thể trông thấy lỗ tai xinh đẹp của hắn mang theo vòng tai rủ xuống, va chạm nghe âm thanh lách tách. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, như lâm đại địch, lại lui ra phía sau hai bước, ho khan hai tiếng nói. Cô nương, cô con em ngươi a hát, huynh đài, muốn đánh thì đánh, nó nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ha ha, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, cũng không có đi giày, bước chân liên tục, mỗi bước đều đi ba thốn kim liên, bàn chân trơn bóng như ngọc, da thịt tinh tế tỉ mỉ, móng chân cắt tỉa gọn gàng, phía trên còn bôi hương thơm ngát. Tư thế đi đường giống như công chúa hoàng gia được huấn luyện nghiêm ngặt, ánh mắt tu sĩ dưới chiến đài tỏa sáng, giống như một đám soi hoang nhìn thấy con dê béo. Đừng gọi ta huynh đài, gọi ta là Long Thanh Dương, đến từ Thiên Long Vương Triều. Hắn nháy mắt mấy cái, bờ môi óng ánh trúng chím như hoa đào, ngón tay nhỏ nhắn vuốt sợi tóc, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Người họ Long, là người hoàng tộc. Phong Phi Vân lại lui ra phía sau. Thiên hạ người họ Long nhiều không kể xiết, cũng không phải chỉ có hoàng tộc thần tấn vương triều mới có họ Long. Long Thanh Dương ống tay áo bồng bềnh, nhu thân nhẹ ỉ, ánh mắt u oán, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười điên đảo chúng sinh giống như giai nhân tuyệt thế, cũng không khác gì thiếu nữ 16 gặp mối tình đầu. Ta chính là có người nhờ giết ngươi, nhị cầu, nếu ngươi chết trong tay của ta, nhất định chớ có trách ta. Long Thanh Dương thở dài, ngón tay hết sức nhỏ vuốt má. Mặc dù là giết người nhưng giọng hắn nói chuyện vẫn ôn nhu như nước. Dưới chiến đài,
đám người Đông Phương Kính Thủy, Lý Tiêu Nam sắc mặt cổ quái, Long Thanh Dương thật sự quá xinh đẹp, rất nhiều nam nhân tu vị cường đại chỉ sợ cũng bị hắn kéo lên giường. Phong Phi Vân đứng cách hắn quá gần, có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người của hắn, nếu hắn là nữ nhân, dung mạo của hắn có thể sánh ngang với La Phủ công chúa, dụ chết người không đền mạng. Quả nhiên là cung đánh bạc ngầm mời ngươi tới. Phong Phi Vân nghĩ thầm trong lòng thầm suy đoán vì sao cung đánh bạc ngầm lại có thế lực to lớn như thế, không chỉ có thể điều động thiên tài tuấn kiệt Tây vực 72 tiểu quốc, còn có thể mời cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Long Vương Triều. Chỉ có một loại giải thích, chỗ dựa sau lưng cung đánh bạc ngầm chính là một trong bốn đại môn phiệt, Tây Việt phiệt. Chỉ có thế lực Tây Việt phiệt mới có thể bao trùm Tây vực phủ, Tây vực 72 tiểu quốc, Thiên Long Vương Triều, Ngọc Kiền Vương Triều. Yêu nhân này không ngờ đi tới Thần Tấn Vương Triều. Hồng Diệp Hoàng tử chạy tới, mặc áo giáp màu vàng, sau lưng còn có bốn lão giả. Hồng Diệp Hoàng tử tại Ngân Câu Phiệt đánh một trận chấn động thế hệ trẻ Thần Tấn Vương Triều, chỉ dùng hơn 30 chiêu đánh bại thượng sử thi thiên tài bảng Yến Tử Vũ, bị đánh giá là tồn tại đồng cấp với Đông Phương Kính Thủy, Lý Tiêu Nam. Có lực lượng chiến với nửa bước cự phách. Hồng Diệp Hoàng tử cùng Lý Tiêu Nam đều là thần đồ của Thần Linh Cung. Ngươi quen hắn sao? Lý Tiêu Nam nói. Hồng Diệp Hoàng tử thân hình uy mãnh, hai mắt giống như chuông đồng, nói. Long Thanh Dương trong thế hệ trẻ Thiên Long Vương Triều thanh danh rất lớn, chính là một trong mấy người tu vị cao nhất, nhưng mà thanh danh của hắn không phải nổi danh bằng vào tu vị và thiên phú, mà là vì mỹ mạo của hắn, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Thiên Long Vương Triều cũng không đẹp bằng hắn. Hắn có một trận với rất nhiều đại nhân vật của Thiên Long Vương Triều, thế lực sau lưng lớn tới dọa người, chỉ cần hắn muốn giết một người, cho dù đối phương là cự phách cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có không ít tu sĩ nghe thấy lời này của Hồng Diệp Hoàng tử thì nuốt nước bọt, Long Thanh Dương háo sắc đúng là đặc thù, nếu hắn là nữ nhân, tuyệt đối là nữ nhân phóng đãng nhất thiên hạ, nhưng không thể không thừa nhận mị lực của hắn khôn cùng, rất nhiều nam tử ở nơi này si mê hắn, không cách nào quan tâm tới giới tính. Phong Phi Vân ra đầu run lên, dưới chiến đài cùng trên chiến đài hoàn toàn là hai chủng cảm giác, may mắn ý chí của hắn cường đại, nếu đổi người khác đứng cùng chiến đài với Long Thanh Dương, nhất định sẽ bị hắn mê hoặc. Cách mặt trời lặn vẫn còn 10 phút. Long Thanh Dương tế ra một tòa thủy cung, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, thủy cung bay lên hóa thành cung điện màu xanh cường đại, chấn áp lên đầu Phong Phi Vân. Đây là lực lượng vô cùng cường đại, hắn nhìn như ôn nhu động lòng người. Nhưng mà một kích này cường hãn tới mức đáng sợ. Thân thể của bốn lão giả trên võ đài chấn động, vội vàng hai tay ngưng kết ấn ký, tiếp tục ra trì trận pháp. Không ngờ tu vị tên lưỡng tính này cường đại như thế. Thân thể Phong Phi Vân cường hãn, điều động 9969 đạo dị thú chiến hồn trong cơ thể ngưng tụ bên ngoài làn da, trên làn da nổi lên chiến vân nhàn nhạt. Hồng Loan xuất thiên hạ bạch. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, yêu khí tung hoành. Một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra ngoài, hóa thành một con hồng loan đầy lửa to lớn. Long Thanh Dương khoan thai cười cười, duỗi một ngón tay ra điểm về phía trước, một ngón tay trống rỗng hiện ra trước mặt hắn, trực tiếp nhấn chìm hỏa diễm của hồng loan yêu kiếm. Hồng loan yêu kiếm bị hắn phá vỡ, Long Thanh Dương tu vị rất cường đại, nói không chừng có thể đánh bại truyền nhân yêu kiếm. Trong lòng Phong Phi Vân cũng thập phần ngưng trọng, tên lưỡng tính này tu vị quá cường đại. Khẳng định đã đạt tới thiên mệnh ngũ trọng, đừng nói mình bây giờ không cách nào sử dụng lực lượng mạnh nhất, cho dù sử dụng thanh đồng linh thuyền cùng miểu quỷ ban chỉ cũng không thể đánh bại hắn. Trừ phi có thể luyện hóa thêm hai viên thiên tủy linh đan, đạt tới thiên mệnh tứ trọng. Để cho ta đến vạch trần mũ rộng vành của ngươi, xem ngươi tuấn tú hay không tuấn tú. Thân thể Long Thanh Dương hóa thành 18 bóng dáng, hình thành liên tiếp, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Phong Phi Vân. Ngón tay hết sức nhỏ ấn vào mũ rộng vành. Nhưng mà hắn không thể làm được, tốc độ của Phong Phi Vân nhanh hơn hắn, Phong Phi Vân đã lướt ngang mặt đất. Ha ha, thú vị! Long Thanh Dương thu thủy cung trên cao, trong thủy cung xuất hiện thác nước to lớn, nước chảy xuống bao phủ cả chiến đài. Ầm ầm, tiếng nước sôi trào giống thác nước như đúc. Nước trong cung điện tuôn ra như sóng lớn, tràn ngập cả chiến đài, bởi vì chiến đài có thiết trí trận pháp bao phủ. Những sóng nước này không thể chảy ra ngoài, vì vậy chồng chất trên chiến dài, càng để lâu càng dày, hóa thành một cột nước cao vài chục mét. Đây là cột nước không có thứ gì chứa đựng, bốn phía đều là trong suốt, trung ương có sóng lớn mãnh liệt, còn đang kéo dài lên cao,
rất nhanh đã vượt qua 100 mét, nước trong nội cung vẫn chảy ra như cũ, giống như bên trong chứa một biển lớn. Tòa thủy cung này khẳng định là một món vô thượng linh bảo, cũng không biết Long Thanh Dương thông qua phương pháp nào có được. Minh tinh nhược thủy. Phong Phi Vân từ đáy nước xông lên trời, nhưng lại phát hiện thủy áp rất nặng, bị kéo trở về. Lợi hại, ngay cả minh tinh nhược thủy cũng biết, nếu ngươi đã biết minh tinh nhược thủy, ngươi cũng nên biết ngươi phải chết không nghi ngờ. Long Thanh Dương bước chậm trong nhược thủy, dường như căn bản không có thừa nhận trọng áp gì đó, vô cùng nhẹ nhõm. Nhược thủy ướt đẫm quần áo của hắn, tóc dài thấm ướt rối tung trong nước, có dán lên gương mặt tuyết trắng, mơ hồ có thể thấy được từng bọt nước bay lên. Hai chân của hắn nhỏ như nữ tử, bị quần áo ướt đẫm dán chặt vào, vờn quanh vòng eo của hắn, nếu không phải nhìn thấy nửa trên của hắn, người ta sẽ xem hắn như mỹ nữ trong nước rất mê người. Thật sự là một yêu nghiệt. Phong Phi Vân tế ra chiến kiếm, ngưng tụ ra Hồng Loan yêu kiếm, triển khai kiếm quyết liên hoàn. Yêu kiếm kiếm quyết không phải chuyện đùa, uy lực khổng lồ, mặc dù Long Thanh Dương tu vị thâm bất khả trắc vẫn phải tạm lánh mũi nhọn, vừa né vừa đánh ra pháp thuật thần kỳ ngăn cản kiếm quyết. Nhị cẩu, người còn có thể kiên trì bao lâu? Sắc mặt Long Thanh Dương vui vẻ, vô cùng bình tĩnh. Minh tinh nhược thủy không ngừng chảy ra từ trong nội cung, thủy áp càng ngày càng khổng lồ, mỗi một giây đồng hồ lại tăng thêm vạn cân trọng áp. Long Thanh Dương căn bản không hợp đấu chính diện với Phong Phi Vân. Chỉ chờ tới lúc minh tinh nhược thủy áp xuống, cuối cùng sẽ áp chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết mục đích của hắn, tấn công nhanh hơn, liên tiếp đâm ra hơn 1.000 kiếm, có hơn 1.000 hồng loan bay ra, phi hành trong nhược thủy. Nhược thủy màu xanh ra trời, kiếm khí đỏ rực, hai lực lượng đối nghịch nhau va chạm. Long Thanh Dương cũng bị bách phải ứng chiến, không cách nào trốn tránh, không ngừng giao thủ với Phong Phi Vân. Tuy hắn lớn lên giống hệt một mỹ nhân, nhưng mà lực lượng lại cường đại thần kỳ, có thể đánh chính diện với Phong Phi Vân mà không lâm vào hạ phong. Phong nhị cẩu linh khí thật quá bàng bạc, lực lượng giống như vĩnh viễn không dùng hết, liên tục chiến đấu với hơn 30 yêu nghiệt mà vẫn có thể không ngừng thi triển Hồng Loan yêu kiếm. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng Phong Phi Vân là nỏ mạnh hết đà, đối mặt cao thủ như Long Thanh Dương phải, thua không nghi ngờ, lại không có nghĩ đến hắn nội tình thâm hậu như thế, hai người chiến đấu quả thật vượt qua thế hệ trẻ giao phong. Làm cho rất nhiều tu sĩ lớp già cảm thấy mặc cảm. Trên chiến đài nhược thủy tăng nhiều, không ngừng áp xuống, đủ để áp vụn một khối sắt. Phốc! Chiến kiếm của Phong Phi Vân bị Long Thanh Dương duỗi hai ngón tay bẽ gãy, hai ngón tay mang theo nhẫn của hắn đã bẽ gãy kiếm, lực lượng tới từ hai chiếc nhẫn. Lại là hai kiện linh bảo. Chiến kiếm đã gãy, ngươi còn muốn chiến. Long Thanh Dương cười nói. Phong Phi Vân lại lấy một thanh dao găm ra. Giọng lạnh lùng nói. Một chiêu cuối cùng, người thắng sống, người thua chết. Khí thế toàn thân Phong Phi Vân tăng lên tới đỉnh, dao găm trong tay đâm ra liên tục, bạch quang lóe lên, nhiều ra một hào quang bắn ra ngoài. Thanh dao găm này là thiên tủy binh đảm ngưng tụ mà thành, có thể nói sắc bén đệ nhất thiên hạ, cho dù là linh khí cũng bị chém vỡ. Long Thanh Dương biết rõ Phong Phi Vân muốn liều mạng, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào, trải qua giao thủ vừa rồi. Hắn đã thăm dò ra thực lực Phong Phi Vân. Bá! Bạch sắc quang mang lóe lên giống như một đạo thiểm điện. Long Thanh Dương đứng ở biên giới chiến đài, hắn dùng một kiện cổ bảo ngăn cản dao găm, nhưng mà hào quang màu trắng biến hướng, đụng vào trận pháp sau lưng hắn, trận pháp thủ hộ lập tức bị xé rách một mảng lớn. Phải biết rằng thủy áp minh tinh nhược thủy cực mạnh, giờ phút này đột nhiên xuất hiện vết nứt, tất cả lực lượng sẽ đổ ra bên ngoài. Oanh! Một đạo lực lượng bàng bạc bắn ra ngoài, trùng kích lên người Long Thanh Dương. Đây là lực lượng thủy áp. Hắn biến sắc, còn chưa kịp thu hồi thủy cung đã người ngã ngựa đổ, bị nước chảy mang theo ra ngoài trận pháp, rơi ra khỏi chiến đài. Mà Phong Phi Vân sớm có chuẩn bị, nhanh chóng cắm dao găm xuống chiến đài, chân hắn không ngừng định trụ mặt đất, hơn nữa hắn cách vết nứt trận pháp khá xa, cho nên cũng không bị thủy áp khổng lồ ép ra ngoài. Nhược thủy chảy hết ra bên ngoài. Long Thanh Dương ướt sũng nước lao lên chiến đài, nói. Người đùa nghịch lừa dối, chúng ta tái chiến. Thực xin lỗi, người đã rớt khỏi chiến đài, hôm nay không có tư cách lại chiến với ta một trận. Phong Phi Vân nhìn qua phía tây Hoàng Thành, nói. Mặt trời đã xuống núi, hôm nay đã chấm dứt, ta là người chiến thắng cuối cùng ở chiến đài chữ Hoàng. Long Thanh Dương không có bại,
càng không có ai sẽ cho rằng hắn sẽ bại, hắn bại vì mưu kế. Mặt trời xuống núi, tia nắng cuối cùng đã biến mất. Phong Phi Vân thông qua vòng thứ nhất đã là sự thật không tranh cãi. Mặt trời tuy đã hạ xuống núi, nhưng mà chân trời mây tàn vẫn đỏ hồng như trước. Những tu sĩ bên dưới chiến đài không có rời đi, đây là một loại hiện tượng cổ quái, cũng không biết bọn họ là bởi vì Long Thanh Dương mỹ mạo siêu việt nữ tử mới lưu lại đây hay là muốn xem Long Thanh Dương có tiếp tục giao thủ với truyền nhân yêu kiếm hay không. Không chỉ tu sĩ thế hệ trẻ, cho dù là tu sĩ thế hệ trước cũng không có rời đi. Long Thanh Dương thật sự quá đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia giống như trăng rằm, óng ánh như bảo thạch tỏa sáng, hắn giờ phút này toàn thân bị nhược thủy làm ướt đẫm, nhưng mà không có làm cho hắn chật vật, ngược lại làm tăng thêm vài phần thê mỹ cho hắn. Không ngờ một nam nhân có thể đẹp tới mức như thế này. Đát đát, ngũ đệ tử Thái Sư đứng lên, hắn khắc một lệnh bài màu đỏ đi đến chiến đài, chống đỡ đến Phong Phi Vân trong tay, nói. Ngươi thông qua vòng thứ nhất. Đây là lệnh bài phò mã hậu tuyển, cũng là bằng chứng tham gia vòng thứ hai, người cất kỹ. Lão đạo này tu vị vô cùng tinh thâm, trong cặp mắt mang theo hào quang âm trầm, giống như hai ngôi sao lóng lánh. Phong Phi Vân tiếp nhận lệnh bài lớn bằng cỡ bàn tay, nặng chừng 100 ắc na, luyện chế dùng xích đồng chính làm linh tài, tùy ý nhìn qua thì thấy trên đó có khắc 3 chữ Phong Nhị Cẩu, chữ viết mang theo nét hấp dẫn, ngưng tụ thành chữ của lão đạo này, căn bản không thể làm giả. Thu hồi lệnh bài, Phong Phi Vân nhìn qua Long Thanh Dương, hắn đứng tại chỗ giống như oán phụ ủy khuất, chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi chiến đài, đi về nơi xa. Phong Nhị Cẩu, chúng ta nhất định sẽ còn gặp nhau trên chiến đài, hy vọng lần sau ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Long Thanh Dương giống như tiểu nữ nhi tức giận, giọng nói ôn nhu nhưng đầy tàn nhẫn. Tu vị Long Thanh Dương đúng là rất mạnh, ở trên chiến đài không hoàn toàn bày ra thực lực của hắn. Hắn tự nhiên thua không phục. Vương Mãnh cầm theo Phương Thiên Hỏa Kích và cùng mấy đệ tử Vũ Tháp đi qua, thô cuồng mà chất phác cười cười. Đa tạ Phong huynh trưởng nghĩa ra tay, hắc hắc, ta cũng là tu sĩ đi ra từ Nam Thái Phủ. Thời điểm này còn có rất nhiều người tụ tập dưới chiến đài, Phong Phi Vân cũng không muốn bại lộ thân phận, vì vậy thản nhiên nói. Có cơ hội gặp lại a. Phong Phi Vân vẫy tay với tất chữ suốt một cái, hai người trực tiếp đi thẳng rời đi. Rời khỏi hoàng thành. Mãnh ca, tên này quá cuồng ngạo, ngươi chính là đệ tử tháp chủ Vũ Tháp, hắn còn không thèm nói chuyện với ngươi. Một đệ tử Vũ Tháp nói ra. Quản khỉ gió đại gia hắn, đi, chúng ta đi Tuyệt Sắc lâu uống rượu. Vương Mãnh tùy tiện cười cười, quát một tiếng mang theo đệ tử Vũ Tháp ra khỏi hoàng thành, đi về hướng khác. Đứng trên chiến đài chứ hoàng đại chiến tứ phương suốt một ngày, mặc dù là Phong Phi Vân cũng cảm thấy mệt mỏi. Ăn một viên linh đan bổ sung linh khí, Phong Phi Vân bắt đầu âm thầm điều tức. Tất chữ suốt cười nói. Ngươi cảm thấy đẹp không? Cái gì? Phong Phi Vân nói. Long Thanh Dương A-Hát, ta cảm thấy rất gợi cảm, rất mê hoặc lẳng lơ, rất có vị A-Hát, chỉ có ngươi từng tiếp xúc thân mật với hắn, nói thực ra, ngươi không cảm thấy động tâm hay sao? Tất chữ suốt lúc này kích động nói ra. Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng bước lại, nói. Ngươi tin hay không đêm nay ta bắt hắn tới, ném hắn lên giường của ngươi. Toàn thân tất chữ suốt khẽ run rẩy, nói. Đừng, chúng ta dù thế nào cũng là bằng hữu, ngươi đừng hại ta. Long Thanh Dương là nam nhân thật sự quá đẹp, cho dù là nam nhân cũng không cách nào ngăn cản mị lực của hắn. Nếu thật sự ném hắn lên giường của tất chữ suốt, nói không chừng tất chữ suốt sẽ lập tức biến thành cầm thú. Phong Phi Vân cũng nhíu mày thật sâu, nói. Nữ nhân này. Khục khục, nam nhân này đúng là không tầm thường, nếu ta không có đoán sai, hắn vốn chính là con gái, nhưng lúc còn trong bụng mẹ, vào thời kỳ thai nhi bị cường giả tiên đạo dùng thủ đoạn, nghịch loạn âm dương, cường ngạnh thay đổi giới tính. Giới tính cũng có thể cải biến. Tất chữ xuất nói. Phong Phi Vân gật đầu nói. Thai người trước khi chưa thành hình hoàn toàn, có thể sử dụng tiên pháp điều động lực lượng bổn nguyên thiên đạo cải biến sắc tố giới tính trong con người. Do đó trước khi thai nhi phát dục hoàn toàn có thể cải biến giới tính. Tất chữ suốt thở dài một tiếng. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, bất luận đại gia tộc nào cũng cần người nối nghiệp, mẹ của Long Thanh Dương khẳng định sinh rất nhiều con gái, thật vất vả sử dụng tiên pháp sinh ra một đứa con trai, không ngờ là. Ai? Nếu hắn thật sự có rất nhiều tỷ tỷ muội muội, tuyệt đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh, người nên nắm chắc cơ hội đi.
Phong Phi Vân trêu chọc nói. Tất Chữ Xuất tinh thần chấn động, hai mắt tỏa sáng, nhưng mà rất nhanh ảm đạm xuống, mắng to. Vạn nhất lại gặp phải nhân yêu, lừa bố mày. Phong Phi Vân mỉm cười, hắn không tiếp tục chuyện này, hai đại nam nhân thảo luận sau lưng một nhân yêu, đây không phải chuyện phong nhã gì. Sắc trời dần tối, bầu trời chiều mây đỏ rực, bầu trời vẫn còn một nửa màu xanh. Đây là con đường phải đi qua nếu muốn tới cung đánh bạc ngầm. Giờ phút này hàn khí lạnh thấu xương, lá cây khô bay bay giống như đao, phát ra âm thanh sàn sạt. Tất Chữ Xuất cảm giác bắp chân mỏi như, ánh mắt nhìn qua bốn phía, lo lắng nói. Ngươi nói người cung đánh bạc ngầm có phái cường giả ra đánh giết chúng ta hay không? 30 vạn viên linh thạch, có thể sánh ngang tổng giá trị một tiên quáng cỡ lớn, để khiến cung đánh bạc ngầm liều mạng. Có khả năng. Phong Phi Vân không đếm xỉa tới nói ra. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, thô to như thùng nước, mang theo uy lực kinh thiên động địa đánh xuống. Thân pháp Phong Phi Vân còn nhanh hơn tia chớp, lập tức bay vút ra ngoài, đạo thiểm điện này đánh vào vị trí vừa rồi, đánh ra một hố to, chung quanh hố to đầy vết rạn không ngừng lan ra ngoài, rộng chừng một thước. Tất Chữ Xuất cũng trốn tránh, nhưng lại bị tia chớp xẹt ngang qua người, toàn thân cháy đen bốc lên khói xanh, tóc dựng đứng lên. Hắn phun ra khói đen, kêu lên. Xong, xong, người cung đánh bạc ngầm muốn giết người diệt khẩu, chúng ta chết chắc. Tính cảnh giác quả nhiên rất cao, có thể né tránh thiểm thi phù, không hổ là yêu kiếm truyền nhân. Diêu Cát đứng phía sau con đường nhỏ này, áo trắng tóc đen, thân hoàn thánh quang, dáng người yểu điệu, nàng bước chân chạm đất, lăng không đứng vững, cho người ta yêu nhã như tiên tử không nhiễm bụi trần. Ngoá, ngươi vừa rồi ám toán chúng ta sao? Tất Chữ Xuất vãn vãn ống tay áo, lúc này xông tới, định đánh nàng một trận. Diêu Cát thản nhiên cười cười, Ngọc Nhan vô cùng động lòng người, nhìn thấy nụ cười này của nàng, Tất Chữ Xuất giống bị nàng câu đi linh hồn nhỏ bé, khó mà ra tay với nàng, xám xịt lui về bên cạnh Phong Phi Vân, nói nhỏ. Coi chừng một ít, nữ nhân này rất khó đối phó, có thể câu dẫn hồn phách người ta, may mắn ta tâm trí kiên định, mới không có bị nàng mê đảo. Đã không có bị nàng mê đảo, người trốn về làm gì vậy, đánh nàng một trận là được rồi. Phong Phi Vân nói. Tất Chữ Xuất ngôn từ chính nghĩa, nói. Ta tự nhiên không sợ nàng câu hồn của ta đi, dù sao ta định lực không giống bình thường, nhưng mà ta lo lắng cho ngươi, định lực của ngươi kém như thế, nếu bị nàng câu dẫn, nói không chừng sẽ bị mỹ mạo của nàng làm mê đảo. Phong Phi Vân cười cười, trực tiếp đi qua. Tất Chữ Xuất thối lui xa xa. Ở phía sau kêu lên. Coi chừng a hát. Diêu Cát mắt như sương khói, thản nhiên cười nói. Vừa rồi ta chỉ là muốn thử dò xét tu vị công tử, chắc công tử không giận chứ. Nhưng mà ta rất tức giận. Phong Phi Vân đi đến trước mặt nàng, cách nhau ba bước, có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng, giống như hoa bách hợp mùa xuân, mang theo hương thơm ngọt ngào. Trên mặt Diêu Cát mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói như chim sơn ca hót. Vậy ngươi ý định xử phạt ta thế nào? Trong giọng nói của nàng giống như mang theo làm nũng. Phong Phi Vân đứng thẳng, nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Trên con đường này có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn, sẽ không để cho ngươi còn sống ra khỏi cung đánh bạc ngầm. Diêu Cát nói. Phong Phi Vân nói. Ta đây tự nhiên biết rõ, 30 vạn linh thạch, đủ để thỉnh động một đại tiên giáo đến giết ta. Nhưng mà ngươi hợp tác với ta. Có thể còn sống rời khỏi cung đánh bạc ngầm, lấy được 30 vạn linh thạch. Diêu Cát nói. Chỉ bằng ngươi. Phong Phi Vân nói. Diêu Cát phiêu nhiên như mây xanh, cười nói. Ta tự nhiên không có bổn sự lớn như thế, nhưng mà người sau lưng ta lại có bổn sự này. Sau lưng ngươi. Phong Phi Vân hồ nghi nói. Không sai, sau lưng ta. Diêu Cát rời bước qua bên cạnh, sau lưng hiện ra một long liễn. Đầu cổ thú kéo long liễn dữ tợn, long liễn khổng lồ này chính là bát bộ long liễn. Đã nhìn thấy bát bộ long liễn, tự nhiên cũng đã biết rõ bên trong là ai. Phong Phi Vân lạnh giọng cười cười, nói. Thì ra chủ tử của ngươi là nàng, có lực lượng của nàng, muốn ở thần đô đi cung đánh bạc ngầm cầm 30 vạn linh thạch, xác thực không phải việc khó. Cho nên ngươi nhất định phải hợp tác với chúng ta. Diêu Cát giống như thánh nữ. Lại giống như ma nữ dẫn Phong Phi Vân xuống địa ngục. Hợp tác thế nào? Phong Phi Vân nói. Diêu Cát cười nói.
chúng ta giúp ngươi đi cùng đánh bạc ngầm lấy 30 vạn linh thạch, nhưng mà ngươi phải mang 30 vạn linh thạch này cho chúng ta mượn. Phong Phi Vân cười ha hả, hắn tự nhiên hiểu mục đích La Phủ công chúa mượn 30 vạn linh thạch này, đây chính là một số tài nguyên khổng lồ, có thể thu mua rất nhiều người, có trợ giúp lớn với nàng trong việc giành vị trí tấn đế, nói không chừng có thể một lần hành động cải biến hoàn cảnh xấu. Thực xin lỗi, ta không hợp tác với các ngươi. Phong Phi Vân sau khi cười xong đã nói ra. Vì cái gì? Bởi vì không cần lực lượng của các ngươi, ta cũng có thể thu 30 vạn linh thạch vào tay. Phong Phi Vân không có bất kỳ sợ hãi nào, lập tức đi về phía cung đánh bạc ngầm, lúc đi tới trước bát bộ long liễn thì dừng một chút, nhìn qua bức rèm lay động, lại đi qua. Diêu Cắt ánh mắt lập lòe đi đến bên cạnh bát bộ long liễn, nói. Thật sự là một người không muốn sống. Ta đúng là muốn nhìn hắn làm sao vượt qua. Giọng La Phù công chúa trong bát bộ long liễn truyền ra, mang theo vài phần hàn ý. Trên con đường này có nhiều kiến trúc hoang vu, không có một người ở lại, chủ nhân những kiến trúc này chết đi mấy trăm năm, đây là khu vực bị vứt bỏ. Tại thành đô, những thành vực bị vứt đi như thế này số lượng cũng không ít, dù sao tu tiên giả căn bản không có khả năng định cư ở một chỗ lâu dài, một khi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Rất có thể sẽ không quay trở về nữa, dần già phủ đệ của bọn họ sẽ hoang vu không người. Cung đánh bạc ngầm cũng nằm ở khu vực này. Vốn bình thường sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong cung đánh bạc ngầm, nhưng mà những ngày gần đây tu sĩ cảm nhận thấy hào khí khác thường, không có xuất hiện tại đây. Chỉ có Phong Phi Vân đi trên con đường đổ nát thê lương này. Oanh! Trên hư không có một cánh cửa mở ra, bên trong hỏa diễm như mây, trong tầng mây có một chảo công kích Phong Phi Vân. Có cường giả tuyệt đỉnh thế hệ trước ra tay. Diêu Cát đứng ở đàng xa, đôi mắt dễ thương như hạnh hoa nhìn qua bầu trời nứt vỡ, cả thiên địa như bốc cháy dữ dội. Phong Phi Vân giống như không nhìn thấy cự trảo này, hắn vẫn đi đường của mình, ngay thời điểm cự trảo đánh gần tới đỉnh đầu Phong Phi Vân thì có cuồng phong quét qua. Trên hư không có tiếng nổ vang vọng, hình như có người đang đại chiến. Sau nửa ngày trên trời có huyết phủ rơi xuống, trong huyết phủ có một thi thể rơi xuống đất. Sau lưng Phong Phi Vân có bụi mù bay lên. Thi thể này thập phần già nua, trên cổ bị người ta chém một nửa. Phong Phi Vân nhìn như không thấy khói thuốc súng đầy trời, hắn đi thản nhiên. Chỗ xa xa, Tất Chữ Xuất ngồi trên đỉnh cây 10 trượng, hắn cười nói. Có thần hà cấm vệ đang âm thầm thủ hộ, cung đánh bạc ngầm lần này ăn thiệt thòi rất lớn, đến bao nhiêu cao thủ, sẽ chết bao nhiêu cao thủ. Số lượng thần hà cấm vệ tuy ít. Nhưng đây là nội tình của phủ thần vương hàng thật giá thật, chiến lực có thể nghĩ mạnh cỡ bao nhiêu. Ầm ầm, lòng đất có một cự thương thanh đồng đâm lên, nó thô to như cây cột, trên đó khắc đường vân, dài mấy chục thước, trên đó mang theo sát uy khó lường. Phong Phi Vân không nhanh không chậm đi tới trước, thời điểm cự thương thanh đồng tới gần hắn thì nổ tung ầm ầm, cắt thành mấy khối bay ra bốn phía, nện trên mặt đất sinh ra tia lửa lớn. Hơn 10 chuôi chiến đao từ trên không trung đánh xuống, đánh vào lòng đất. Những chiến đao này có uy lực vô cùng, có thể sánh ngang một kích toàn lực của nửa bước cự phách, hơn 10 chuôi chiến đao đồng thời chém ra, uy lực chấn động trời cao. Mặt đất chấn động dữ dội, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng. Sau nửa ngày lòng đất nổ tung, hơn 10 chuôi chiến đao bay lên, trở vào trong hư không. Mặt đất xuất hiện khe hở lớn, Phong Phi Vân đi qua khe hở. Mơ hồ có thể trông thấy dưới kẽ đất là thi thể bị chém nát, trên thi thể còn có linh khí bốc lên, xương còn có hào quang sáng ngời, hiển nhiên khi còn sống, người này nhất định chính là một cường giả tuyệt đỉnh. Cường giả tuyệt đỉnh bị chém giết trong lòng đất, chết không toàn thây. Phong Phi Vân vượt qua kẽ đất, tiếp tục đi về phía trước, Phong Khinh Vân đạm, ống tay áo bồng bềnh, nhìn qua rất tiêu sái. Khó trách hắn tự tin như vậy, thì ra sau lưng hắn còn có cường giả thủ hộ. Cho dù là Diêu Cắt hay La Phù Công đều cảm thấy tim đập nhanh, hơn 10 chiến đao chém xuống vừa rồi mang theo lực trùng kích khai thiên tích địa, xác thực vô cùng rung động, dường như có thể quét ngang thiên hạ. Oanh! Khu vực thành vực này chấn động mạnh, rất nhiều tòa thành cổ xưa và cung điện bay lên cao, giống như cả khu vực thành vực bay lên trời, cũng không biết lực lượng khủng bố gì mà có thể tạo thành tràng diện như vậy. Bỗng dưng những cung điện và tòa thành này bay thẳng về phía Phong Phi Vân. Khí thế thật sự làm cho người ta sợ hãi, quả thực chính là tinh cầu nện xuống, muốn hủy diệt thế giới này. Cũng chỉ có cự phách mới có được lực lượng như thế.
Phong Phi Vân cũng không dừng bước, quả nhiên những kiến trúc này còn không có tới gần thân thể của hắn đã bất động, bị lực lượng vô hình ngăn cản được, không khí giống như đông cứng lại, thế giới đều đình chỉ vận chuyển, chỉ có Phong Phi Vân một người đi lại trên kiến trúc này, hắn giống như người duy nhất trên đời này. Đây là cảnh tượng thần kỳ. Bành! Kiến trúc cổ không thể ngăn cản nổi lực lượng trùng kích, vỡ vụn ra, chúng giống như thạch cao vậy, bị người ta dẫm nát và hóa thành khối vụn, có hóa thành bột phấn bay lả tả các nơi. Bên ngoài thân thể Phong Phi Vân có cái lông vô hình, không có một hạt bụi nào chạm vào người của hắn. Ầm ầm. Trong hư không có tiếng chiến đấu kinh thiên động địa. Trận này chiến đấu tiếp tục hồi lâu thì bị ánh trăng trên bầu trời che lại, đột nhiên một đạo lực lượng xuyên thẳng qua thiên địa, có hỏa cầu, có lôi điện, có cự thạch, có linh mang, tất cả rơi xuống đất. Cảnh tượng này giống như ngày tận thế hàng lâm. Thời điểm Phong Phi Vân đi tới cửa ra vào của cung đánh bạc ngầm, chiến đấu cuối cùng đã kết thúc, trên bầu trời có hỏa vũ vần quanh, ngọn lửa kia giống như máu tươi đỏ rực rơi lả tả ra các nơi, chiếu sáng một thân ảnh áo đen trên cao. Chỉ có máu tươi của cự phách mới đốt ra màu sắc này. Có cự phách vẫn lạc thì thiên địa sẽ xuất hiện cảnh này làm tu sĩ đứng ở xa xa hoảng sợ. Phong Phi Vân đi vào cung đánh bạc ngầm không bao lâu, hắn liền thu hoạch lớn rời đi. Tất Chữ Xuất nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nhanh chóng chạy qua, trên mặt Phật đầy tươi cười, nói. Thế nào? Phong Phi Vân nói. Lấy được 22 vạn linh thạch, 6.000 gốc linh thảo ngàn năm, tổng giá trị không kém bao nhiêu 30 vạn linh thạch. Ngươi quét sạch cung đánh bạc ngầm sao? Tất Chữ Xuất tươi cười như rách miệng, 30 vạn linh thạch chính là con số trên trời. Cung đánh bạc ngầm không có khả năng giàu có như vậy, 30 vạn linh thạch này khẳng định chính là tổng số tiền mà tu sĩ thời gian gần đây đặt cược, bây giờ lại bị Phong Phi Vân ăn cướp không còn. Mất đi 30 vạn viên linh thạch này, cung đánh bạc ngầm chắc chắn đã sụp đổ, triệt để đóng cửa, những tu sĩ đã lỡ đánh bạc số lượng lớn đã không còn gì, mất cả vốn gốc. Cho dù là Tây Việt Phiệt cũng không có khả năng bồi 30 vạn linh thạch. Quả nhiên Phong Phi Vân rời khỏi không bao lâu thì có rất nhiều tu sĩ chạy vào trong cung đánh bạc ngầm, nhưng mà sau khi bọn họ vào trong thì phát hiện, tất cả tài phú trong cung đánh bạc ngầm đều bị Phong Phi Vân cuốn đi, ngay cả khối ngọc thạch nguyên vẹn cũng không thể tìm được. Cung chủ cung đánh bạc ngầm bị đánh chết trên ghế cao, máu tươi còn chưa khô, đang nhỏ máu xuống đất. Trong cung đánh bạc ngầm chỉ còn lại một ít nô bộc cùng thị nữ, cũng không có tao ngộ sát kiếp. Hiển nhiên là yêu kiếm truyền nhân cố ý thả cho bọn họ con đường sống. Những tu sĩ này cũng không có biện pháp, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, có không ít tu sĩ đặt số tiền lớn gào khóc, bọn họ đã táng ra bại sản, biết tìm ai nói lý lẽ đây. Cuối cùng cung đánh bạc ngầm bị tu sĩ tức giận công kích, triệt để hủy diệt, tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Ta cảm thấy tất cả tài phú của cung đánh bạc ngầm khẳng định không chỉ có 30 vạn linh thạch. Tất Chữ Xuất mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại nói. Tu sĩ đi tới cung đánh bạc ngầm đặt cược không dưới 10 vạn, nhiều tu sĩ đặt cược như thế, không có khả năng chỉ có 30 vạn. Mà trên thực tế cũng chỉ có 30 vạn linh thạch, một quả không nhiều lắm, một quả không ít. Phong Phi Vân cười nói. Có quỷ mới tin ngươi nói. Tất Chữ Xuất nói. Ngươi vốn nên tin tưởng ta chỉ lấy đi tài phú thuộc về mình. Tuyệt đối sẽ không lấy thêm một đồng nào cả. Phong Phi Vân nói. Ách, thế những linh đan cùng tuyệt phẩm linh dược trong phủ thái sư thì sao, cũng không phải của ngươi, sao ngươi thản nhiên nhận lấy vậy? Tất Chữ Xuất lườm hắn một cái. Phong Phi Vân lời lẽ chính nghĩa, nói. Đó là ngoại lệ mà thôi. Lúc này cũng là ngoại lệ. Tất Chữ Xuất nói. Lại nói ngươi rốt cuộc tìm được bao nhiêu chỗ tốt từ cung đánh bạc ngầm, ngươi nói ra đi. Ta tuyệt đối sẽ không thèm, ta là người nhân phẩm đoan chính, tác phong tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không trộm ngươi. Chỉ có 30 vạn linh thạch. Phong Phi Vân nói ra lần nữa. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn qua phương xa. Bát bộ long liễn chậm rãi đi qua, dừng trước mặt của Phong Phi Vân, Diêu Cát An vị trên lan can long liễn, trong tay cầm roi da rắn, tuy nàng đánh xe nhưng mà lại xinh đẹp hơn bất cứ sa phu nào, giống như tiên tử đang dạo chơi. Lan can bát bộ long liễn rất cao, ngồi ở phía trên giống như ngồi trên lầu các, nàng giống như bức họa treo trên đó. Phong công tử, quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng, bằng vào lực lượng một người tiêu diệt cung đánh bạc ngầm truyền thừa ngàn năm. Diêu Cát nhẹ nhàng cười cười,
trên mặt sương mù tán đi không ít, có thể trông thấy tiên nhan không tì vết của nàng. Phong Phi Vân nói, các ngươi còn có ý định hợp tác sao? Tự nhiên là muốn hợp tác. Diêu Cát nói, các ngươi lấy cái hợp tác với ta. Phong Phi Vân nói, Diêu Cát cười nói, Phong công tử tham gia cuộc chiến phò mã là vì cái gì? Cuộc chiến phò mã đương nhiên là làm phò mã, lấy La Phủ công chúa. Phong Phi Vân nói, công chúa điện hạ chẳng phải đang ở trước mặt ngươi sao? Phong Phi Vân cười cười, nói, hẳn là công chúa điện hạ định dùng chính nàng hợp tác với ta sao? Ngươi nghĩ thật đẹp. Diêu Cát lườm hắn một cái, nói, chúng ta đều là người thông minh, ngươi nên biết ta nói cái gì. Nếu công chúa điện hạ không có thành ý như thế, như vậy chúng ta không cần thiết phải hợp tác, chúng ta đi. Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất trực tiếp rời đi, không có bất kỳ lưu luyến gì. Phong Phi Vân mặc dù nói lạnh nhạt như thế, nhưng mà trong lòng vẫn có chút vui mừng, La Phủ công chúa dù sao cũng là nữ nhân của hắn, nếu nàng vì leo lên vị trí tấn đế mà không từ thủ đoạn nào, không tiếc bán đứng thân thể của mình, như vậy quá làm hắn thất vọng. Công chúa điện hạ, người này cướp đoạt tài nguyên trong cung đánh bạc ngầm tuyệt đối có thể so với bảo khố, nếu có thể có được tài nguyên này, đủ để thu mua nhân tâm, đánh bại thái tử. Diêu Cát đề nghị, chỉ tiếc người này thật sự quá tham lam, không hợp tác cũng được. La Phù công chúa lạnh lùng nói, trong lòng có chút bất lực, chỉ có thể nhận mệnh. Nàng chưa từng bất lực như hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phát triển theo hướng xấu nhất, thời điểm này nàng nghĩ đến Phong Phi Vân, tức giận nói. Nếu như hắn còn sống, vậy hắn đang làm gì, vì sao không xuất hiện? Sở dĩ Phong Phi Vân cự tuyệt hợp tác với La Phù công chúa cũng có nguyên nhân, dù sao hắn hiện tại thân phận chính là yêu kiếm truyền nhân, nếu như đi lại quá thân cận với La Phù công chúa sẽ bị nhiều người hoài nghi, đến lúc đó sẽ quấy rầy bố cục của hắn, được không bù mất. Quay về tiệm linh thạch của thần Hà cấm vệ đã là đêm khuya, tu sĩ truy tung sau lưng bị vứt bỏ. Cửa tiệm linh thạch cũ kỹ vẫn đang mở rộng cửa, những thần Hà cấm vệ cường đại đã quay về, lại mặc y phục tiểu nhị, nhìn qua rất bình thường. Chúc mừng thần vương đại nhân xông qua vòng đầu tiên cuộc chiến phỏ mã. Thần Hà cấm vệ thống lĩnh Khúc Trường Ngâm cười nói. Phong Phi Vân gỡ mũ rộng vành xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, cười nói. Hiện giờ mới bắt đầu mà thôi, đợt giao chiến thứ hai mới là kịch liệt nhất. Phong Phi Vân tự cảm giác tu vị còn nhiều chỗ chưa đủ, còn chênh lệch không nhỏ với thiên tài cao cấp. Phải mau chóng luyện hóa hai viên thiên tủy linh đan, chỉ cần đột phá thiên mệnh tứ trọng, như vậy phải trẻ tuổi tuấn tài nào cũng có thể tranh hùng. Khúc Trường Ngâm thần sắc nghiêm nghị, hai tay ngưng tụ tạo kết giới, phong bế không gian này, ngăn cách nói chuyện truyền đi, làm xong đây tất cả mới từ từ nói ra. Mệnh mệnh của thần vương đại nhân đã truyền cho ba vị thiên hầu đại nhân. Thần Vũ Quân đã tập kết tại ba trọng trấn, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì có thể trong nửa canh giờ giết vào thần đô. Phong Phi Vân mí mắt co rụt lại, gật gật đầu, nói. Mấu chốt hiện tại là khống chế chín cửa thành thần đô, chỉ cần nắm giữ chín cửa ra vào thần đô mới có thể nắm giữ mạch máu thần đô trong tay, thần ma cấm vệ có mấy thành nắm chắc nắm giữ chín cửa thành. Thần ma cấm vệ chính là nội tình của phủ thần vương, chính là thần vương đời thứ hai tổ kiến. Đến bây giờ đã có mấy ngàn năm truyền thừa, đã sớm xâm nhập vào tất cả đại quân của thần Tấn Vương Triều, cơ hồ nắm giữ địa vị cao. Số lượng thần ma cấm vệ vô cùng thưa thớt, đều là phụ tử truyền thừa, hoặc là thầy trò truyền thừa, mấy ngàn qua số lượng thần ma cấm vệ chưa từng thay đổi. Mười thành nắm chắc, Khúc Trường Ngâm nói. Vậy là tốt rồi. Phong Phi Vân lại nói. Thần vực cấm vệ, thần binh cấm vệ, thần tùy cấm vệ, bố trí như thế nào rồi?